Bác sĩ thiên tài, Tần Lạc. Tập 43. Chương 746, chạm đến lòng tự ái. Nghe thấy Tần Lạc nói vậy thì sắc mặt của Ngô Xương hồng hào hết cả lên. Nhanh chóng đưa mắt liếc về phía hắn một cái. Sau đó giả bộ quay mặt đi nhìn chậu xương rồng đặt ở cạnh máy vi tính chống tia phóng xạ. Có chuyện gì thế nhỉ? Tần Lạc cảm thấy khó hiểu hết sức. Mọi người đều là người lớn hết cả rồi, cũng đâu phải là chưa trải qua chuyện nam nữ đó bao giờ đâu. Vì vậy mà nói đến những chuyện như sinh đẻ thế này là quá đỗi bình thường mà. Sao lại có thể đỏ mặt được chứ? Nhưng rất nhanh, Tần Lạc liền hiểu ra được vấn đề, hắn nhìn được ra lỗi trong câu nói của mình. Ý của hắn là bảo Ngô Xương nói ra tên của người cầm cái chìa khóa đó cho hắn, thì đổi lại, hắn sẽ giúp Ngô Xương trị liệu triệu chứng vô sinh của bà. Nhưng vì hắn nói vô tội vạ quá, như thể là bảo Ngô Xương nói cho hắn biết tên người kia thì hắn sẽ tặng cho Ngô Xương một đứa trẻ thảo nào Ngô Xương mới đột nhiên đỏ mặt thế này. Vì ý nghĩ của bà quá là nhạy cảm hết chỗ nói. Vừa mới nói thế mà đã nghĩ ngay đến cái đó rồi. Việc như vậy mà cũng có thể khẳng định chắc chắn được sao? Ngô Xương nói, thế nếu như tôi đưa cho anh một cái tên mà anh chị không khỏi bệnh cho tôi thì sao? Cô thật là tôi cũng không nắm chắc được 100% có thể chữa trị khỏi cho chị. Tần Lạc cười nói, căn bệnh này mà muốn khỏi thì 7 phần dựa vào trị liệu, 3 phần còn lại thì dựa vào may mắn. Nếu tôi trị khỏi cho chị mà chị vẫn không thể có thai thì tôi cũng chẳng còn cách nào nữa vì dù gì thì sinh con đẻ cái cũng không phải là chuyện mà một người có thể làm được. Nó còn liên quan tới bản thân cơ thể con người. Đồ ăn thức uống, hoàn cảnh xung quanh, trạng thái tinh thần, v.v. Có điều là nói thế nào thì cũng tốt hơn tình hình lúc này của chị phải không? Nếu chị lo lắng rằng tôi cố ý không điều trị cho chị hẳn hoi tử tế, thì điều đó hoàn toàn là thừa thãi. Một là tôi sẽ từ chối thẳng thừng không trị bệnh cho người ta. Còn nếu tôi mà đã đồng ý rồi thì nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi là một bác sĩ, thất bại một lần thì sẽ làm tổn hại đến thanh danh của tôi một lần. Tôi chẳng có lý do gì lại đi lấy danh dự của mình ra để làm cái việc mà chẳng ai thích này. Dựa vào cái gì để mà tôi tin tưởng vào anh? Dựa vào việc tôi là Tần Lạc. Tần Lạc cười nói. Tôi là Tần Lạc. Nếu người khác mà nói như thế thì chắc chắn sẽ khiến cho người ta thấy rằng người nạp quá là kiêu căng ngạo mạn hết thuốc chữa. Nhưng những lời này được thốt ra từ miệng hắn thì chẳng có gì khiến cho người ta phải cảm thấy kỳ lạ cả. Ngô Xương cũng biết Tần Lạc là một bác sĩ tiếng tăm lẫy lừng ở đất Trung Quốc này. Là hy vọng và cũng là thần tượng của vô số người, về sau bà liền đích thân tìm một sổ tài liệu có liên quan đến hắn để xem thì thấy hắn thực sự là tài giỏi, không những thế còn làm rất nhiều chuyện, kinh thiên động địa nữa. Hắn quả thật là chẳng có lý do gì để mà lấy thanh danh và tiền đồ sáng lạng của mình ra để đùa cợt như thế vì đối với hắn mà nói thì điều này là lợi bất cập hại. Cũng giống như việc có người chất vấn Tần Tung Hoành là liệu có nợ anh ta tiền mà không trả không vậy. Tần Tung Hoành chỉ cần một câu, tôi là Tần Tung Hoành, thì có thể gạt bỏ mọi nghi vớ bất luận đó là Tần Lạc hay là Tần Tung Hoành, thì tên của bọn họ đều là một cái tên có tiếng của một sản phẩm, hơn nữa còn là của một hàng hiệu nổi tiếng nữa. Bọn họ sẽ không bao giờ muốn thấy một chút tì vết nào dù là nhỏ nhất ảnh hưởng đến cái tên đó. Được, tôi đồng ý với anh. Ngô Xương cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Có điều, anh phải nói cho tôi biết trước là đã xảy ra chuyện gì. Có người dùng căn biệt thự của chị để che giấu sát thủ. Tần Lạc giải thích, tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc là vụ án này có liên quan đến ai mà thôi. Ngô Xương trầm ngâm một hồi không nói gì, bà lo sợ vụ án này có liên quan đến Tần Tung Hoành. Mặc dù bà rất muốn có em bé, nhưng bà cũng không hề muốn mình trở thành mục tiêu tấn công Tần Tung Hoành. Phải biết rằng, những thứ mà bà có hiện giờ đều là Tần Tung Hoành cung cấp mới có. Tần Tung Hoành đã được tôi mời về làm khách rồi. Có điều, anh ta kiên quyết nói mình không liên quan gì đến vụ này cả. Tần Lạc tiếp tục làm công tác tư tưởng cho bà ta. Là anh ta nói cho tôi biết chìa khóa nằm trong tay chị. Cũng là anh ta bảo tôi đến đây kiểm chứng đó. Chị thử nói xem, với trí tuệ của anh ta thì liệu anh ta có phạm phải sai lầm nhỏ như vậy không? Lẽ nào chị lại không tin anh ta? Tôi đã đưa chiếc chìa khóa đó cho em gái tôi là Ngô xong rồi. Nó bảo nó có một người bạn đến Yến Kinh ở một thời gian ngắn. Ngô Xương nói, cùng tên với chị sao? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Không, một người là Song, còn một người là Xương. Ngô Xương nói, có điều nhất định là nó không liên quan gì đến việc này cả, vì hiện giờ nó vẫn là học sinh. Ồ, vậy sao? Tần Lạc gật đầu cười nói, chị cứ yên tâm.
tôi chỉ tìm cô ấy để làm rõ một số vấn đề, tôi sẽ không làm thương gì cô ấy đâu. Khi Tần Lạc bước ra thì Ngô Sương đích thân mình đưa hắn ra tận thang máy. Ở Ngô Sương ngại ngùng nói, khi nào thì anh có thời gian? Chị yên tâm đi, Tần Lạc cười nói, trước khi tôi đi Thụy Điển thì nhất định sẽ khám cho chị một lần trước xem sao, sau đó khai một đơn thuốc cho chị uống, còn về sau thì chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách. Đây không phải là vấn đề quá nỗi khó khăn. Không phải là vấn đề quá nỗi khó khăn. Ngô Sương thở dài một tiếng. Nếu không phải là khó khăn quá thì cũng không đến nỗi mình 40 tuổi rồi mà vẫn không có con. Khi Tần Lạc gọi điện cho Mễ Tử An thì nàng vẫn còn đang hờn dỗi. Vừa mới bắt máy lên đã nghe thấy những lời trách móc không ngừng nghỉ. Tần Lạc, đây là cách mà anh tiếp đãi khách đó sao? Anh có còn được coi là bạn nữa không thế? Thấy người ta bị người khác đuổi theo thế không chạy đến giúp đỡ không nói làm gì rồi, đã thế còn cho xe chạy thẳng ngầm làm cho anh mất mặt như vậy sao? Anh làm thế là có ý gì hả? Ha ha, anh chỉ là sợ ký giả chụp được thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đến em mà. Tần Lạc giải thích, hắn biết rằng bất kể ai khi bị bạn mình bỏ rơi như vậy thì đều sẽ nổi cơn tam bành hết. Ký giả chụp được thì chụp chứ sao? Em còn không sợ thì anh sợ cái gì? Cây ngay không sợ chết đứng mà. Mình có làm gì đâu mà sợ họ chụp được chứ? Họ thích viết cái gì thì viết, anh sợ em làm phiền anh phải không? Để người ta biết được em là bạn anh thì sẽ làm anh mất mặt phải không? Em làm cho anh mất thể diện thế cơ à? Tần Lạc không mở tiếng điện thoại to ra, nhưng giọng nói giận dữ đến cao độ của Mễ Tử An vẫn phát ra bên ngoài rõ mồn một. Đại đầu không có phản ứng gì, cậu ta cũng đã quen với việc bên cạnh Tần Lạc là vô số những cô gái vây quanh rồi. Còn Jesu thì huýt sáo nói, tôi thích những cô gái như thế này. Nếu mà cô ấy không thích anh thì tốt biết mấy. Anh chàng đẹp trai Jesu hiện giờ không sợ là không gặp được người đẹp, mà chỉ sợ là người đẹp đều chỉ hứng thú với Tần Lạc mà thôi. Vì anh coi em là bạn, nên mới bảo người lái xe đi đấy chứ. Tần Lạc kiên nhẫn giải thích, có những cái mà trong điện thoại không tiện nói. Bây giờ em có thời gian không? Anh đến gặp em. Đầu dấp bên kia sau một hồi im lặng thì lại lên tiếng. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy làm kinh động đến hết các đài báo rồi. Hiện giờ các ký giả đều tập trung hết ở bên ngoài khách sạn, em không thể ra ngoài được đâu, anh đến thẳng đây đi. Liệu có đem đến phiền phức cho em không? Tần Lạc hỏi với giọng không chắc chắn. Em không sợ phiền phức, Mễ Tử An vẫn hết sức tức giận, giọng điệu vẫn kèm theo mùi thuốc súng ngùn ngụt. Tần Lạc biết, nếu không cho nàng một lời giải thích thỏa đáng khiến nàng vừa lòng, thì cô gái có tính cách kỳ lạ này sẽ hận mình đến thấu xương cho mà coi. Hắn bảo đại đầu lái xe đến khách sạn Hương cách Lý Lạp. Sau đó để hai người vệ sĩ cao cấp này ở bên ngoài còn hắn thì tiến thẳng vào bên trong. Vì lo sợ sẽ bị đám ký giả nhận dạ, nên hắn liền mượn cặp kính râm của Jesu đeo lên. Tất nhiên là hắn cũng không biết cái kiểu ngụy trang đơn giản như vậy liệu có hiệu quả gì với những đôi mắt như cú vọ kia không nữa. Có điều Mễ Tử An nói rằng nàng không sợ, vì vậy mà hắn cũng chẳng có gì mà phải sợ sệt hết. Sản phẩm mới ra cùng với tiệm hàng mới khai trương của Petilo không những đã mời một đại minh tinh như Mễ Tử An làm người đại diện, mà còn mời cả những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội đến cắt băng Khánh Thành nữa. Vì hoạt động lần này mà bọn họ đã ôm gọn luôn tất cả phòng tổng thống trên tầng 19 của khách sạn Hương cách Lý Lạp. Tần Lạc vừa mới bước ra khỏi cửa thang máy thì đã bị mấy vệ sĩ đứng ở cửa ngăn lại, nói, tiên sinh, xin hỏi tiên sinh muốn tìm ai? Tôi có việc đến tìm tiểu thư Mễ Tử An. Tần Lạc đáp lại. Vệ sĩ đang định từ chối thì người quản lý của Mễ Tử An vội chạy tới. Cười nói, bác sĩ Tần, cuối cùng thì anh cũng đến. Chúng tôi đợi anh cả nửa ngạp rồi, hôm nay Mễ Tử An đi nắng ở bên ngoài một lúc lâu, nên hiện giờ tình hình sức khỏe của cô ấy không được tốt cho lắm. Anh mau vào xem cho cô ấy xem sao. Tần Lạc thầm khen mấy người trợ lý này linh hoạt, nhanh nhạy thật, vừa mới thế mà đã nghĩ ra được kế sách để ứng đối lại rồi. Hắn cũng phối hợp với nàng để diễn kịch theo, nói, không phải là cảm nắng đó chứ. Mau dẫn tôi đi xem thế nào. Mời bác sĩ đi theo tôi, người trợ lý nói. Cô trợ lý sau khi mở cửa ra rồi mời Tần Lạc vào thì vội tiến vào rót cho Tần Lạc một cốc nước, sau đó lên tiếng, hai người nói chuyện hẹn với nhau nhé. Tôi sang phòng bên ngủ một lát, tôi ngủ say lắm, hai người không phải để ý tới tôi đâu. Căn phòng cấp tổng thống này thực ra là có hai phòng lớn ở bên trong. Một cái là phòng nghỉ, còn một cái là khu vực làm việc, hai phòng chỉ cách nhau có một cánh cửa mà thôi. Cô trợ lý bước qua cánh cửa rồi sang phòng bên cạnh,
để lại phòng nghỉ này cho đôi tình nhân Tần Lạc và Mê Tử An, ít nhất thì cô trợ lý này nghĩ trong bụng như vậy. Mê Tử An cau mày lại, nhưng không hề đính chính gì suy nghĩ sai lầm của cô trợ lý. Còn Tần Lạc thì nhìn Mê Tử An cười cười rồi ngồi xuống đối diện với nàng, hỏi, vẫn còn giận anh à? Vì hiện giờ đang ở trong phòng, nên Mê Tử An đã sớm thay bộ đồ biểu diễn bên ngoài của Miriza, thay vào đó là một chiếc váy dài tua rua màu trắng, cô thấp hết cỡ, chẳng khác gì mấy bộ đồ ngủ là mấy. Những bím tóc nhỏ của nàng cũng đã được tháo ra hết, mái tóc dài xõa xuống bờ vai, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tinh khiết, sáng long lanh, nhìn giống như những con búp bê vậy. Chỉ là khuôn mặt nàng đanh lại, hai môi mím chặt vào nhau không nói câu gì, rõ ràng là bị hành động, bỏ của chạy lấy người, buổi trưa của Tần Lạc làm cho tổn thương. Không phải anh nói là có những chuyện không tiện nói ra qua điện thoại ư? Bây giờ có thể nói được rồi chứ? Mễ Tử An nói, nàng không để ý thấy hiện giờ giọng nói của nàng chẳng khác gì cô vợ trẻ cảm thấy tủi thân muốn được người đàn ông của mình dỗ dành cả. Tần Lạc cười nói, chúng ta cũng được coi như là hoạn nạn có nhau rồi phải không? Cùng bị bắt cóc, cùng bị người ta dùng súng ám sát, cùng nhảy xuống biển chạy trốn, lúc đó anh còn không chạy, vậy chẳng lẽ ngày hôm nay đây anh bỗng nhiên lại trở nên nhát gan hay sao? Sau khi nghe Tần Lạc nói vậy thì Mễ Tử An bắt đầu mềm lòng, còn buồn bực. Tức giận trong người cũng tan thành mây khói. Nét mặt của nàng cuối cùng cũng giãn ra, nàng dùng đôi mắt đẹp đến mê hồn của mình nhìn Tần Lạc nói, thế sao anh vẫn còn muốn chạy? Người ta là con gái mà đi ngàn dặm xa xôi đến đây gặp anh. Còn chưa gặp mặt mà anh đã quay đầu bỏ chạy rồi, thật là chạm đến lòng tự ái của người ta quá. Chương 747, buổi yến tiệc ở sảnh đế vương. Tần Lạc kể sơ lược qua cho Mễ Tử An biết về vụ mình bị sát thủ ám sát ở trường học rồi có một học sinh xả thân cứu mình sau đó bị trọng thương. Mễ Tử An nghe vậy liền hiểu ra Tần Lạc lo lắng sẽ có người trà trộn vào đám người thừa nước đục thả câu, như vậy sẽ khiến cho mình và fan của mình bị thương. Nếu có chuyện như vậy xảy ra trong những buổi gặp gỡ của mình với fan hay những hoạt động khác thì đều sẽ để lại những ảnh hưởng vô cùng xấu cho nàng. Lúc đó nàng bị đám người vây kín ở xung quanh, đám người dày đặc cùng với kêu gào ồn ào. Làm cho nàng không nhìn thấy gì và cũng không nghe thấy gì cả. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì dường như đúng là có người muốn lợi dụng mình để đả thương Tần Lạc thật. Thế bây giờ thế nào rồi? Mễ Tử An hỏi. Đối thủ hết sức giàu hoạt, có điều... cái đuôi cáo cuối cùng cũng bị lộ ra. Tần Lạc cười nói. Không sao là tốt rồi. Anh phải chú ý bảo vệ an toàn cho bản thân đấy. Mễ Tử An lo lắng nói. Đừng có để giống như lần trước ở Hàn bị người ta đánh úp từ sau lưng đấy. Mặc dù thời buổi này thì xã hội đều có luật pháp đàng hoàng, nhưng có rất nhiều người vẫn đem pháp luật ra làm trò đùa cho bọn họ. Anh biết rồi, Tần Lạc gật đầu đáp. Vì thế nên giờ đây mỗi khi anh ra ngoài thì đều dẫn theo hai vệ sĩ đi cùng. Liệu có phải là vị bác sĩ duy nhất trên thế giới này khi ra ngoài phải dẫn theo vệ sĩ hay không nhỉ? Không cần biết người ta nghĩ gì làm gì cho mệt, sự an toàn của mình mới là quan trọng nhất. Mễ Tử An nói. Tần Lạc sau khi gật đầu thì hỏi, lần này em định ở Yến Kinh mấy ngày? Cơn lửa giận vừa mới được làm dịu trong giây lát bỗng dưng lại bùng bùng nổi dậy. Nàng dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn thẳng vào Tần Lạc nói, hôm qua em mới đến đây vậy mà anh đã vội đuổi em đi rồi sao? Tần Lạc cười khổ nói, anh không hề có ý đó. Mấy ngày nữa anh phải đi Thụy Điển, nên sợ không có thời gian dẫn em đi chơi đây đó. Không cần anh phải dẫn đi đâu hết, Mễ Tử An ấm ức nói. Em đến Yến Kinh mà anh không làm một người chủ nhà cho ra hồn, thì khi nào em về rồi cũng sẽ mắng anh thôi. Tần Lạc cười nói tiếp, em nói đi, em muốn ăn gì? Muốn đi đâu chơi? Mễ Tử An lúc này mới cảm thấy vừa ý, liền nghĩ một lát rồi nói. Em nghe nói vịt quay Yến Kinh nổi tiếng lắm. Lần này em đến Yến Kinh, nhất định phải thử mới được. Ăn vịt quay, cúa đơn giản, Tần Lạc cười nói. Để anh bảo người giúp đặt chỗ cái đã. Tối nay chúng ta đi ăn nhé. Nhưng đám phóng viên ở bên ngoài thì sao? Mễ Tử An nói với giọng hậm hực. Em không sợ bọn họ chụp được ảnh em ở cạnh anh, chỉ là em không thích cái cảm giác mình làm gì thì đều bị người ta theo dõi thôi. Tần Lạc tỏ vẻ hiểu ý. Bất luận là ai? Trong lúc ăn cơm, uống nước, nói chuyện hay cả việc đi vệ sinh đều bị vô số ánh mắt dõi theo rồi xông đến chụp ảnh thì chẳng có ai cảm thấy thoải mái được. Để anh bảo người đi mua ít đạo cụ, sau đó giúp em hóa trang chút, bọn họ chắc chắn sẽ không nhận ra em được đâu. Tần Lạc cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thật không, Mễ Tử An mừng rỡ nói.
chỉ khi nào thoát khỏi đám phóng viên kia thì nàng mới có thể làm việc gì mà mình muốn được. Tần Lạc cười cười rồi rút điện thoại ra gọi cho đại đầu. Một chiếc quần short jean, một chiếc áo sơ mi trễ ngực ngắn cũn, một đôi xăng đan màu đỏ, một mái tóc tém màu trắng và một đôi mắt được kẻ viền tím đậm cùng với đôi môi đỏ mọng. Mễ Tử An xoay đi xoay lại vài vòng trước gương mà vẫn không thể tin vào mắt mình được. Người phụ nữ trong gương đúng là chẳng liên quan gì đến mình hết. Thế nào? Tần Lạc cười hỏi. Quê quá, Mễ Tử An cau mày lại nói. Giống với cái nghề nào đó ấy. Ít nhất thì người khác cũng không thể nhận ra. Tần Lạc đắc ý kết thúc công việc trên tay mình, hắn rất hài lòng về tác phẩm của bản thân. Thế thì cứ như vậy đi. Mễ Tử An cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói. Nàng quả thật là vẫn khao khát tự do hơn. Chúng ta xuất phát thôi. Tần Lạc khoác vai Mễ Tử An nói. Anh làm gì thế? Mễ Tử An cứng đơ người lại, trợn tròn mắt nhìn Tần Lạc hỏi. Vẻ mặt hung dữ, nhưng tim lại đập thình thịch không ngừng, cảm giác vô cùng dạo dực. Chỉ có như thế này thì người khác mới không hoài nghi chứ. Tần Lạc cười nói. Nghe vậy Mễ Tử An mới không nói gì nữa. Im lặng coi như là đồng ý. Sau khi chào người trợ lý của mình một câu thì nàng liền bước ra khỏi cửa với gương mặt đau khổ được giấu kín sau nụ cười kia. Hai người giống như một đôi tình nhân đến tìm phòng trong khách sạn vậy, sau đó còn đường đường chính chính bước ra khỏi khách sạn, đi xuyên qua đám phóng viên ở bên ngoài rồi bước lên chiếc Chevrolet đứng đợi sẵn ở đó từ trước. Phù, Mễ Tử An thở phào lấy một tiếng rồi nói, chẳng khác gì đi ăn trộm cả. Đây là cái giá phải trả khi làm người nổi tiếng đấy. Tần Lạc an ủi nói. Nghe nói người đến toàn tụ Đức đông lắm, liệu chúng ta có đặt được chỗ không? Mễ Tử An lo lắng hỏi. Không thể, Tần Lạc nói. Thế chúng ta còn đến đó làm gì? Chúng ta thì không thể nhưng người khác thì có thể mà. Tần Lạc cười nói, lát nữa anh sẽ giới thiệu thêm hai người bạn cho em làm quen. Còn có cả người khác nữa à? Ừm, một người thì em đã quen rồi, còn một người thì anh muốn giới thiệu cho em. Là ai vậy? Lát nữa là em sẽ biết ngay thôi mà. Tần Lạc cười nói, cứ vòng vo với Mễ Tử An một hồi. Nếu hỏi đến Yến Kinh có đồ ăn gì nổi tiếng, thì gần như ai ai cũng nghĩ ngay đến món vịt quay Yến Kinh. Toàn tụ Đức gần như là có thể nói là nơi gắn liền với vịt quay Yến Kinh, lịch sử món vịt quay Yến Kinh luôn đi liền với toàn tụ Đức. Bộ Trinh là lịch sử phát triển của vịt quay Yến Kinh. Một lò lửa trăm năm, đúc thành toàn tụ Đức, thiên hạ đệ nhất lầu, Mỹ danh lan khắp hoa hạ. Không những là quán vịt quay, mà tất cả tên các quán ăn đều được tính vào trong đó. E rằng chẳng có nhà hàng lớn nào có thể nổi tiếng hơn toàn tụ Đức ở Trung Quốc. Bất luận già trẻ, gái trai, giàu nghèo hay người trong và ngoài nước, chỉ cần đến Yến Kinh thì đều sẽ nếm ử vịt quay Yến Kinh một lần xem sao. Dĩ nhiên là không phải ai cũng có tiền đến toàn tụ Đức ăn, hầu hết mọi người đều tìm đến những quán ăn bình dân nếm thử cái mùi vị nơi đất khách này. Mấy người Tần Lạc đến quán toàn tụ Đức có tuổi đời lâu nhất trong số các quán toàn tụ Đức mở ra ở Yến Kinh. Lúc này đúng vào giờ ăn. Đèn đuốc trên ngôi lầu theo phong cách cổ xưa sáng trưng, bên ngoài cửa đầy rẫy những chiếc xe sang trọng, như thể đủ để biết quán này đắt khách đến mức độ nào rồi. Một người phục vụ mặt mũi sáng sủa, tác phong nhanh nhẹn chạy lên phía trước nghênh đón, những câu hỏi ân cần đậm hương vị của Yến Kinh khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thân thiện. Tần Lạc sau khi nói cho anh phục vụ phòng ăn đã được đặt từ trước của mình ra, thì liền được dẫn lên lầu trong đôi mắt kinh ngạc cùng với thái độ niềm nở. Ân cần của anh phục vụ. Vì phòng ăn mà mấy người Tần Lạc định vào là sảnh đế vương, chuyên dùng để nghênh đón những nguyên thủ quốc gia nước ngoài. Thường ngày căn phòng này đều không mở cho người ngoài vào. Có tiền cũng không thể đặt trước được. Anh phục vụ vừa rồi còn chào đón vồn vã, nhưng sau khi biết căn phòng mà mấy người này định đến thì lập tức đực mặt ra luôn, bước đi nhỏ nhẹ. Ăn nói từ tổn, cứ khom lưng suốt, và lại càng không dám ngó nghiêng gì cả. Tần Lạc rất muốn nói cho anh ta biết là mình chẳng phải là lãnh đạo gì ghê gớm. Lại càng không phải là con em cháu cha gì. Để anh ta không cần phải khách khí như vậy, anh làm thế bản thân anh không cảm thấy khó chịu nhưng tôi nhìn cũng thấy khó chịu, nhưng lại thấy có nói ra chắc cũng chẳng có tác dụng gì liền giả bộ như không nhìn thấy cho xong chuyện. Mời quý khách vào bên trong đã có người phục vụ rồi. Tôi xin phép, anh phục vụ giúp mọi người gõ cửa xong thì đứng nghiêng người sang một bên. Cảm ơn anh. Tần Lạc cười với anh ta một cái rồi đẩy cửa bước vào trong. Khi hắn nhìn thấy dáng dấp của căn phòng tên là sảnh đế vương này được mọi người ở bên ngoài truyền tụng thì lặng hết cả người đi không nhắc nổi chân lên nữa. Căn phòng quý phái mà không chói lóa.
nhã nhặn lại không tầm thường, rộng rãi mà lại không trống rỗng. Những đồ trang trí hay những bức thư họa của danh nhân nổi tiếng đều là những vật không mua được bằng tiền, chúng được đặt đúng nơi đúng chỗ. Hợp lý như không còn có thể hợp lý hơn được nữa, đặc biệt là chiếc bàn tròn bằng gỗ có đường kính còn dài hơn cả một người được đặt ngay giữa phòng, thực sự là khiến cho người ta phải thốt lên thành lời. Nơi này là nơi để ăn cơm sao? Đây rõ ràng là nơi để làm hàng thì đúng hơn đó. Mễ Tử An cũng bị căn phòng xa hoa tráng lệ này làm cho giật mình, nàng há hốc miệng nói, sao có thể to như thế này được nhỉ? Thế này phải ngồi bao nhiêu người mới hết đây? Giê-xu chỉ nói được câu, ôi lạy Chúa tôi, rồi hắn nói rằng Hoàng cung nước Pháp cũng chỉ có được như thế này mà thôi. Chỉ có đại đầu là có vẻ bình tĩnh nhất, chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt cũng chẳng có một biểu hiện gì chi có điều là suýt chút nữa thì ngã nhào về phía trước. Thấy bọn họ bước vào thì hai người phụ nữ đang ngồi trên ghế salon uống trà liền đứng dậy nghênh đón, người phụ nữ gợi cảm bước ở phía trước cười nói, cuối cùng thì mấy người cũng tới. Em với Tư Tuyển đang bàn là có cần gọi một con vịt lên ăn trước không đây? Khi nói lời này thì nàng đã bước đến trước mặt Tần Lạc, nhưng lại chẳng thèm ngó ngàng đến hắn mà giơ thẳng tay ra trước mặt Mễ Tử An nói, cô chắc là Mễ Tử An tiểu thư phải không? Hoan nghênh cô đến Yến Kinh. Vị nạp là chủ tịch hội đồng quản trị của quốc tế Khuynh Thành Lệ Khuynh Thành. Tần Lạc đứng ở một bên giới thiệu nói. Mễ Tử An lần đầu tiên gặp mặt Lệ Khuynh Thành, không ngờ là chủ tịch hội đồng quản trị của một hãng mỹ phẩm nổi tiếng trong nước như vậy mà lại trẻ đẹp. Gợi cảm đến thế, hơn nữa lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động của nàng chỗ nào cũng đẹp, cho dù là một người phụ nữ nhìn vào thì cũng thấy thích hết cả mắt. Mễ Tử An có phần hối hận. Nếu biết sớm trong này còn có người khác thế này thì đã chẳng trang điểm nhìn dã man như vậy rồi. Cảm ơn chị, rất vinh hạnh được làm quen với chị. Mễ Tử An bắt tay Lệ Khuynh Thành nói. Tử An, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô chân dài Trần Tư Tuyền cũng giơ tay ra bắt tay Mễ Tử An. Vị này thì không cần anh phải giới thiệu nữa chứ. Tần Lạc cười nói, thời gian gần đây hắn cũng bận nên cũng chẳng có thời gian tiếp đãi gì người từ xa xôi đến đây chơi là Trần Tư Tuyền. Nên quyết định ri tối nay mời hết bọn họ cùng đến đây ăn luôn. Cậu cũng ở Yến Kinh à? Mễ Tử An gặp người quen thì vui lắm. Ít đến được mấy ngày rồi, chẳng muốn về nữa cơ. Trần Tu Tuyền cười nói. Sau đó liếc nhìn Tần Lạc một cái rồi nói tiếp, thế mới biết thể diện của Tử An lớn thế nào. Mình đến Yến Kinh được mấy ngày rồi mà ông chủ lớn cũng không nhớ đến chuyện mời đi ăn cùng gì cả, vậy mà cậu vừa tới đã được đi ăn vịt quay rồi. Tần Lạc xấu hổ hết chỗ nói. Đưa tay lên sờ sờ vào mũi rồi nói, mấy ngày trước đúng là bận thật, vừa đúng lúc Tử An đến đây nên anh nghĩ hay là mọi người gặp gỡ nhau một buổi kỳ thực anh lấy làm hổ thẹn lắm. Biết hổ thẹn là tốt đấy, Trần Tu Tuyền đùa nói, về sau ngày nào cũng mời bọn em ăn một bữa là hết hổ thẹn ngay ấy mà. Anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, Tần Lạc cố gắng nói. Ba nam ba nữ, sáu người cùng ngồi vào bàn, chiếc bàn tròn này vẫn còn thừa ra cả đống ghế. Lộ rõ vẻ trống rỗng. Tần Lạc nhìn Lệ Khuynh Thành hỏi, sao em lại đặt phòng to thế? Không phải nói là cái sảnh đế vương này không mở cho người ngoài vào sao? Sao em có thể đặt được thế? Chương 748, sự cố đột ngột. Nghe xong câu hỏi của Tần Lạc thì Lệ Khuynh Thành không trả lời luôn mà lên tiếng hỏi lại, anh có nhớ cô gái tên là Dương Tông Y ở thẩm mỹ viện không? Nhớ, Tần Lạc nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, có phải cô gái gầy gầy cao cao không? Đúng rồi, là cô ấy đấy. Lệ Khuynh Thành nói rồi quay ra đùa giỡn với Mễ Tử An và Trần Tư Tuyền. Tần Lạc có một sở trường đặc biệt đó là chỉ cần nhìn thoáng qua một người đẹp nào đó là khó mà quên được. Mễ Tử An và Trần Tư Tuyền cũng cười hùa theo, ba người giờ đây đều đứng trên cùng một chiến tuyến. Đại đầu ngồi yên một chỗ uống trà, còn Giê-xu thì ngó ngó nghiêng nghiêng căn phòng mang đậm chất quý tộc này. Giống như một bà già nhà quê đi vào giữa trung tâm huyên náo. Sầm uất trong thành phố vậy. Chẳng có ai nói giúp cho Tần Lạc câu nào. Anh chỉ là thấy cô ấy nhìn rất là cao thôi mà. Tần Lạc biết là Lệ Yêu Tinh đang đùa giỡn mình, liền thẹn thùng cười nói. Chắc cũng ngang với Tư Tuyền là cùng. Anh mắt mũi thế nào thế? Cô ấy chỉ có 1m75 thôi, còn Tư Tuyền là 1m78 đấy ờ nhưng mà 1m75 với 1m78 đúng là khó phân biệt thật. Lệ Khuy Ri Thành đính chính lại. Lúc đấy người ta có ý với anh đấy. Đã thế còn tìm gặp em để xin số điện thoại của anh cơ mà. Khi đó anh bị trường học khai trừ, Dương Tông Y còn chạy đi khắp nơi tìm người giúp đỡ cơ đấy. Tần Lạc liền cắt ngang lời nàng, cười khổ nói, anh đang hỏi em là sao lại đặt được cái sảnh đế vương này,
sao em đột nhiên lại nhắc đến cô ấy làm gì? Lệ Khuynh Thành lườm hắn một cái rồi nói, không phải em đang trả lời anh đó sao? Vì ở trước mặt Mễ Tử An và Trần Tư Tuyền nên Lệ Khuynh Thành thường có vẻ mặt đùa giỡn là chính, ít thấy có thành phần quyên rũ và khêu gợi. Người phụ nữ này đúng là một diễn viên trời sinh. Bất luận nàng có thể hiện mặt nào của mình thì đều khiến cho người ta tin đó đúng là một mặt thực sự của con người nàng. Là Dương Tông Y giúp em đặt phòng này sao? Tần Lạc suy đoán hỏi. Anh có biết ông chủ của Toàn Tụ Đức họ gì không? Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc hỏi khó. Nếu không phải là chiếc bàn này quá lớn, đến nỗi Tần Lạc có cố gắng đến mấy thì vẫn không thể chạm được vào trán nàng, thì Tần Lạc thực sự là muốn trừng phạt cho cô nàng nữ yêu tinh này một phen mới được. Em nói rõ như vậy rồi. Chẳng nhẽ anh còn không biết được sao? Họ Dương à, Tần Lạc cười nói. Đúng rồi đó, ông chủ của Toàn Tụ Đức là họ Dương đấy, ông chủ hiện giờ của Toàn Tụ Đức là Dương Tông Hải, chính là anh trai của Dương Tông Y. Lúc anh gọi điện thoại cho em bảo là Tử An muốn ăn vịt quay thì em liền gọi luôn cho Tông Y, cô ấy nói là một lát nữa sẽ nói cho em biết sau. Khoảng 3 phút sau thì cô ấy gọi lại cho em, nói là em gọi điện muộn quá. Nên tất cả các phòng riêng đều được đặt sẵn hết từ trước rồi. Em đang định nói là xem có nên đòi nhà hàng khác hay không, thì cô ấy liền nói hôm nay có một phòng tạm thời không dùng đến. Có thể để cho chúng ta. Lệ Khuynh Thành nhìn Trần Tư Tuyền một cái, sau đó hai người nhìn nhau tủm tỉm cười, nói, khi cô ấy dẫn bọn im chỗ này thì bọn em giật hết cả mình. Em bảo cô ấy đổi phòng khác, thì cô ấy bảo không còn chỗ nào nữa mà đổi. Tất cả các phòng khác đều được đặt từ trước rồi, dù sao thì ăn ở đâu cũng là ăn. Phòng ăn này hôm nay không có ai đặt nên để cho chúng ta hưởng thụ một phen. Thế cô ấy đâu rồi? Tần Lạc tò mò hỏi. Người ta giúp đỡ mình đặt phòng như thế thì cũng phải nói lời cảm ơn mới được chứ. Cô ấy bận ở ngoài kia rồi. Em bảo cô ấy là có thời gian thì vào cùng ăn. Lệ Khuynh Thành liếc đi liếc lại khuôn mặt của Tần Lạc, nói, có anh ở đây thì cô ấy chắc chắn là đến thôi. Người ta đến rồi thì anh phải uống với người ta một chén đấy. Tửu lượng của anh không tốt. Hay là mấy người uổng thêm vài chén đi, Tần Lạc từ chối nói. Đến Toàn Tụ Đức thì không thể không ăn món đặc trưng của quán là vịt quay Yến Kinh được. Sau khi gọi thêm vài món ăn kèm theo thì mấy cô phục vụ xinh đẹp mặc bộ sườn xám đem thực đơn ra ngoài. Theo như Lệ Khuynh Thành nói thì khi bọn họ vừa đến đây thì trong phòng này phải có đến mười mấy cô phục vụ như thế này, hai người phải bảo Dương Tông Y nói mấy cô phục vụ này đi hết rồi thì họ mới dám ngồi xuống. Sau đó lại quay ra giỡn với Tần Lạc. Nếu anh mà đến sớm một chút là được nhìn cho no luôn rồi. Tần Lạc liền ha ha cười theo bọn họ, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, xem ra thời gian vừa rồi mình đã lạnh nhạt với Lệ Khuynh Thành nên nàng đang nhân cơ hội này để trả thù mình đây. Cứ nghĩ đến cảnh điên cuồng và những chiêu mới của nàng ở trên giường là ngọn lửa dục vọng trong người của Tần Lạc lại bùng bùng nổi dậy. Vì đây là sảnh đế vương, nên nhà bếp không để cho bọn họ phải đợi lâu. Chỉ trong nháy mắt đã có hai người đầu bếp áo trắng mũ trắng đẩy chiếc xe trên đó có con vịt quay nóng giòn đi vào. Hai đầu bếp sau khi cúi chào mọi người một cái thì bắt đầu cắt lát từng miếng thịt ra, sau đó còn giảng giải cho họ nghe công đoạn của từng lát cắt nữa. Dễ nhận thấy một điều, đó là bọn họ thường xuyên biểu diễn trước mặt các nguyên thủ quốc gia và các người bạn ngoại quốc nữa. Mặc dù họ thấy rằng khách ngồi hôm nay ở đây có phần trẻ trung hơn mình tưởng, và lại rất đẹp nữa, nhưng họ cũng không dám có bất kỳ sơ suất nào. Người có thể ngồi ăn được ở trong cái sảnh đế vương này thì đều không phải là nhân vật tầm thường chút nào. Vịt quay Yến Kinh có 3 cách ăn. 3 người phụ nữ sau một phen thảo luận thì quyết định chọn cách ăn thứ hai, đó là dùng đũa bôi chút tương ngọt lên trên lá bánh rồi bỏ vài miếng vịt quay vào, tiếp đó thì bỏ thêm vào mấy miếng hành thơm và một ít dưa chuột và cà rốt thái sợi rồi cuộn bánh lại nhét vào miệng. Tần Lạc thì thấy khi ăn vịt quay thì nên uống một chút rượu trắng, tốt nhất là loại rượu mạnh nhất có thể ấy. Nhưng mấy người Lệ Khuynh Thành thì lại muốn uống rượu vang, thế là bọn họ liền mở một chai Lafite. Ý kiến của Tần Lạc chẳng được ai tán thành cả. Đại đầu luôn là một người điềm tĩnh nhất, dường như chẳng có cái gì khiến cho cậu ta cảm thấy rất tốt hoặc cực kỳ không tốt vậy, chỉ chăm chăm vào việc cuộn bánh kẹp vịt quay và các thứ khác lại rồi nhét vào miệng mà không nói thêm một lời nào. Còn Giê-xu thì lại rất hay nói, vừa nhai ngấu nghiến miếng vịt quay trong miệng lại vừa cười đùa, khiến cho 3 người phụ nữ vui hết biết. Ngoài Lệ Khuynh Thành ra thì hai người phụ nữ còn lại không hề biết thân phận thực thụ của Giê-xu. Nếu bọn họ mà biết Giê-xu đã từng là một sát thủ giết người không chớp mắt thì không biết bọn họ sẽ nghĩ gì đây. Đám người đang hưởng thụ vị ngon ngọt của vịt quay thì cánh cửa của căn phòng nạp được mở ra.
Một người phụ nữ cao gầy mặc một chiếc quần tây màu trắng và một chiếc áo sơ mi màu đen bước vào bên trong. Tần Lạc nhận ra nàng chính là Dương Tông Y, người mà hay thích đến Viện Thẩm mỹ Quốc tế Khuynh Thành để mà giết thời gian, và cũng là người chủ thứ hai của quán vịt quay toàn tụ Đức này. Tông Y, cậu đến rồi à? Mau đến đây ngồi cùng ăn đi. Lệ Khuynh Thành đứng dậy nghênh đón. Thấy Lệ Khuynh Thành đứng dậy như vậy thì mọi người cũng đứng dậy theo. Dương Tông Y gật gật đầu chào mọi người một cái, sau đó nói với giọng áy náy, xin lỗi mọi người, đáng lẽ vốn không nên đến làm phiền mọi người, nhưng tình hình thực sự là rất nguy hiểm, nên muốn mời Tần Lạc qua bên kia giúp một chuyến. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Lạc dùng chiếc khăn ấm lau chỗ tương còn dính lại trên khóe miệng, hỏi. Anh đi với tôi một chuyến được không? Có một vị khách vừa té xỉu, vì tuổi tác cũng khá lớn, nên không dám di chuyển đi đâu, hiện giờ đang đợi bác sĩ tới. Nhưng lại không biết sẽ phải đợi trong bao lâu, tự nhiên lại nhớ ra anh cũng là bác sĩ, nên đến đây xem anh đã đến hay chưa. Dương Tông Y ngại ngùng nói. Vì toàn tụ Đức nổi tiếng khắp thế giới, nên những người có tiền đều muốn đến đây nếm thử mùi vị xem sao. Thậm chí đến cả những gia tộc giàu có muốn tổ chức sinh nhật hay chúc thọ gì cũng đều làm ở đây cả. Hôm nay lại có thêm người tổ chức chúc thọ 80 tròn, con trai họ liền đặt một phòng lớn trong toàn tụ Đức để mọi người đến đây ăn một bữa vịt quay no nê. Nhưng ai bảo ông lão này lại là một fan ruột của toàn tụ Đức cơ chứ? Vì tâm tình sảng khoái, nên ông lão liền uống thêm hai chén rượu với con trai mình, thế là xảy ra chuyện. Khi ông uống đến chén thứ tư thì chén rượu còn chưa kịp đặt xuống bàn thì đầu ông đã gục xuống trước rồi. Người nhà ông thấy vậy thì cuống cuồng hết cả lên, lập tức chạy đi gọi phục vụ đến. Phục vụ liền báo lên cho người quản lý biết. Dương Tông Y bận xong việc trong tay, đang định đến dùng bữa với Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc thì nghe nói có chuyện sập ra ở đây. Nàng lập tức chạy đến xem sao. Đợi một lúc sau mà bác sĩ vẫn không tới thì Dương Tông Y liền nghĩ đến Tần Lạc. Nhớ đến những truyền kỳ mà hắn tạo ra, thế là cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện làm phiền bạn bè đang dùng bữa nữa, cứ thế là chạy vào sảnh đế vương cầu cứu. Nghe thấy bảo có khách té xỉu ở toàn tụ Đức thì Tần Lạc lập tức đi theo Dương Tông Y ra ngoài. Mấy người Lệ Khuynh Thành cũng đi theo sau, nhưng bị Tần Lạc vẫy tay ngăn lại nói, mọi người cứ ăn đi, tôi qua bên đó một chút rồi về ngay thôi. Lát nữa tôi sẽ đến uống rượu xin lỗi các vị. Dương Tông Y nói xong liền vội vàng chạy lên trước dẫn đường cho Tần Lạc. Vì chuyện xảy ra ở trong phòng riêng, nên người ở bên ngoài vẫn không biết trong này có người ngất xỉu, bên ngoài vẫn một cảnh tượng ồn ào. Náo nhiệt, bàn bạc cười đùa sôi nổi với nhau. Cánh cửa phòng riêng phía tây được mở rộng ra, mấy người nhà của ông lão đang đứng ở cửa, còn có mấy người không ngừng gọi điện thoại, và có cả những tiếng khóc thút thít và những tiếng kêu thất thanh. Tần Lạc cũng không kịp nhìn kỹ nữa. Hắn chạy như bay vào bên trong thì thấy một người đàn ông đang chuẩn bị quỳ xuống rồi đặt ông lão lên vai. Xem ra bọn họ không đủ kiên nhẫn để đợi bác sĩ đến nữa, nên đang chuẩn bị tự mình đưa ông vào viện. Không được động đậy, Tần Lạc hét lên, sau đó hắn liền dẫn luôn người đàn ông trung niên kia ra một bên. Không biết là do ông ta ngồi xổm không vững hay là do tối nay đã uống vài chén làm cho tây tây mà Tần Lạc vừa mới đẩy một cái ông ta đã ngã nhào ra mặt đất kêu bịch một cái. Tần Lạc cũng chẳng có thời gian mà để ý đến ông ta, hắn giơ tay ra nắm lấy cổ tay của ông lão rồi bắt đầu bắt mạch cho ông. Người đàn ông trung niên là con trai thứ ba của ông lão. Vốn dĩ lòng nóng như lửa đổ, đang chuẩn bị cõng cha mình vào viện thì không ngờ có một người trẻ tuổi ở đâu chạy đến rồi đẩy mình sang một bên. Ông ta sau khi bị đập đầu vào chân bàn thì đầu óc choáng váng hết cả. Đang định lồm cồm bò dậy đáp trả lại hắn một cú đấm. Dương Tông Y thấy vậy thì vội ngăn ông ta lại nói, xin anh đừng hiểu lầm. Anh ấy là thầy thuốc đó, đang trị bệnh cho cha của anh. Đấy, thầy thuốc ư, người đàn ông trung niên liếc nhìn Tần Lạc một cái rồi nói với giọng không được tin tưởng cho lắm, cô lừa ai chứ? Làm gì có thầy thuốc nào trẻ thế này được? Chương 749, lệ phí tiếng ồn. Tần Lạc bắt đầu chữa bệnh cho người khác từ năm lên 13. Thường xuyên bị người ta nghi ngờ, chất vấn về tuổi tác của hắn. Nhưng vì có Dược Vương là Tần Tranh đứng đằng sau làm chỗ dựa cho hắn nên cho dù hắn có trị không tốt thì đã có ông nội hắn ra tay, vì vậy mà bệnh nhân cũng không phải là quá để tâm về vấn đề tuổi tác của hắn. Sau này khi tên tuổi của hắn ngày càng tiếng tăm, thì số người nghi ngờ, chút vấn đề tuổi tác của hắn cũng ngày một ít dần. Có thể nhận thấy rằng người đàn ông to lớn này rõ ràng là không biết người đàn ông trẻ tuổi ở trước mặt ông ta là ai. Anh yên tâm đi, anh ở uy lợi hại lắm đấy.
Dương Tông Y lên tiếng nói, toàn tụ đức không bao giờ lấy danh tiếng của mình ra làm trò đùa đâu. Cổ thực, nếu toàn tụ đức mà tùy tiện tìm một vị bác sĩ nào đó đến trị bệnh cho cha mình, nếu trị khỏi thì không nói làm gì. Nhưng nếu không trị khỏi được thì toàn tụ đức cũng mang tiếng xấu theo. Người đàn ông trung niên cũng hiểu điều này nên đành cố kìm nén nỗi tức giận trong người mình lại. Lúc này cứu người mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa ông ta còn chăm chú đứng theo dõi một hồi thì thấy người đàn ông trẻ tuổi này cũng có vẻ biết cách trị bệnh lắm chứ. Xem chừng thì không giống với những lang chung trong giang hồ chuyên đi lừa tiền người khác cho lắm. Tần Lạc đang bận bắt mạch, nên mặc dù vẫn nghe thấy những lời chất vấn của người đàn ông trung niên, nhưng hắn chẳng còn tâm trí nào mà phản bác lại cả. Dùng thực lực của mình thường cho ông ta cái tát hiệu quả hơn việc hao phí nước bọt để giải thích nhiều. Bệnh nhân có phải đã uống rượu không? Tần Lạc hỏi. Uống mấy chén? Một người đàn ông béo lùn cau mày nói. Chỉ uống có 2-3 chén thôi. Ngày trước có phải mắc 3 chứng bệnh là cao huyết áp? Mỡ trong máu quá cao và đường trong máu quá cao không? Tần Lạc hỏi. Đúng vậy, đúng là thế đấy. Một người phụ nữ trạc tuổi trung niên mặc toàn đồ đắt tiền nói mà hai mắt đỏ au. Mỡ trong máu và huyết áp của cha tôi vẫn cao như thế, ngày thường cũng giữ gìn lắm, hôm nay là sinh nhật của ông. Nên mới để cho ông uống 2 chén. Không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Sau khi nghe câu trả lời của bọn họ thì Tần Lạc lại càng chắc chắn với việc chẩn đoán bệnh của mình. Vốn dĩ bệnh nhân đã có nhiều bệnh như vậy, sau đó lại chịu sự kích thích từ rượu cồn nồng độ cao. Dẫn đến chứng nhồi máu não khiến cho hôn mê bất tỉnh. Nhồi máu não hay còn gọi là thiếu máu não cục bộ, nhũn não là do có mảng xơ mỡ đóng ở thành mạch máu. Ngày càng dày lên làm lòng mạch hẹp dần lại, máu ứ lại và đóng thành cục máu đông gây tắc mạch tại chỗ hoặc chạy lên cao làm tắc các mạch máu phía sau. Dẫn đến thiếu máu cục bộ ở não, thiếu oxy trong máu, hoại tử, rối loạn chức năng thần kinh. Loại bệnh này xuất hiện một cách đột ngột, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Nếu không cứu chữa kịp thời thì có thể khiến cho bệnh nhân về chầu ông bà ông vải ngay lập tức. Huống chi ông lão còn là một ông cụ 80 rồi, bản thân việc cứu chữa cho ông cũng có nguy hiểm nhất định, cho dù có cứu được thì cũng dễ để lại một số di chứng nào đó, ví dụ như mắt lé, lệch miệng, nửa người tê liệt, chảy nước miếng hay khi ăn thì rơi cơm hoặc không cầm được đũa, v.v. Sống thì vẫn luôn tốt hơn là cái chết, so với cái chết thì đó vẫn là một kết cục tốt hơn nhiều rồi. Tần Lạc không nói gì mà rút luôn hộp ngân châm luôn đem theo bên mình ra rồi lấy ra một chiếc ngân châm, sau đó nói với Dương Tông Y, nhà hàng có hộp cứu thương không? Có, Dương Tông Y đáp lại một tiếng rồi quay sang bảo một phục vụ đứng cạnh đó đem đến một chiếc hộp nhỏ. Tần Lạc sau khi nhận lấy chiếc hộp thì lấy cục bông cồn trong đó ra sát trùng cho ngân châm, sau đó châm lên đầu ngón tay cái của ông cụ. Tốc độ của lần châm này nhanh hết sức, thời gian cũng rất nhanh. Tiếp đó hắn liền rất châm ra rồi lại châm vào ngón tay thứ hai. Sau khi châm vào ngón tay thì Tần Lạc liền chú ý vẻ mặt của ông lão. Thì thấy ông vẫn nhắm nghiền mắt hôn mê bất tỉnh, nên lại phải bắt đầu châm lên trên cổ. Thời gian dùng châm lần này lâu hơn trước, hơn nữa lần này Tần Lạc dùng thấu tâm lương châm pháp trong thái ất thần châm, mặc dù hắn không hề có biểu hiện gì. Cũng không ướt đẫm mồ hôi như khi dùng thiêu sơn hỏa. Nhưng lại vô cùng hao tốn sức lực. 1 phút. 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút. Châm được cả 5 phút rồi mà bệnh nhân vẫn không có bất kỳ phản ứng nào cả. Lúc này đây thì người nhà bệnh nhân đã không còn có thể kiên nhẫn được nữa. Rốt cuộc là anh có làm được hay không hả? Không được thì để chúng tôi tự đưa ông đến bệnh viện, chứ đừng làm lỡ thời gian thế. Bác sĩ đâu rồi? Sao đến giờ mà bác sĩ vẫn chưa tới nhỉ? Rõ ràng là bọn họ chẳng coi người mà bận rộn này giờ là Tần Lạc là một bác sĩ chân chính. Tần Lạc thu châm lại rồi lướt mắt nhìn một lượt đám người nhà đang đứng gào thét kia, lạnh lùng nói, mấy người đem ông ấy đi cũng được, nhưng đừng có trách tôi là không nhắc cho mấy người, chỉ cần mấy người di rời cơ thể ông ấy một cái thì khỏi phải nghĩ đến việc cứu sống ông ấy nữa. Không tin thì mấy người cứ thử xem sao. Mày dọa ai chứ? Người đàn ông trung niên nói. Nếu mà không cứu sống được cha tao thì có nghĩa là mày đã làm lờ mất thời gian. Thế thì mày sẽ không xong với người nhà họ Đoàn chúng tao đâu. Nghe những lời nói côn đồ của ông ta thì Tần Lạc cũng muốn đứng dậy đi thẳng cho xong, chẳng thèm để ý xem ông lão sống chết ra sao nữa. Nhưng không thể đùa cợt với tính mạng được, nếu hắn đã tiếp nhận người bệnh nhân này thì hắn nhất định sẽ cố gắng cứu chữa đến cùng. Tốt nhất là ông nên im miệng lại, Tần Lạc quét mắt nhìn ông ta rồi nói với giọng khó chịu.
Nghe câu nói này của hắn thì ông ta cảm giác như là nghe thấy một đứa trẻ lên ba nói với một người đàn ông trung niên to con rằng, ông còn dám ức hiếp tôi nhỏ thì tôi sẽ không để ông yên đâu, vậy. Ông ta chẳng coi tên nhãi này ra gì, lại càng chẳng sợ việc anh ta, không để yên cho mình. Không sao chứ, Dương Tông Y lo lắng nói, nàng sợ có chuyện gì xảy ra với bệnh nhân thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của toàn tụ Đức. Nhưng lại sợ việc cứu chữa mà thất bại thì ảnh hưởng tới danh tiếng của Tần Lạc hơn. Tần Lạc cười cười nói, không sao. Hắn lại tiến hành sát trùng ngân châm một lần nữa. Sau đó rút châm ra, lần này hắn vẫn châm vào huyệt vị ở cổ ông lão. Hơn nữa còn châm đúng vào vị trí ban nãy nữa. Từ thủ pháp mà nói thì chẳng có gì khác so với thấu tâm lương là mấy. Nhưng việc dùng lực thì lại có thay đổi rõ rệt. Quan âm thủ, đó là chiêu quan âm thủ mà hắn học được của Tô Tử ở Bồ Tát Môn. Gió nhẹ mưa phùn, một hơi xuân nhẹ nhàng thổi tới. Đó chính là hình tượng mà chúng ta thấy được từ quan âm. Và đây cũng là cảm thụ về thị giác mà quan âm thủ châm pháp đem lại cho người ta. Chỉ một châm nhẹ nhàng như vậy thôi mà toàn thân ông lão đột nhiên rung mạnh lên một cái. Nhưng khi mọi người còn chưa kịp hô hào lên thì ông lại một lần nữa nằm ngất lịm đi. Quan âm thủ không hề mềm dịu như cái tên của nó. Cũng giống như là quỷ sao môn quỷ đến gõ cửa, không giống như tên của nó vậy. Có thể nói, công hiệu của hai châm này đều trái ngược lại với tên của chúng. Không sao đâu, chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi. Tần Lạc giải thích, hắn không rút châm ra mà tiếp tục dùng sức ấn tiếp vào trong người của bệnh nhân. Lại thêm 3 phút trôi qua, Tần Lạc đột nhiên rút châm ra, sau đó vỗ mạnh vào lưng của bệnh nhân một cái. Ông lão sau khi nấc lên một tiếng thì hai mắt mở to ra. Cha, cha không sao chứ? Ông ơi, ông cảm thấy thế nào? Cha có muốn uống nước không? Cha có thấy chỗ nào trong người khó chịu không? Cha nói gì đi chứ? Ông ấy không nói được đâu. Tần Lạc vừa sát trùng cho chiếc ngân châm của mình để đút vào hộp vừa nói. Đưa ông ở ủy về nhà nghỉ ngơi trước đi. Ngày sau không được để ông ấy uống rượu nữa. Cũng không được ăn những thứ có chất kích thích. Những việc quá vui hay quá buồn đều không nên nói cho ông ấy biết. Nói vừa dứt lời thì hắn quay người rời đi. Ấy, bác sĩ, anh không được đi chứ? Người đàn ông trung niên mập lùn chạy lại kéo tay Tần Lạc. Cười nịnh nói, anh cứu lão gia nhà chúng tôi, nói gì thì nói chúng tôi cũng phải cảm tạ anh mới phải chứ. Đúng đó, kiểu gì thì cũng phải trả anh phí khám bệnh chứ. Anh muốn bao nhiêu, chúng tôi sẽ trả cho anh. Tần Lạc đi đến cửa phòng thì dừng chân lại, quay đầu lại nhìn người nhà của ông Lào, nói, tiền khám bệnh là 100.000 nhân dân tệ. Cái gì? Tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn Tần Lạc. Như thể hắn là người hành tinh khác vậy. Sao có thể nhiều thế chứ? Chỉ châm có vài cái mà đòi cả 100.000 nhân dân tệ à? Một người đàn ông to lớn nói với vẻ không vui. Tần Lạc nhìn ông ta tủm tỉm cười nói, ý của ông muốn nói là tính mạng cha ông không đáng 100.000 nhân dân tệ ai sao? Cậu nói gì thế? Chúng tôi đâu có nói thế. Chỉ là thấy 100.000 nhân dân tệ thì có phần hơi quá, người đàn ông trăng niên thấp giọng nói. Nếu là người khác thì tôi nhiều nhất là nhận của họ 10.000 nhân dân tệ mà thôi. Tần Lạc cười nói. Thế 90.000 nhân dân tệ còn lại là thế nào? Vì khi tôi khám bệnh thì mấy người quá ồn ào, nên đó là lệ phí tiếng ồn đấy. Tần Lạc cười nhạt nói. Vừa rồi hắn bị nhà này chế nhiễu thì trong lòng nổi giận đùng đùng, nếu không phải là tính mạng của bệnh nhân bị đe dọa. Bất kỳ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, thì hắn đã cho mấy người nhà này một bài học rồi. Bây giờ hắn cứu được bệnh nhân rồi, cuối cùng cũng có thể phục thù được mấy người này rồi. Người đàn ông cao lớn cảm thấy áy náy vô cùng, ông ta lấy chai rượu trắng còn cả nửa chai ở trên bàn rồi nói với Tần Lạc, vừa rồi tôi đúng là có lỗi. Là do tôi có mắt như mù, trông mặt mà bắt hình dong, đàn ông phía Bắc chúng tôi không biết ăn nói, tôi lấy rượu để chuộc lỗi với anh. Vừa nói dứt lời, ông ta liền ngửa đầu lên tu ừng ực chai rượu trắng với nồng độ cao ngất kia. Chỉ một hơi mà đã uống cạn cả gần chai rượu rồi. Nếu cậu vẫn còn tức giận thì tôi sẽ uống tiếp một chai nữa. Bịch! Ông ta còn chưa dứt lời thì người đã đổ nhào ra đằng sau. May mà sau lưng ông ta có người đứng đỡ. Nếu không ngã xuống nền đất cứng thế này, không vỡ đầu mới lạ. Tiểu huynh đệ, thực sự cảm ơn cậu đã cứu mạng cha tôi. Xin hãy cho chúng tôi biết tên và địa chỉ nơi ở của cậu. Để chúng tôi còn biết đường đến tạ ơn còn nữa. 100.000 nhân dân tệ kia chúng tôi cũng sẽ trả cho cậu. Chỉ là tạm thời không đem theo nhiều tiền mặt như vậy,
không biết cậu có tiện cho chúng tôi biết số tài khoản của cậu được không? Ngày mai tôi sẽ bảo người chuyển tiền vào đó cho cậu, người đàn ông mập lùn cười nói. Thấy người đàn ông to con tính tình hào sảng như vậy, thì Tần Lạc cũng ngại không muốn nhận 100.000 nhân dân tệ tiền khám nữa. Hắn chỉ dặn dò mấy câu rồi bảo người nhà mau chóng đưa bệnh nhân về nhà nghỉ ngơi. Dương Tông Y sắp xếp mọi việc đâu vào đó xong rồi liền đuổi theo Tần Lạc, nói với giọng có lỗi, Tần Lạc, cảm ơn anh. Không sao, tôi là bác sĩ mà, Tần Lạc cười nói. Nhưng vẫn phải cảm ơn anh. Dương Tông Y nhìn vẻ tuấn tú của Tần Lạc, cố chấp nói, anh thích ăn vịt quay không? Nếu thích thì em sẽ sắp xếp cho anh một phòng riêng, mỗi lần đến đây ăn thì chỉ cần gọi điện báo trước một tiếng là được rồi. Không cần đâu, tôi ít khi ăn cái này lắm, Tần Lạc từ chối nói. Nếu muốn ăn thì tôi sẽ gọi thẳng vào di động của cô. Dương Tông Y có phần cảm thấy nuối tiếc, nhưng vẫn rút tấm danh thiếp của mình đưa cho Tần Lạc, rồi nói nếu khi nào Tần Lạc muốn ăn vịt quay thì trực tiếp gọi báo trước cho nàng một tiếng là được rồi. Để nàng giúp hắn sắp xếp chỗ. Hai người đang định quay lại sảnh đế vương thì đụng mặt một đám người. Hai bên vừa gặp mặt thì ánh mắt đã không rời khỏi nhau, không khí có phần căng thẳng. Đúng là oan gia ngõ hẹp gặp nhau. Chương 750, Lê Thúc tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Người nước ngoài đến Yến Kinh du lịch thì thường không thể bỏ qua được hai địa điểm, một là leo Trường Thành, hai là ăn vịt quay. Lý Thừa Minh và Hứa Đông Lâm ngàn dặm xa xôi đến Yến Kinh, thì tất nhiên là không muốn mang theo niềm nối tiếc quay về chứ. Vừa đúng lúc có người bạn mới quen ở Yến Kiri mời cơm, nên đã định địa điểm ăn ở Toàn Tụ Đức. Thế là áo quần súng xính, người đưa người rước đi cùng. Lý Thừa Minh lại tìm thấy cái cảm giác cao cao tại thượng như khi còn ở Hàn Quốc rồi. Nếu Yến Kinh mà không có tên Tần Lạc không biết mình biết người chút nào thì hắn thậm chí còn cảm thấy yêu thích cái thành phố này nữa cơ. Chỉ có điều, bất kể là hắn có thích hay không thì hiện giờ hắn vẫn là người giám sát thị trường toàn cầu. Hơn nữa thị trường châu Á lại là thị trường được Samsung xem trọng nhất, vì vậy mà trong khoảng thời gian dài trong tương lai hắn sẽ định cư tại đây. Người mời ăn là Tần An. Người em họ nhỏ nhất của Tần Tung Hoành. Những người trẻ tuổi trong Tần gia đều lấy Tần Tung Hoành ra để làm gương sáng, nhân tài vô số, nhưng ngoại trừ tên Tần An này. Hắn chẳng có tài cán, hay thiên phú gì trong việc làm ăn của gia tộc cả, nhưng lại rất biết ăn chơi trác táng, rượu chè, cờ bạc, trai gái, chẳng gì mà hắn không dành. Dưới sự chấp thuận của Tần Tung Hoành, thì rất nhanh, hắn đã trở thành một người bạn cùng hội cùng thuyền rất thân với Lý Thừa Minh. Nhưng không ngờ hai người này lại đụng mặt nhau ngay ở cầu thang của Toàn Tụ Đức. Dương Tông Y quen Tần An và cũng quen hầu hết số người trong này, nếu là ngày trước thì nàng đã sớm bước lên trước nghênh đón chào hỏi, nhưng lúc này nàng dường như là cảm thấy không khí có phần kỳ lạ. Liền đứng im sau lưng Tần Lạc không nói không rằng. Tần An cũng đã biết chuyện Tần Tung Hoành bị Tần Lạc bắt giữ. Nên lúc này đây đụng mặt Tần Lạc thì tất nhiên hắn lộ rõ vẻ mặt hầm hầm giận dữ. Hận đến thấu xương. Hắn hứ lên một tiếng lạnh lùng, nói, anh tôi đắc tội gì với anh mà anh năm lần bảy lượt hãm hại anh ấy thế. Tần Lạc từng gặp mặt Tần An trong bữa yến tiệc mừng thọ Tần Giã Hồ, biết hắn là thành viên trong chi chính nhà họ Tần. Vậy mà không ngờ vừa mới gặp mặt đã hùng hùng hổ hổ bước lên hỏi tội rồi, điều này có vẻ không được ăn khớp với tính cách đa mưu túc trí của những người từ lớn đến bé trong Tần gia cho lắm. Tần Lạc cười cười, nói, tôi chỉ là một bác sĩ, làm gì có quyền mà bắt giữ người khác chứ. Người đem anh cậu đi là cảnh sát, điều đó thì liên quan gì đến tôi? Anh còn chối quanh hả? Tất cả mọi người đều biết là anh đem người tới đưa anh tôi đi. Tần An nói với giọng giận dữ, nếu không phải anh đứng đằng sau làm trò quỷ quái, thì bọn họ lại dám đưa anh tôi đi sao? Tất nhiên là Dương Tông Y biết anh của Tần An là ai, sau khi nghe hắn nói vậy thì nàng giật mình đánh thót, không ngờ Tần Tung Hoành lại một lần nữa bị cảnh sát dẫn đi, điều này vẫn được giữ bí mật trong giới kinh doanh. Nhưng điều khiến cho nàng kinh hoàng hơn đó là sự thay đổi của Tần Lạc, người mà khi vừa đến Yến Kinh còn lúc nào cũng xấu hổ, cứ bị người ta trêu đùa một cái là mặt lại đỏ bừng cả lên rồi vội vã rời đi, vậy mà giờ đây đã có thể làm kinh động đến Tần Tung Hoành rồi cơ đấy. Người ngoài thì không thể biết rõ được trong giới kinh doanh có bao nhiêu là quan niệm nghiêm khắc, nhưng Dương Tông Y thì lại biết rất rõ. Dùng một câu nói quen thuộc nhất đó là bạn của phú ông thì đều là phú ông. Con cháu nhà bộ trưởng thì chẳng bao giờ ngồi ăn uống chơi đùa với con cháu nhà một trưởng thôn cả. Bất luận là người lớn hay con trẻ thì trong lúc bọn họ cắn răng để vươn lên phía trước thì cũng đồng thời phải đề phòng bị người đứng dưới mình làm vật cản. Trong mắt nàng thì Tần Lạc thực sự là phát triển một cách quá là nhanh chóng.
Tôi chỉ là một công dân tốt trợ giúp cảnh sát phá án mà thôi. Tần Lạc cười nói, là do cảnh sát nhận định anh cậu có tội, nên mới đưa anh cậu đi chứ. Tôi đâu có phải nhân viên công vụ gì đâu mà làm gì có quyền đưa anh cậu đi được. Cậu nói tôi hãm hại anh cậu, đây mới chính là một sự hãm hại trắng trợn, trần trụi nhất đó. Tần An không phải là đối thủ của Tần Lạc, hắn không tài nào nói lại được với Tần Lạc, không những thế còn bị Tần Lạc làm cho mất mặt trước bao nhiêu bạn bè thế này. Thì nổi giận đùng đùng, định trừng mắt với hắn mấy cái rồi nói vài câu khó chịu sau đó bỏ đi. Thì không ngờ người bạn Hàn Quốc ở bên cạnh lại lên tiếng. Tần Lạc tiên sinh, lâu lắm không gặp, Hứa Đông Lâm bước lên trước, nhìn Tần Lạc cười nói. Tần Lạc cũng đã sớm nhìn thấy Hứa Đông Lâm, không ngờ anh ta cũng đến Trung Quốc, hơn nữa lại còn đi cùng với Lý Thừa Minh nữa. Hắn thậm chí còn hoài nghi hai người này cùng đến Trung Quốc với nhau, chỉ là không rõ vì sao lại không xuất hiện trong buổi tối hôm tổ chức bữa tiệc tổ chức hợp tác quốc tế nữa. Ồ, vâng, chào mừng anh tới Trung Quốc, người ta chào mình lễ phép như vậy. Nên Tần Lạc cũng lễ phép đáp trả lại một câu. Tôi đến đây là vì anh đó. Hứa Đông Lâm thẳng thắn nói. Tần Lạc suýt chút nữa thì sặc chết bởi chính nước bọt của mình. Điều này được coi là thổ lộ trước đám đông hay không đây? Từ sau khi anh rời đi thì tôi rất lấy làm hứng thú đổi với văn hóa Trung Quốc, mặc dù đã đọc rất nhiều sách lịch sử. Nghiên cứu cũng khá nhiều tài liệu, nhưng tôi vẫn thấy những thứ mà tôi tưởng tượng khác hoàn toàn với sách, vì vậy mà tôi đã quyết định đích thân đến đây một chuyến xem sao. Đến xem rốt cuộc là một đất nước như thế nào mà có thể đào tạo ra được một bác sĩ như anh, xem đồng ý có vị trí như thế nào trong Trung Quốc và người dân nơi đây. Cảm giác thế nào? Tần Lạc cười hỏi. Mấy ngày nay tôi đi viếng thăm rất nhiều bệnh viện, cũng tìm hỏi khá nhiều người ở ngoài đường phố thì thấy bọn họ không được nhiệt tình với đông y cho lắm. Thậm chí còn có rất đông người trong số đó không tin vào đông y. Họ nói đó là học thuyết ngụy biện chẳng có căn cứ khoa học gì, kể những thứ mà tôi nhìn thấy thì cũng chẳng giống với những thứ tôi nghĩ chút nào. Hứa Đông Lâm nói với vẻ mặt ngỡ ngàng. Tần Lạc dẫn theo cao thủ của Nhị Môn Nhất Phái và Vương Tu Thân, Cố Bách Hiền, Cố Húc Sinh, v.v. và những tinh anh trong nước đến Hàn Quốc ứng chiến, đại sát lực chiến quần hùng tứ phương, thậm chí chỉ một mình độc chiến với gần 100 bác sĩ của Hàn. Người Hàn ngớ hết cả người ra. Bọn họ không ngờ rằng tài nghệ y thuật của nước láng giềng có thể cao siêu đến nhường đó. Và thế là trong lòng người Hàn thì ngoài Tây y ra thì Đông y đã trở thành y thuật lợi hại nhất trên thế giới, và mỗi một người Trung Quốc đều đang ủng hộ, khích lệ một cách nhiệt tình y thuật của nước mình. Nhưng Hứa Đồng Lâm đến đây với bao nhiêu là nghi vấn, vậy mà kết quả mà anh ta nhìn thấy lại khác hoàn toàn so với những gì mà người Hàn nghĩ. Tần Lạc chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa. Bị người ta bóc trần bộ mặt thì quả là một việc khiến cho người ta đau lòng, hắn liền nhìn thẳng vào mắt Hứa Đông Lâm nói, tạm thời đông y bị người ta hiểu lầm. Nhưng sớm muộn rồi cũng sẽ vực dậy được thôi, có rất nhiều người đã ý thức được sự suy giảm và phân rã của nó. Vì vậy mà tất cả đang phấn đấu, cố gắng đồng tâm hiệp lực hoàn thành cái lý tưởng này. Tất nhiên là tôi cũng là một trong những thành viên đó. Đám người này là do anh tập hợp lại phải không? Hứa Đông Lâm nhìn Tần Lạc hỏi. Tại sao anh lại nói vậy? Tần Lạc hỏi lại. Tôi không những đã nghiên cứu qua lịch sử phát triển của nền đông y Trung Quốc, mà còn nghiên cứu tất cả các tài liệu có liên quan đến anh nữa, tất cả các tin có liên quan đến anh tôi đều xem qua cả rồi, và tôi thấy rằng, tình trạng đồng ý khi trước không được tốt cho lắm. Tốc độ phát triển chậm chạp, thậm chí có thể nói là dậm chân tại chỗ. Nhưng từ khi anh đến Yến Kinh thì nó đột nhiên lại leo dốc. Cho đến khi anh đến Hàn Quốc sau khi quay về, anh lại một lần nữa đặt nền móng đông y trong lòng người dân Trung Quốc, từ đó sự phát triển của đông y mới xuất hiện được bước nhảy đầu tiên. Sau đó anh còn đi rất nhiều nơi, mỗi lần đi đến một nơi, anh lại mượn một việc gì đó để tạo nên dư luận công chúng, sau đó gây sự ảnh hưởng đến vô số người dân Trung Quốc để rồi họ sẽ kề vai sát cánh bên anh, khi bọn họ đứng về phía anh thì cũng đồng nghĩa với việc họ đã đứng về phía đông y rồi. Đã quyết định chọn anh thì có nghĩa là chọn đông y. Có phải như vậy không? Không tồi chút nào, Tần Lạc gật gù nói. Nhưng anh có một điểm sai rồi, đó là tôi không hề cố tình trong việc hình thành dư luận công chúng ở nước ngoài, mà là bị ép buộc, hoặc cũng có thể nói là thuận thế mà làm. Điều đó thì có gì khác biệt đâu, vì dù sao thì anh cũng đạt được mục đích rồi. Hứa Đông Lâm cười nói. Tôi nghĩ là chuyến đi này của tôi khá là có ích, tôi học được rất nhiều thứ từ anh. Đó là niềm vinh hạnh của tôi, Tần Lạc cười nói. Tôi sẽ khiêu chiến một lần nữa với anh, Hứa Đồng Lâm nói, dùng phương thức mà anh đã từng dùng qua rồi để khiêu chiến với anh.
Tôi sẽ đợi anh, Tần Lạc gật đầu đáp lại. Có cạnh tranh thì mới có áp lực. Hắn thực sự hy vọng có được sự xuất hiện của một đối thủ đáng gờm. Sau đó sẽ làm cho tất cả các thầy thuốc đông y trong ngành phải cảm thấy áp lực. Có áp lực rồi thì sẽ có động lực để phấn đấu vươn lên. Những lý luận và phương thuốc hiện giờ trong đông y đều do tiền bối để lại. Nếu những người trong ngành này mà không biết suy nghĩ, không biết sáng tạo, chỉ biết sống dựa vào những gì đã có thì sớm muộn vào một ngày nào đó cũng sẽ bị đông y của Hàn Quốc vượt lên mà thôi, hoặc là sẽ bị đào thải bởi Tây y. Tần Lạc có thể cứu được một thời nhưng cũng không thể cứu được cả đời. 10 đời hay thậm chí là 100 đời chứ. Đúng vào lúc này thì cánh cửa của sảnh đế vương được kéo ra. 3 người phụ nữ là Lệ Khuynh Thành, Trần Tư Tuyền và Mễ Tử An đợi lên đợi xuống mà vẫn không thấy Tần Lạc quay lại thì lo lắm. Sợ có chuyện gì xảy ra liền quyết định ra ngoài xem sao. Vừa mới kéo cánh cửa gỗ cách âm ra thì thấy có một đám người đứng ở bên ngoài hành lang, Tần Lạc và Dương Tông Y cũng đứng cùng với đám người đó. Không biết là bọn họ đang nói chuyện gì nữa. Lệ Khuynh Thành sợ sẽ có xung đột xảy ra giữa Tần Lạc với người ta, liền bước nhanh lên trước. Trần Tư Tuyền và Mễ Tử An thì không biết là đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nhanh chân bước theo gót Lệ Khuynh Thành tiến lên trước. Giê-xu và Đại Đầu cũng bước ra ngoài, nhưng đi chậm chậm ở phía sau làm đúng bổn phận của một vệ sĩ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lệ Khuynh Thành bước đến trước mặt Tần Lạc khẽ hỏi. Không có chuyện gì đâu, chỉ là gặp mấy người bạn. Tần Lạc cười nói. Thấy một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Lệ Khuynh Thành bước ra thì ai nấy đều mở to mắt ra nhìn chằm chằm, nhất cử nhất động của nàng đều khiến cho người ta phải hồn siêu phách lạc, còn 2 người phụ nữ đứng 2 bên cũng không kém nàng chút nào. Một người đẹp chân dài, còn một người thì... Tử An, Lý Thừa Minh vừa nhìn đã nhận ra ngay Mễ Tử An rồi. Cho dù nàng có ngụy trang bằng gì lên người đi chăng nữa thì cũng không thể lừa được đôi mắt của Lý Thừa Minh. Không những thế mà hắn còn là người đàn ông tiếp xúc với nàng nhiều lần và có tình ý đặc biệt với nàng nữa. Lý đại thiếu gia cũng ở đây à? Mễ Tử An thờ ơ chào Lý Thừa Minh một tiếng. Ha ha, không ngờ lại gặp em ở đây. Tôi nghe nói em đến Yến Kinh, thật là trùng hợp. Bây giờ em ở đâu vậy? Đã ăn gì chưa thế? Mấy người chúng tôi đã đặt phòng ăn rồi, cùng ngồi ăn luôn nhé. Lý Thừa Minh vừa nhìn thấy Mễ Tử An là lập tức lại tấn công dồn dập. Lệ Khuynh Thành hiểu được tâm tình của Mễ Tử An, liền hứ lên một tiếng, nói, anh là ai thế? Anh dựa vào cái gì mà vừa mới tới đã đòi đưa Tử An đi? Anh có biết hôm nay ai là người mời Tử An ăn cơm không? Đứng ở ngoài ồn ào thế này, Lê Thúc đã tức giận lắm rồi đây. Nói xong thì nàng liền kéo tay Mễ Tử An bước vào trong sảnh đế vương. Lý Thừa Minh bị nàng giáo huấn cho một bài mà không biết phải làm sao. Thấy Mễ Tử An bị con hồ ly tinh kia kéo đi vào trong phòng riêng thì hắn chuẩn bị xông lên để hỏi cho ra nhẽ. Tần An thấy vậy thì hoảng quá, vội ngăn Lý Thừa Minh lại nói, đại thiếu gia, căn phòng này anh không được vào đâu. Vì sao vậy? Lý Thừa Minh tức tối hỏi. Đây là sảnh đế vương, chuyên dùng để chiêu đãi lãnh đạo quốc gia và nguyên thủ nước ngoài đó. Tần An thấp giọng giải thích. Thì ra là như vậy, Lý Thừa Minh cũng giật mình kinh hãi. Hắn chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, cũng không tự kiêu tự đại đến mức chạy vào làm phiền nguyên thủ một nước đang ăn vịt quay. Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi khẽ nói, vị Lê Thúc này là nguyên thủ quốc gia nào vậy? Chương 751, Tắm Chung. Tần An cũng không biết Lê Thúc thực ra Lê Thúc là một nhân vật trong bộ phim nổi tiếng của Trung Quốc. Trong phim diễn viên hài nổi tiếng Trung Quốc Cát Yêu vào vai Lê Thúc. Nhân vật này có câu thoại rất nổi tiếng, Lê Thúc tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Câu thoại này lập tức trở thành câu nói cửa miệng của người dân Trung Quốc, hễ người nào cảm thấy tức giận là nói, Lê Thúc tức giận rồi đấy. Nói câu này là để nhắc nhở người khác bản thân người đó đang rất khó chịu, đừng có dại mà dây vào kẻo bị ăn tát. Câu nói này giống như câu nói của nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thịnh của nước ta, biết rồi khó lắm nói mãi. Lệ Khuynh Thành nói câu này ra thực chất là để cảnh cáo. Nhưng khó nỗi tên Lý Thừa Minh là người Hàn Quốc không hiểu sự tình nên không biết cứ ngỡ có vị nguyên thủ quốc gia Lê Thúc nào ở trong phòng kia. Còn tên Tần An thì đúng là ngu dốt, đến bản thân hắn là người Trung Quốc mà không hiểu câu nói này. Thì còn trách gì Lý Thừa Minh người Hàn Quốc được cơ chứ? Là nguyên thủ của nước nào? Vì vậy mà đương nhiên là không thể trả lời được câu hỏi vừa rồi của Lý Thừa Minh, bèn nói, tôi cũng không rõ việc này. Để sau tôi sẽ cho người đi điều tra xem sao. Có điều là cái sảnh đế vương này ngày thường không mở cho người ngoài vào. Những người có thể ngồi vào bên trong đó thì đều là những nhân vật có tầm cỡ hết cả chúng ta hay cứ nên đi ăn vịt quay thì hơn.
Nếu anh thích Minh Tinh đó thế thì chúng ta ăn xong rồi sẽ hẹn cô ấy sau có được không? Hàn Quốc cũng có khá là nhiều nơi không mở cửa đối với những người thông thường, vì vậy mà Lý Thừa Minh hoàn toàn có thể hiểu được những lời Tần An nói. Hắn cũng không muốn chọc giận đối thủ tầm cỡ làm gì, liền gật đầu nói, được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Nói xong bèn dắt theo một đám người tiến về căn phòng riêng đã được đặt sẵn từ trước. Hy vọng là có cơ hội gặp lại. Hứa Đông Lâm chào Tần Lạc một tiếng, rồi cũng rời đi cùng với đội ngũ. Tần Lạc nhìn theo bóng dáng của bọn họ khuất dần phía xa, nụ cười đã nhịn nửa ngày trời cuối cùng cũng được phát tiết ra bên ngoài, hắn nói với Dương Tông Y, không ngờ là sảnh đế vương lại còn có tác dụng đuôi ruồi nữa. Dương Tông Y cũng nói với giọng đầy tự hào, cũng không thần kỳ đến vậy đâu, thỉnh thoảng nhà em cũng đến sảnh đế vương ăn cơm, có điều là cái phòng riêng này quá đúng là có không khí chính trị vô cùng thảm hậu. Ngày thường không mở cửa cho người ngoài vào đâu, cũng là do Lệ Yêu Tinh khá là lợi hại, lời nói dối nào cũng có thể nói ra được, hơn nữa còn hù dọa khiến cho người ta sững người ra từng hồi. Căn bản là không thể hoài nghi được. Đi thôi, cùng vào bên trong uống một chén. Tần Lạc mời nói, vịt quay nơi đây đúng là rất tuyệt, tôi còn chưa ăn đã đâu. Anh giúp em một việc lớn như vậy, bữa cơm này em mời anh. Dương Tông Y nói, sau đó bước lên trước hai bước, mở giúp Tần Lạc cửa phòng ăn riêng ra. Khi Tần Lạc và Dương Tông Y trở lại phòng ăn riêng thì da vịt trên bàn đã nguội hết cả rồi. Dương Tông Y gọi cô phục vụ đến, bảo nhà bếp đưa một con mới lên. Mọi người đều quen nhau hết cả rồi, nên nói chuyện với nhau cũng không có chướng ngại gì nữa. Cứ nói đền điển thích, Lê Thúc vô cùng giận dữ, là mọi người lại cười nghiêng ngả hết cả lên. Một người kiêu căng ngạo mạn như Lý Thừa Minh thì căn bản là không bao giờ biết hắn đã trở thành trò cười trong lúc ăn cơm nói chuyện của mọi người. Trong đám người này thì tử lượng của Tần Lạc là kém nhất, là người bại trận đầu tiên. Đầu óc tây tây, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú cũng bắt đầu đỏ lựng lên. Không ngờ bốn người phụ nữ là Lệ Khuynh Thành, Trần Tư Tuyển, Mễ Tử An và Dương Tông Y tử lượng lại ngang ngửa với nhau, Tần Lạc đã từng thấy được tử lượng của Lệ Khuynh Thành, cho dù có uống rượu trắng đi chăng nữa thì cũng không kém mấy con sâu rượu là mấy. Nhưng thật không ngờ Trần Tư Tuyển, Mễ Tử An lại cũng lợi hại như vậy. Giê-xu lúc đầu cũng chuẩn bị tham gia cùng, nhưng về sau thấy mấy người phụ nữ này càng ngày càng gớm, càng uống vào thì mắt càng sáng ra nên đành chủ động từ bỏ. Đại đầu thì một giọt rượu cũng không động vào, giữ đúng bổn phận làm nghề vệ sĩ của mình. Cuối cùng thì Dương Tông Y cũng không chịu nổi nữa, sau khi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nguy nga lộng lẫy nôn thốc nôn tháo một hồi thì buổi tiệc rượu lúc này mới tan. Anh đưa Tử An về khách sạn đi, Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc và Mễ Tử An tủm tỉm cười nói. Thế còn mọi người thì sao? Tần Lạc không yên tâm hỏi. Lệ Khuy Ri Thành và Trần Tư Tuyền đều uống không ít, hai người đó chẳng thể tự mình lái xe được. Bọn em ngồi xe của vệ sĩ về, Lệ Khuynh Thành đáp lại. Vệ sĩ của Lệ Khuynh Thành là do Tần Lạc sắp xếp. Vì nàng từng trải qua thời niên thiếu không giống ai, nên ban đầu nàng thường không thích vệ sĩ đến gần mình, nhưng sau đó Tần Lạc hết lần nọ đến lần khác nói cho nàng hiểu cái thế giới này nó đen tối như thế nào. Con thỏ trắng bé nhỏ nên tự bảo vệ mình thế nào để cho sói không ăn thịt mình được, rồi lại lấy vụ bắt cóc mấy năm về trước làm ví dụ khuyên giải nàng, mãi rồi Lệ Khuynh Thành cũng miễn cưỡng chấp nhận. Thế cũng được, Tần Lạc gật đầu nói, muộn một chút anh sẽ đến thăm em. Chưa biết chừng em lại ngủ rồi cũng nên ấy. Lệ Khuynh Thành liếc nhìn Tần Lạc một cái nói, Trần Tư Tuyền Chi đứng bên cạnh cười, còn Mễ Tử An thì đầu óc mơ màng, đứng ở một bên như đang ngủ gật rồi vậy. Không để ý thấy hai người đang, liếc mắt đưa tình với nhau. Đại đầu lái xe, còn Giê-xu ngồi bên cạnh ghế lái. Tần Lạc và Mễ Tử An thì ngồi ở ghế sau, men rượu nổi lên rất nhanh, Mễ Tử An đầu đau nhói, ngồi trên xe mà cứ có cảm giác muốn buồn nôn bất cứ lúc nào. Nào, nằm xuống đây, gối đầu lên đùi anh này. Tần Lạc thấy nàng có vẻ khó chịu trong người, bèn lên tiếng nói. Để làm gì, Mễ Tử An theo thói quen phản bác lại Tần Lạc một câu. Nhưng lại không đợi Tần Lạc giải thích xem hắn định làm gì, mà làm luôn theo lời hắn nói, ngoan ngoãn nằm xuống rồi gối đầu lên đùi hắn. Tần Lạc tháo bộ tóc giả đội ở trên đầu nàng xuống, khiến cho mái tóc đen óng ả của nàng xõa xuống dưới, sau đó hắn dùng hai bàn tay xoa bóp khắp đầu cho nàng. Tần Lạc đã từng học qua xoa bóp, hơn nữa còn biết vị trí huyệt vị, lại càng hiểu rõ công hiệu của các huyệt vị này như thế nào hơn. Vì vậy mà vừa mới thử nghiệm cái là Mễ Tử An liền cảm thấy thoải mái hết cả người, miệng nàng rên lên vì sung sướng. Thế nào, tay nghề của anh không tồi chứ? Tần Lạc đắc ý hỏi. Mình còn rên lên thành tiếng rồi,
nếu mà vẫn còn cố nói là không nữa thì giả dội quá, nghĩ vậy Mễ Tử An liên, lên một tiếng rồi nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ cái cảm giác dễ chịu hiếm có này. Có xe theo dõi chúng ta ở đằng sau, đại đầu đột nhiên lên tiếng nói. Giọng cậu ta trở nên giỏng giạc lạ thường, lập tức phá tan không gian yên tĩnh vốn có trong xe. Giê-xu đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức mở to mắt tìm chiếc xe theo dõi phía sau thông qua kính chiếu hậu, Mễ Tử An sắp ngủ đến nơi rồi nhưng sau khi nghe thấy vậy thì hoảng hốt bật người tỉnh dậy. Nhìn thấy rõ là xe gì chưa? Tần Lạc hỏi. Một chiếc Mercedes-Benz màu đen, đại đầu nói. Tần Lạc nghĩ một lát rồi nói, không cần phải để ý đến nó. Cứ đến thẳng khách sạn đi. Liệu có phải là Lý Thừa Minh không? Mễ Tử An nói với giọng khó xử. Nàng vốn dĩ cho rằng đã đuổi khéo được tên nhãi danh đáng ghét này đi rồi cơ. Vậy mà không ngờ hắn ta lại cho người đuổi theo thế này. Minh Tinh thì cũng có cái khó của Minh Tinh, mặc dù Mễ Tử An rất không ưa Lý Thừa Minh, nhưng cũng không thể đắc tội với hắn, dẫn hắn vào đường cùng được, vì nếu làm thế thì với khả năng của Lý Thừa Minh, thì việc vùi dập một Minh Tinh đối với hắn ta mà nói chẳng có gì là khó khăn cả. Chỉ cần vài cái ảnh nút, vài tin đồn nhảm như đại Minh Tinh Mễ Tử An ngược đãi cún con. Mèo cầm kỳ cần vài cái tin này được tung ra ngoài một cái, thì sẽ lập tức kéo tới một trận hồng thủy từ cư dân mạng. Cũng có thể, Tần Lạc gật đầu nói. Thật là đáng ghét, Mễ Tử An day day đầu, nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Không cần để ý đến cậu ta làm gì. Vì có người của Lý Thừa Minh đang theo dõi ở phía sau, nên Tần Lạc không yên tâm để cho Mễ Tử An đi một mình về, vì vậy mà hắn liền đưa nàng về tận phòng. Trợ lý và người quản lý của Mễ Tử An không có đây. Có lẽ là đều đã ra ngoài tham gia tiệc tùng ở đâu rồi cũng nên. Vì vậy mà cũng chẳng có ai vào bên trong giúp nàng rót nước pha trà mời khách cả. Em pha trà cho anh nhé, Mễ Tử An nói, nhưng khi nàng bước đi thì nghiêng nghiêng ngả ngả. Nhìn hình ảnh đều là đè lên nhau, chưa đi được vài bước mà đầu gối của nàng đã đập vào chân bàn, khiến cho nàng đau điếng phải kêu lên thành tiếng. Tần Lạc vội vàng chạy lại ôm nàng đặt lên ghế salon, thấy đầu gối nàng bị chảy xước một mảnh ra. Tần Lạc sau khi tìm được thuốc sát trùng rồi sát trùng xong đâu đấy cho nàng, liền nói, em đừng làm gì nữa. Để anh phục vụ em đi. Hắn chạy lại phía bàn pha hai tách trà, một tách nhạt hơn một chút, còn một tách thì đậm đặc. Tách đậm đặc thì hắn đưa cho Mễ Tử An, hy vọng có thể làm cho nỗi khổ sau khi say của nàng giảm đi phần nào. Rồi hắn lại chạy vào nhà vệ sinh thả nước vào bồn để lát nữa cho Mễ Tử An vào trong ngâm mình cho ấm. Mễ Tử An nằm cuộn tròn trên ghế salon, nhìn Tần Lạc chạy đi chạy lại trước mặt mình, dường như đầu óc có phần tỉnh táo hơn đôi chút, có một cái gì đó có tên gọi, hạnh phúc, đang tràn ngập khắp người nàng. Đúng vào lúc nạp thì từ bên ngoài truyền vào tiếng chuông cửa. Tần Lạc bước ra từ trong phòng tắm, thông qua mắt trống trộm trên cửa nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Lý Thừa Minh đang đứng ngoài cửa. Rõ ràng là ở cửa thang máy có vệ sĩ mà. Không hiểu sao bọn họ lại có thể để Lý Thừa Minh lên đây được. Em nằm nghỉ ngơi một lát đi. Đừng lên tiếng, để tôi ứng phó với anh ta cho. Tần Lạc bước tới gần khẽ nói với Mễ Tử An. Vâng, Mễ Tử An chẳng nghĩ ngợi gì liền đáp lại ngay. Nàng nằm yên trên ghế salon không nhúc nhích thật, vứt cả đống việc vụ này cho Tần Lạc xử lý. Tần Lạc vốn dĩ định không ra mở cửa ra cơ, nhưng lại sợ hắn ta lượn lờ bên ngoài quá lâu. Đánh thức những vị khách khác cùng tầng này. Đêm hôm khuya khoắt thế này lại có một người đàn ông đến thăm thì có ảnh hưởng cực kỳ không tốt đến danh tiếng của Mễ Tử An. Tần Lạc mở cửa phòng ra rồi đứng chặn luôn ở cửa không cho hắn ta bước vào trong, nhìn vào gương mặt anh Tuấn nhưng lại đáng ghét của Lý Thừa Minh nói, muộn thế này rồi, anh tới đây có việc gì không? Tôi đến tìm Mễ Tử An để bàn một số việc hợp tác. Lý Thừa Minh nói, tên nhãi này học khôn rồi, nói năng khá là chu đáo, không cho Tần Lạc có cớ mà từ chối. Tử An uống say đã ngủ thiếp đi rồi, Tần Lạc nói. Uống say rồi sao, có sao không, Lý Thừa Minh quan tâm hỏi. Vừa đúng lúc trên người tôi có đem theo thuốc giải rượu, hiệu quả lắm. Cho Tử An uống một viên là được rồi. Anh đưa thuốc cho tôi đi, Tần Lạc đưa tay ra đón lấy nhưng nhận được sự từ chối từ Lý Thừa Minh. Không cần đâu. Tôi muốn vào xem Tử An thế nào rồi. Nhân tiện đưa thuốc cho cô ấy uống. Lý Thừa Minh nói, anh tốt nhất là tránh ra một bên. Nếu không tôi sẽ cho người xông vào đấy. Hắn ta đã hạ quyết tâm rồi, nếu tối hôm nay mà không vào được căn phòng này. Thì cũng phải nghĩ cách để lôi tên nhãi danh đứng trước mặt mình ra ngoài cùng.
trên thế giới này làm gì có mèo nào lại chê cá cơ chứ? Hắn ta không tin hai người cùng ở trong một căn phòng mà lại không có chuyện gì xảy ra mới lạ. Anh muốn đi thăm Mễ Tử An bây giờ sao? Không được tiện lắm thì phải. Tần Lạc khó xử nói. Sao lại không tiện? Lý Thừa Minh tức giận nói. Trong lòng thầm nghĩ, mày ở trong này thì tiện còn tao vào bên trong thì không tiện sao? Vừa rồi tôi đã nói với anh là cô ấy ngủ rồi. Tần Lạc nói. Thế anh còn ở lại đây để làm gì? Lý Thừa Minh cười nhạt vặn lại. Đây là việc riêng của chúng tôi, liên quan gì đến anh? Vậy tôi tìm Mễ Tử An thì liên quan gì đến anh? Anh dựa vào cái gì mà không cho tôi vào? Tần Lạc không ngờ tên danh này lại kiên quyết như vậy, liền cho luôn hắn ta một liều thuốc mạnh. Hắn nhìn Lý Thừa Minh cười nói, anh thực sự là muốn biết tôi vì sao lại không cho anh vào à? Nói đi, Lý Thừa Minh không khách khí nói. Nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh chưa? Tần Lạc hỏi. Anh nói thế là ý gì? Lý Thừa Minh nghe ngóng một hồi, quả đúng là nghe được tiếng nước ào ào chảy trong nhà vệ sinh. Là một người đàn ông hiểu lễ nghĩa, có tố chất thì không nên chạy đến làm phiền khi người ta chuẩn bị tắm chung chứ. Chương 752, cho cậu mượn anh ấy mà chơi cho thỏa thích. Cơn say của Mễ Tử An đã đỡ đi phần nào từ khi Lý Thừa Minh đến bấm chuông cửa, Tần Lạc không cho nàng dậy, nên nàng cứ cuộn tròn mình trên ghế salon nghe trộm hai người này nói chuyện với nhau. Vừa mới nghe thấy Tần Lạc từ chối không cho Lý Thừa Minh vào bên trong phòng thì nàng còn thấy thú vị. Nhưng khi nghe Tần Lạc hỏi Lý Thừa Minh là có nghe thấy nước trong nhà vệ sinh không, thì nàng bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ vô cùng. Nhưng, nàng thực sự không ngờ rằng tên háo sắc này lại dám nói hắn đang thả nước để lát nữa tắm chung với mình. Mình đồng ý tắm chung với hắn ta lúc nào chứ? Lý Thừa Minh sau khi nghe Tần Lạc nói vậy thì sắc mặt thay đổi đặc sắc vô cùng. Đầu tiên là ngạc nhiên, sửng sốt. Tiếp sau đó là hoảng hốt. Sau đó thì sắc mặt xa sầm lại. Tiếp nữa là tím ngắt ra và cuối cùng hắn không thể chịu đựng được nữa. Tức giận nói, sao tôi lại phải tin lời của anh chứ? Tử An đâu rồi? Không phải anh nói là cô ấy đã ngủ rồi sao? Nếu đã ngủ rồi sao còn có thể tắm chung với anh được? Tần Lạc nghĩ thầm tên Hàn này cũng không đến nỗi ngu ngốc, không ngờ lại có thể tìm ra được lỗ hổng trong lời nói của mình. Hắn bèn làm ra vẻ dương dương tự đắc, nói. Tự An uống nhiều quá. Nên tôi để cô ấy nghỉ ngơi một lát, tôi định thả cho nước đầy rồi thì bế cô ấy vào trong đó lẽ nào đến cả trình tự tắm chung của chúng tôi anh cũng quan tâm đến thế hay sao? Không thể có chuyện như vậy được, tôi không tin, Tự An không phải là loại người đó. Lý Thừa Minh mặt đanh lại nói, anh tránh ra một bên cho tôi muốn vào bên trong gặp cô ấy. Là một người đàn ông, tôi rất ghét có người đến làm phiền vào lúc như thế này. Tần Lạc đứng chặn ở cửa không nhúc nhích nói. Hắn căn bản là không có ý dẫn Lý Thừa Minh ra. Thế thì đừng có trách tôi vô lễ. Lý Thừa Minh ra hiệu cho tên vệ sĩ đứng sau lưng hắn. Tôi hoài nghi anh muốn nhân cơ hội Tử An hôn mê sẽ giở trò đồi bại với cô ấy là một người bạn của cô ấy. Tôi không cho phép có chuyện như vậy xảy ra. Anh có thể thử xem sao. Tần Lạc cười nhạt nói. Đại Đầu và Giê-xu đứng ngay ở trồ lên xuống cầu thang bộ. Chỉ cần mình lên tiếng là hai người sẽ chạy vù tới. Có lẽ bọn họ cũng phát hiện ra ở đây có gì bất thường, nhưng vì không có mệnh lệnh của mình nên bọn họ mới không có hành động gì cả. Có hai người vệ sĩ cấp cao này bảo vệ thì Tần Lạc thực sự là chẳng coi mấy tên ngốc ở trước mặt mình ra gì. Cho dù bên cạnh Lý Thừa Minh có cao thủ thì đã làm sao? Có thể giỏi hơn cả Đại Đầu và Giê-xu không? Hai bên đang dương cung bạt kiếm. Cuộc chiến sắp xảy ra thì từ trong phòng vọng ra giọng nói còn ngà say mà vẫn rất dễ nghe của Mễ Tử An. Anh yêu, nước đã được chưa? Chúng ta có thể tắm được chưa? Đây, anh đến ngay đây. Tần Lạc trả lời một cách sảng khoái, sau đó nhìn vào vẻ mặt không tin vào tai mình của Lý Thừa Minh, nói, xin lỗi anh, tôi có việc phải làm rồi, mời anh cứ tự nhiên. Rầm. Vừa dứt lời, hắn liền dùng sức đóng cửa đánh rầm một tiếng. Nếu không phải Lý Thừa Minh né nhanh, thì mũi của hắn đã bị cánh cửa đụng phải làm cho bẹp rúm vào rồi. Ông chủ, có cần đạp cửa xông vào không? Tên vệ sĩ đứng sau lưng hắn hỏi. Đạp cửa xông vào mày có biết đây là đâu không? Mày muốn tất cả mọi người trong khách sạn này đều biết việc tao bị người ta cự tuyệt không cho vào trong à? Mày là đầu bò à? Đồ ngu, đồ ăn hại, Lý Thừa Minh tức điên lên liền phát tiết hết cái tức trong người mình lên người của tên vệ sĩ của hắn, sau đó bước nhanh về phía thang máy. Những tên vệ sĩ của hắn nhìn nhau rồi cũng bước nhanh theo chân hắn. Ở trong một góc tối,
một ánh mắt tràn đầy sát khí dõi theo bóng hình của họ. Giống như là tiễn biệt vậy. Tần Lạc đứng ở cửa cho đến khi bước chân của mấy người Lý Thừa Minh dần khuất ở phía xa rồi thì hắn mới quay người trở về phòng khách. Sau khi Mễ Tử An nói lời mập mờ, phóng đãng, dễ làm cho người ta hiểu lầm, thì cũng không tiện giả bộ say rượu nữa. Khi Tần Lạc quay trở lại thì nàng đang ngồi trên ghế salon uống trà. Không biết có phải là có tật giật mình hay không mà nàng có gì đó cứ né tránh ánh mắt của Tần Lạc. Anh ta đi rồi, Tần Lạc cười nói. Ừm, Mễ Tử An gật đầu nói. Nước đã được rồi, đi tắm đi thôi. Tần Lạc trêu chọc nói. Nghĩ đến đòn sát thủ mà vừa rồi Mễ Tử An giờ ra thì Tần Lạc cảm thấy buồn cười hết nỗi. Có điều, lần này coi như đã dập tắt hẳn sự ham muốn, niềm mơ ước của Lý Thừa Minh, triệt để dẫn hắn vào thế địch. Hy vọng anh ta có thể rộng lượng hơn một chút, nể tình Mễ Tử An đã từng là người phụ nữ mà hắn thích mà dừng luôn việc này ở đây. Nếu hắn còn muốn tiếp tục trả thù hay gì đó thì cảnh ngộ của Mễ Tử An sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Mễ Tử An liền cảm thấy lo lắng, ừ lên một tiếng bé xíu như tiếng muỗi vo ve trước mặt, nói, để em tắm trước được không? Tần Lạc trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt mình, chẳng lẽ nàng lại cho rằng mình muốn tắm chung với nàng thật sao? Thấy Tần Lạc không nói gì thì Mễ Tử An lại nói, anh tắm trước cũng được cầm không quen tắm chung với người khác. Vì ngày trước mắc bệnh hôi nách, nên đừng nói là tắm cùng người khác, mà cho dù là đứng gần người khác nàng cũng không muốn. Mặc dù bây giờ bệnh đó của nàng đã khỏi rồi, nhưng nỗi ám ảnh mà căn bệnh đó đem lại thì vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tần Lạc gật gật đầu, nói, được rồi, em tắm trước đi. Mễ Tử An bỏ tách trà trên tay mình xuống, chạy đi lấy đồ ngủ rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh, sau đó đóng chặt cửa lại. Cởi bỏ bộ đồ trên người mình xuống, nhìn bộ ngực đầy đặn và đôi chân không được coi là thon dài nhưng lại trắng hồng của mình thì Mễ Tử An không khỏi có phần ngây dại. Nàng giơ tay lên sờ soạng đôi gò bồng đảo của mình, đây là vùng cấm địa mà phụ nữ phải bảo vệ nhưng đôi lúc người phụ nữ cũng mắt nhắm mắt mở hy vọng thả vào đó một hai con sói vui chơi một phen. Mễ Tử An vẫn là gái còn trinh, đừng nói là hưởng thụ cái vui của nam nữ. Mà thậm chí là đến một người bạn trai thực sự nàng cũng không có. Những bông hoa bên đường nở rộ để cho người đi đường ngắm, còn một thân hình trưởng thành thì để dành nó cho ai đây? Nàng khẽ nhấc đôi chân lên rồi ngâm vào bồn nước ấm, toàn thân khi đã chìm vào trong nước rồi thì nàng không khỏi rên lên một tiếng vì sung sướng. Nó khiến cho nàng nhớ đến cảm giác thoải mái, dễ chịu khi Tần Lạc xoa bóp cho nàng lúc còn trong ô tô. Nếu anh ta tắm xong mà lại muốn tiến thêm bước nữa thì làm thế nào? Trong phim không phải đều diễn như vậy đó sao? Ai từng chưa nghe qua câu, trên thế giới này có người đàn ông nào mà không thích gái đẹp? Đồng ý hay không đây? Mễ Tử An trong lòng rối như tơ vò. Cuối cùng, khi nàng hạ quyết tâm bước ra từ trong bồn tắm, rồi khoác lên người mình bộ đồ ngủ đi ra ngoài thì thấy phòng khách trống trơn như không. Tần Lạc, Mễ Tử An hô lên một tiếng. Căn phòng tổng thống này quá lớn, nên nàng lại cứ tưởng là hắn đã chạp đến chỗ khác ở trong phòng rồi cơ. Chẳng có ai trả lời. Nàng bỗng nhìn thấy trên bàn có một miếng giấy nhỏ. Nghỉ ngơi cho sớm nhé. Anh về đây. Mễ Tử An sau khi xem xong thì thở phào một tiếng nhẹ nhõm, như thể vừa trút bỏ được một tâm sự to lớn nào vậy. Nhưng, tiếp đó lại thấy có phần tiếc nuối, giống như là vừa mất đi một vật quý hiếm vậy. Nàng giơ tay đấm vào trong không khí một cái, coi đó là bộ mặt đáng ghét của Tần Lạc. Sau khi đem cất cẩn thận mẩu giấy nhỏ trong tay xong thì Mễ Tử An liền bước tới cửa rồi khóa cửa lại, xong đâu đấy rồi mới chuẩn bị lên giường đi ngủ. Căn phòng ở Tử Trúc Uyển đã được sửa sang lại đâu vào đấy rồi, nhưng vì Lệ Khuynh Thành làm việc bận rộn quá, nên vẫn không có thời gian đi mua những đồ đạc đã bị đốt cháy trong nhà. Không có đồ đạc gì thì vẫn không thể coi như là một nơi ở được, vì vậy mà cho đến tận bây giờ nàng vẫn ở cùng với Trần Tư Tuyền ở lầu 3 của Viện Thẩm Mỹ. Đây là hai người phụ nữ tiểu tư sản rất biết hưởng thụ, đêm đã về khuya nhưng cả hai đều không có ý định đi ngủ gì cả. Lệ Khuynh Thành mặc một chiếc váy ngủ màu đen tuyền mỏng tanh, còn Trần Tư Tuyền thì mặc một chiếc áo ngủ có đai màu tím, trên đó có thêu dệt những bông hoa nhỏ xíu. Một người thì nở nang, yêu kiều, còn một người thì mảnh khảnh, gợi cảm. Hai người phụ nữ cùng ngồi một chỗ với nhau, khiến cho căn phòng chỉ thấp có một ngọn đèn nhỏ le lét cũng phải sáng chói lên. Chàng trai của cậu nói là lát nữa sẽ đến. Muộn như vậy rồi, rốt cuộc là có đến nữa hay không đây? Trần Tư Tuyền vừa lắc ly rượu vang trong tay mình vừa đưa ánh mắt ra xa xa nói. Mình còn không vội thì cậu vội cái gì chứ?
Lệ Khuy Ri Thành nhìn chằm chằm vào Trần Tu Tuyền hỏi. Trần Tu Tuyền biết người phụ nữ trước mặt nàng đây thông minh một cách đáng sợ. Nhưng nàng vẫn không chịu thua, liền giả bộ che miệng ngáp một cái, nói, mình tất nhiên là vội rồi. Một giờ đêm rồi còn gì, nếu anh ấy vẫn không đến thì Miri đi ngủ trước đây. Không thể cứ ngồi đợi mãi thế này được chứ. Thế thì cậu đi ngủ trước đi, đợi anh ấy đến rồi thì mình sẽ gọi cậu dậy. Lệ Khuynh Thành giơ tay ra sờ vào đùi Trần Tư Tuyền, nói, thật đáng tiếc, cặp đùi này đẹp thế này cơ mà. Đồ lưu manh, cậu đang sờ cái gì thế? Trần Tư Tuyền hất đôi tay, trừ bát giới, của Lệ Khuynh Thành ra, tức giận nói. Sờ cậu chứ sờ gì? Lệ Khuynh Thành thẳng thắn nói, đôi chân đẹp như thế này, đến một người phụ nữ như mình còn muốn sờ nữa là. Cậu nói xem, chẳng lẽ Tần Lạc lại không có ý gì hay sao? Đấy là chàng trai của cậu có liên quan gì đến mình chứ? Trần Tư Tuyền nói, cậu chắc chắn là anh ấy sẽ đến sao? Chắc chắn sẽ đến, Lệ Khuynh Thành gật đầu nói. Vì sao vậy? Vì mấy ngày nữa anh ấy sẽ đi Thụy Điển, trước khi đi chắc chắn sẽ tới đây một chuyến. Lệ Khuynh Thành nói. Thế tại sao lại nhất định là tối hôm nay mà không phải là tối mai hay tối ngày kia? Hoặc là tối trước hôm rời đi? Trần Tư Tuyền khó hiểu hỏi. Mấy ngày còn lại trước khi đi anh ấy sẽ ở nhà với chị ấy. Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói. Điệu bộ khiến người ta nhìn không ra tâm tình thực sự của nàng. Mặc dù có chút lăng nhăng, nhưng vẫn được coi là một người đàn ông tốt có phải không? Trần Tu Tuyển khẽ thở dài một tiếng, nói, Lệ Yêu Tinh, cậu thấy làm vậy có đáng không? Với điều kiện của cậu thì tìm đâu mà chẳng ra được một người đàn ông tốt chứ? Thế cậu cho rằng mình nên tìm một người đàn ông như thế nào đây? Lệ Khuynh Thành nhìn Trần Tư Tuyền tủm tỉm cười hỏi. Tìm một người mà người đó yêu cậu và cậu cũng yêu người đó. Trần Tư Tuyền nói, đây là một đáp án tiêu chuẩn khi người phụ nữ trả lời câu hỏi như thế này. Thế thì đó chính là Tần Lạc đấy. Lệ Khuynh Thành cười hô hố đáp, trải qua bao nhiêu là chuyện như vậy, mình đã không còn tin vào tình yêu từ lâu rồi. Tiếp xúc với biết bao nhiêu người đàn ông, nhưng cũng chỉ thấy Tần Lạc là tương đối thú vị. Thú vị, Trần Tư Tuyển tức giận nói, thế là cậu liền trao luôn cả thân thể của mình cho anh ta nghịch hay sao? Lệ Khuynh Thành lơ đễnh đáp lại, thế thì đã sao chứ? Sự trổng rỗng của người phụ nữ cần một hoặc nhiều người đàn ông lấp đầy, không phải vậy sao? Nếu những người đàn ông khác có thể thì tại sao đó không phải là Tần Lạc? Nàng lại đặt bàn tay, trừ bát giới, của mình lên cặp đùi trơn tru bóng loáng không tì vết của Trần Tư Tuyền, nhấp một ngụm rượu vang, nói, hay là đêm này mình cho cậu mượn anh ấy mà chơi cho thỏa thích. Chương 753, chưa phải là đáng quý nhất. Trần Tu Tuyền vừa uống một chút rượu vang, sau đó lại bị Lệ Khuynh Thành sờ soạng khắp đùi thì toàn thân run lên từng hồi. Nàng liền tựa mình vào ghế salon, tránh xa bàn tay trừ bát giới, lúc nào cũng chỉ trực sờ vào đùi nàng kia. Mình không thèm, anh ấy là chàng trai của cậu, cậu đem ra mà nghịch một mình đi. Trần Tư Tuyên nói, tiếc là căn phòng này chỉ có mỗi một chiếc giường, hay là mình ra ngoài tìm khách sạn ngủ một đêm nhé. Không cần phải làm thế đâu, Lệ Khuynh Thành nói, quan hệ giữa mình và anh ấy là mối quan hệ không thuần khiết chút nào, dù sao thì những việc này cậu đều biết hết cả rồi, bọn mình làm chuyện đó cũng chẳng cần phải giấu giếm cậu làm gì. Trần Tu Tuyển thực sự là hết biết nói gì với nàng Lệ Yêu Tinh lẳng lơ này cả. Không biết nên khóc hay nên quầy nữa, bèn nói, cái gì mà gọi là không cần phải giấu giếm mình chứ? Hai người không sợ xấu mặt thì mình sợ, thế đã được chưa? Cậu không phải là sợ xấu mặt, mà là cậu sợ khó kìm nổi bản thân mình phải không? Lệ Khuy Ri Thành trêu đùa nói, mình không phải đã nói là cho cậu mượn anh ấy chơi cho thỏa thích rồi đó sao? Lệ Yêu Tinh, mình thua cậu thật rồi. Trần Tư Tuyền bất đắc dĩ nói, mình không thích kiểu người như anh ấy đâu, mình thích đàn ông cơ bắp cuồn cuộn cơ. Ai, cậu nói thế là xem thường người đàn ông bé nhỏ trong nhà chúng ta rồi sao? Mình nói cho cậu biết nhé, anh ấy không yếu như bề ngoài chúng ta nhìn thấy đâu. Khi nào liều mạng thì cũng khá là lợi hại đó. Ý cậu nói là anh ấy là một người có vẻ ngoài nho nhã nhưng thực chất bên trong lại là cầm thú sao? Trần Tư Tuyền cười nói, cậu trả lời đúng rồi đấy. Dưới giường thì nho nhã, trên giường thì là cầm thú. Làm gì có người phụ nữ nào lại không muốn tìm cho mình một người như thế chứ? Lệ Khuynh Thành không hề cảm thấy xấu hổ khi Trần Tư Tuyền đặt một biệt hiệu khó nghe như vậy cho Tần Lạc, đã thế lại còn phản bác lại một cách đắc ý. Trần Tư Tuyền trợn tròn mắt, thực sự là không biết nói gì với người phụ nữ không biết chơi là gì ở trước mặt mình đây.
Trong khi hai người còn đang nói với nhau những chuyện riêng tư của đàn bà con gái, thì có một luồng ánh sáng hắt vào trong phòng qua ô cửa kính. Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền cùng bò dậy từ trên ghế salon, chạy đến bên cửa sổ nhìn thì thấy một chiếc xe màu đen đỗ ở bãi đậu xe của viện thẩm mỹ, cánh cửa vừa mở ra thì có một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo bào dài bước ra từ bên trong. Hắn chỉnh sửa lại áo quần trên người mình, khi chuẩn bị bước vào bên trong nhà thì cảm giác như có người đang ngầm dõi theo mình từ trên tầng 3. Bèn ngước nhìn lên thì trông thấy Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền đang nhìn xuống, hắn bèn cười với hai người bọn họ. Cậu nói xem anh ấy liệu có bị vệ sĩ của cậu chặn lại ở cửa không? Trần Tư Tuyền thích thú nói. Không đâu, Lệ Khuynh Thành nói. Cậu đã nói với vệ sĩ của cậu từ trước rồi sao? Không, Lệ Khuynh Thành lắc đầu đáp. Mấy tên vệ sĩ đó đều là do anh ấy tìm cho mình mà. Trần Tư Tuyền nghe thấy thế thì bĩu môi nói. Thảo nào cậu toàn nói hộ cho anh ấy, hóa ra là được anh ấy nuôi từ trước rồi mà. Được một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai lại giàu có nuôi thì cũng là một việc không tồi chút nào. Cậu có muốn thử xem sao không? Không chịu nổi cậu nữa rồi. Trần Tư Tuyền nhéo một cái vào người của Lệ Khuynh Thành rồi nói, chàng trai của cậu lên tới nơi rồi đấy. Mau ra nghênh đón đi. Hay là cậu đi mở cửa đi. Anh ấy vừa bước vào mà đã nhìn thấy đôi chân dài đến nách này của cậu thì chắc chắn là sẽ sung sướng lắm đó. Mình không đi đâu, có phải chàng trai của mình đâu. Chàng trai này là của mình, nhưng cậu nhỏ của chàng trai này thì có thể cho cậu mượn chơi đấy. Một nửa đêm trước là của mình, còn một nửa đêm sau là của cậu. Cậu thấy thế nào, hay là ngược lại cũng được, mình không kén chọn gì đâu. Tần Lạc đứng bên ngoài cửa không hề biết là hai người phụ nữ bên trong phòng kia đang bàn bạc phân chia thời gian đêm nay của hắn, sau khi gõ cửa thì đợi gần một phút sau mới có người mở cửa ra. Trần Tư Tuyền đứng ở cửa, cười hì hì nhìn Tần Lạc nói, cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Lệ Yêu Tinh đợi anh cả nửa ngày rồi đấy. Tần Lạc không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, chỉ cảm thấy nụ cười của nàng có phần kỳ quặc, liền giải thích, bên chỗ Tử An xảy ra một số chuyện nên đến muộn hơn một chút. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lệ Khuynh Thành rót một ly rượu vang cho Tần Lạc sau khi đưa cho hắn xong thì liền kéo hắn ngồi xuống ghế salon. Còn nàng thì ngồi xuống bên cạnh hắn như một cô gái nhỏ ngoan ngoãn vậy. Hành động này của nàng khiến cho Tần Lạc cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, Lệ Khuynh Thành là một người phụ nữ hết sức độc lập và mạnh mẽ, bất luận là ở trên giường hay dưới giường. Khi hắn ở bên cạnh Lệ Khuynh Thành thì lần nào nghĩ ra kiểu mới cũng là Lệ Khuynh Thành. Và người lần nào đòi ở trên cũng là nàng Tần Lạc lúc nào cũng như một chàng trai bị áp bức luôn nằm bên dưới để nàng giày vò, vật lộn. Hết lần nọ lại đến lần kia. Giữa đêm có người theo đuổi đến thăm, Tần Lạc cười nói cho Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền biết tình hình khi nãy. Trần Tư Tuyền lại thở dài một tiếng, nói, làm minh tinh, cũng có cái khó của minh tinh. Tử An xuất đạo bao nhiêu năm rồi vẫn chưa có một tin đồn nào về nàng cả. Cũng không thể nói đơn giản là vận mệnh tốt được lần này đắc tội với Lý Thừa Minh, cũng không biết tên đó có đến để báo thù không nữa. Nhưng Lệ Khuynh Thành thì lại nói theo kiểu khác, đều đã đồng ý với người ta là tắm chung, nước cũng thả đầy rồi, thế mà người thì lại chạy mất. Hành động này của anh thực sự là vô cùng đáng hận đấy. Nếu em mà là người phụ nữ bị anh cho leo cây ấy thì lần sau anh đến nhất định em sẽ cắt phăng cái đó của anh đi mới được. Tần Lạc không dám dây dưa lằng nhằng nhiều với cái đề tài này, bèn nói. Mấy hôm nữa anh đi Thụy Điển rồi, trước khi đi anh muốn sắp xếp cho ổn thỏa những việc cần làm. Kế hoạch tuyên truyền đợt 2 cho bột kem Kim Dũng đã nghĩ ra chưa thế? Kim Đức Thụy lại gửi tiếp đến không ít phương án, nhưng đều bị ba người chúng ta phủ nhận hết rồi. Em nghĩ là những thứ như thế này thì nên chú trọng chất lượng hơn là số lượng. Đợt quảng cáo trước kinh điển như vậy, cho đến tận bây giờ vẫn được người ta truyền miệng cho nhau. Nếu đợt này chúng ta tìm bừa một người thì đừng nói đến việc sẽ không hiệu quả như chúng ta tính, mà thậm chí còn làm giảm cả cấp bậc sản phẩm và sức mua nữa, nói đến chuyện làm ăn cái là Lệ Khuynh Thành lại nghiêm chỉnh lại ngay. Cũng đúng, Tần Lạc gật đầu nói. Hai người không nghĩ ra được ý gì hay hay sao? Bọn em đâu có lợi hại như vậy. Trần Tư Tuyền cười khổ nói. Bảo em diễn cùng còn được chứ? Bảo em viết ra mấy thứ đẳng cấp thế thì em xin đầu hàng. Lệ Khuynh Thành cũng vẫy tay nói. Người có kỹ năng cao siêu, đôi khi cũng phải gặp may mới có được. Đến bây giờ em mới hiểu được câu nói này nghĩa là gì. Có một số việc đúng là không thể miễn cưỡng mà thành được. Ánh mắt nàng bỗng nhiên sáng rực lên, nhìn vào Tần Lạc túm tỉm cười nói, nếu anh đã nói là muốn sắp xếp những việc này cho tốt trước khi đi, thì chắc chắn là anh đã nghĩ ra lời quảng cáo rồi phải không?
đúng là có nghĩ ra một cái. Hai người xem có được không nhé? Tần Lạc nói. Được, anh mau viết ra đi. Trần Tư Tuyền nhảy dựng người dậy đi tìm giấc bút để Tần Lạc viết ra những gì mình nghĩ. Để anh đọc đi, anh thấy là đọc thì có cảm giác hơn. Tần Lạc nói. Được, đọc cũng được. Lệ Khuy Ri Thành nói, bọn em rửa tay lắng nghe đây. Tần Lạc cười cười, ngượng ngùng nói, đây chi là bản nháp thôi, nghĩ mấy ngày rồi mới nghĩ ra. Nếu không được thì chúng ta lại nghĩ tiếp cái khác, chỉ có điều là anh không có quá nhiều thời gian đâu. Mấy ngày này thực sự là quá bận. Đọc đi, Lệ Yêu Tinh lộ cả mông trước mặt anh còn không thấy ngượng thì anh ngượng cái gì chứ? Đúng đấy, Lệ Khuynh Thành nở nụ cười quyến rũ gật đầu nói, anh thì có lúc nào mà em chưa thấy đâu. Ở bên cạnh hai người phụ nữ này, Tần Lạc đúng là cảm thấy ăn không tiêu nổi, khẽ e hèm vài cái để lấy giọng rồi cố tình dìm thấp giọng xuống cho khàn đi. Hôm sinh nhật, mình mở hộp quà mà anh ấy tặng Ray cầm dưỡng Kim Dũng. Câu đầu tiên rất bình thường, nên hai người đều không thèm để ý, đợi cho Tần Lạc tiếp tục biểu hiện. Từ đó, hộp phấn đó vẫn luôn ở bên cạnh mình. Mỗi lần nhìn thấy nó lại giống như đang nhìn thấy nụ cười của anh vậy. Mỗi một lần mình chạm vào nó thì đều cảm nhận được sự dịu dàng, trìu mến đến tỉ mỉ của anh. Mình không bao giờ cất nó đi cả, mà luôn dùng đến nó. Đối với mình mà nói, thì nó không phải là thứ quý giá nhất, mà chỉ là một phần trên cơ thể của mình mà thôi. Tần Lạc sau khi đọc xong thì ngước mắt lên nhìn Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền với ánh mắt đầy mong đợi. Không có lấy một nụ cười kinh ngạc, không có lấy một tràng pháo tay, thậm chí đến một lời khen ngợi cho phải phép cũng không có. Hai người ngồi yên ở đó không nhúc nhích cũng không nói câu gì, chẳng biết là đang nghĩ gì nữa. Không sao, có thiếu sót gì thì hai em cứ đưa ra ý kiến đi. Chúng ta cùng sửa xem sao, nếu thực sự không được nữa thì đổi một cái khác cũng được mà. Tần Lạc cười nói, hắn vẫn nghĩ là hai người này chắc sợ làm mất mặt hắn nên không nhẫn tâm phủ định ngay ý tưởng của hắn. Nhưng ngạp thường bọn họ cũng đâu phải là những phụ nữ nhân từ như vậy đâu chứ. Nó có tên là gì? Cuối cùng thì Lệ Khuy Ti Thành cũng nhìn vào Tần Lạc lên tiếng. Tên là, nếu hai người thấy không được thì chúng ta cũng có thể đổi lấp một cái tên khác. Tần Lạc cũng chẳng hề tin tưởng vào kỹ năng chơi chữ của mình, hoàn toàn là dựa vào cảm giác cá nhân của bản thân mà thôi, chính vì vậy mà hắn chẳng biết phải phân biệt cái mà mình nghĩ ra là tốt hay không tốt nữa. Chưa phải là đáng quý nhất, chưa phải là đáng quý nhất. Chỉ là một phần của cơ thể tuyệt thật. Hay quá, Trần Tư Tuyền lẩm bẩm nói. Tần Lạc nhìn vào Trần Tư Tuyền hỏi, em cho là cũng tạm được phải không? Cổ thực là rất được là đằng khác. Hay quá đi. Trần Tư Tuyền xúc động đến khua chân múa tay, sau đó vồ đến bên người Tần Lạc rồi hôn luôn lên má hắn đánh chụt một cái. Khi Tần Lạc vẫn còn sững người ra thì Lệ Khuynh Thành đã ở bên cạnh nói bóng nói gió rồi. Vừa rồi người ta bảo là cho mượn mà chơi thì lại giả bộ chối từ. Bây giờ thì lại tự mình chủ động dâng lên tận miệng. Đồ yêu tinh chết dẫm này, mình đây chỉ là cổ vũ anh ấy thôi mà. Trần Tư Tuyền giơ chân ra đạp vào Lệ Khuy Ti Thành một cái rồi nói tiếp. Đừng có dùng cái ý nghĩ đen tối của cậu để bôi nhọ tình cảm thuần khiết giữa mình và anh ấy. Lệ Khuynh Thành vội né sang một bên, hai tay ôm lấy tay Tần Lạc, dùng bộ ngực đẫy đà của mình trà sát vào cánh tay hắn rồi nũng nịu nói, chồng yêu. Tư Tuyền đạp em kìa, anh đánh vào mông cậu ấy cho em đi. Chồng yêu. Tần Lạc vừa nghe thấp cái từ xưng hô nạp thì bên trên lẫn bên dưới đều ướt nhẹp ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ướt ở bén trên là mũi, còn ướt ở bên dưới là Lệ Khuynh Thành muốn cho Trần Tư Tuyền mượn chàng trai này. Người phụ nữ này đúng là yêu tinh, chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi mà đã khiến cho cơn dục vọng trong người của người ta trào dâng sôi sục rồi. Chương 754, bắn một phát lại đổi một nơi. Phụ nữ ở trên thế giới này thì nhiều vô kể, nhưng chỉ dùng một câu mà có thể khiến cho người ta phải ướt hết như thế thì đúng là rất hiếm. Không còn nghi ngờ gì. Lệ Khuynh Thành chính là một trong những con số hiếm có đó. Lệ Khuynh Thành vừa mới nói xong thì liền rúc vào lòng Tần Lạc cười hô hố. Bàn tay nàng vô tình sờ vào phần bên dưới của Tần Lạc, thì lập tức cảm nhận được sự sung sức của hắn. Nàng cũng chẳng thèm để ý có Trần Tư Tuyền đang ở đây, vỗ vỗ lên trên đó một cái rồi nói, cậu nhỏ. Cậu định làm gì thế? Tần Lạc cố gắng gượng không nói ra chữ làm, mà đưa ly rượu lên uống cạn một hơi. Rồi vội vàng chuyển chủ đề khác, nói, em thấy thế nào? Ý tưởng quảng cáo này có được không? Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc hỏi,
ý tưởng này là do anh tự nghĩ ra à? Ừ, Tần Lạc gật đầu, ý tưởng này được hắn tìm thấy từ trên người của Lâm Hoán Khê. Tết năm ngoái, Lâm Hoán Khê đi cùng Tần Lạc về Dương Thành, trong lúc Tần Lạc dẫn Lâm Hoán Khê và Bối Bối đi dạo phố thì nhìn thấy một đôi kẹp tóc hình con bướm ở Trạng Nguyên Phường vô cùng đẹp mắt. Bối Bối cũng thích nó lắm, Tần Lạc liền mua đôi kẹp tóc này cho hai mẹ con mà còn hơn cả hai mẹ con này. Không biết từ bao giờ Bối Bối gọi Tần Lạc và Lâm Hoán Khê là cha mẹ. Dịch giả dịch theo hướng của tác giả nên từ các chương sau. Bối Bối đều xưng con với hai người, và ngược lại. Vì tóc của Bối Bối ngắn nên rất ít khi dùng nó. Nhưng Lâm Hoán Khê thì khác, chỉ cần nàng trải một kiểu đâu thích hợp là nhất định sẽ đeo chiếc kẹp tóc rẻ tiền đó lên. Tần Lạc thấy vậy thì vô cùng cảm động, điều đó đã cho hắn nguồn cảm hứng nghĩ ra kiệt tác này. Đứng trước tình yêu và ngọc ngà châu báu thì có lẽ rất nhiều phụ nữ sẽ chọn ngọc ngà châu báu. Nhưng nếu có vật gì có thể đại diện cho tình yêu thì bọn họ sẽ xê xu thế thích cái đó hơn. Vì vậy mà rất nhiều công ty vàng bạc châu báu đều thích dùng những tên quảng cáo như đá quý là vĩnh viễn, một viên mãi lưu truyền, hay để nó chứng kiến tình yêu của chúng ta, v.v. để mê hoặc phái nữ sắm những thứ đồ không hề rẻ tiền chút nào này. Anh từng nói với em là anh chưa học qua đại học phải không? Lệ Khuynh Thành nhìn vào mặt Tần Lạc hỏi. Anh không đến trường học, mọi kiến thức đều là ông nội và cô anh dạy tại nhà cho. Tần Lạc cười nói, vì thể chất của hắn không tốt, nên hắn không thể đến lớp học như những đứa trẻ khác được, cho nên việc giáo dục hắn đều do một người không công ăn việc làm gì là ông nội hắn và một cô học sinh như cô hắn truyền thụ cho. Cô Tần Lam của hắn cũng chỉ hơn hắn có vài tuổi, cứ mỗi lần học được thứ gì ở trường là lại lập tức về nhà dạy cho hắn. Vì vậy mà tình cảm Tần Lạc dành cho Tần Lam cũng vô cùng sâu sắc. Thật là lợi hại, Trần Tư Tuyền nhìn Tần Lạc với vẻ mặt khâm phục, nói, không biết trong đầu anh rốt cuộc là có gì nữa, không những nắm trong tay y thuật hơn người, mà còn biết làm quảng cáo, lại biết diễn xuất nữa ai, có một người đàn ông như anh thì những người khác phải biết sống thế nào cho phải đây. Anh cũng không biết phải làm sao mới phải, Tần Lạc tự kiêu nói, sinh ra đã là như vậy rồi. Mặt anh dày thật, Trần Tư Tuyền lườm hắn một cái rồi hờn dỗi nói. Có điều là cái sáng kiến về quảng cáo này quả là rất tuyệt. Ước chừng cái quảng cáo này mà quay xong thì chắc là tất cả những phụ nữ đến ngày sinh nhật đều sẽ yêu cầu người đàn ông của mình mua cho mình sản phẩm của chúng ta làm quà mất. Đây chính là cái mà người ta thường nói là xác định địa điểm và thời gian mà tung ra phải không? Không phải xác định địa điểm và thời gian để tung ra, mà là tung ra đúng lúc. Lệ Khuynh Thành cười nói. Như thế này thì sẽ khóa chặt luôn sản phẩm của chúng ta vào ngạp sinh nhật của người phụ nữ. Làm gì có người phụ nữ nào lại không có ngày sinh nhật chứ? Đúng đấy, khi nghe thấy Tần Lạc đọc đến đoạn, thì mình còn muốn đến ngày sinh nhật của mình có một người đàn ông tặng mình một hộp kem dưỡng Kim Dũng làm quà cơ đấy. Bảo Tần Lạc tặng cậu ấy, Lệ Khuynh Thành tiếp lời nói. Được, được, chỉ cần cậu không ghen là được rồi. Trần Tư Tuyền cố tình nói tiếp. Chẳng thể phân biệt được lời nói nào là thật, lời nói nào là đùa cả. Muốn hiểu được hàm ý trong câu nói của một người phụ nữ thì quả là một việc không dễ dàng gì. Lệ Khuynh Thành nhìn Trần Tư Tuyền đầy ngụ ý, nàng cũng không cố ý muốn vạch trần những lời thô lỗ của Trán Tư Tuyền ra, bèn nói, như thế này thì chúng ta có thể làm một series quảng cáo rồi. Kỳ đầu tiên thì chúng ta nhằm vào ngạp sinh nhật của người phụ nữ. Kỳ thứ hai thì chúng ta nhằm vào những người phụ nữ đã kết hôn. Còn kỳ thứ ba thì chúng ta nhằm vào những người phụ nữ có bầu và sinh con để làm quảng cáo. Đúng đó, phụ nữ kết hôn rồi thì cần phải trang điểm cho thật đẹp. Sau khi sinh con thì cần phải hồi phục dáng vóc và diện mạo như ngày trước, như thế thì phải cần đến đồ trang điểm hoàn toàn tự nhiên, không thêm bất kỳ gia liệu gì vào của chúng ta, sau đó thì lại cho thêm phụ nữ mãn kinh một cái quảng cáo nữa. Ôi, thế thì tất cả phụ nữ đều sẽ trở thành khách hàng tiềm năng của chúng ta. Trần Tư Tuyền xúc động nói. Phụ nữ thời kỳ mãn kinh cũng cần sao? Tần Lạc trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Anh thì hiểu cái gì chứ? Lệ Khuynh Thành vỗ vào đùi Tần Lạc một cái rồi nói, đến cả bà cụ 80 tuổi cũng yêu thích cái đẹp nữa là. Danh ngôn của đàn ông là sống đến già, học đến già, còn chuẩn mực cuộc sống của một người phụ nữ thì là sống đến già. Đẹp đến già, một ngày không đẹp cũng không được. Tần Lạc đột nhiên hiểu ra vấn đề. Trên thế giới này còn có sinh vật nào đáng sợ hơn người phụ nữ mỗi tháng chảy máu 5 lần mà vẫn bình yên vô sự đây? Tần Lạc, anh vẫn làm diễn viên nam chính phải không? Trần Tư Tuyền nghĩ ngợi một lát rồi đưa ra câu hỏi mà mình quan tâm nhất. Anh sợ không kịp đâu, Tần Lạc chối từ nói.
hắn thực sự cảm thấy mình không có sở trường diễn kịch, hắn luôn cảm thấy diễn xuất của mình cứng ngắc. Không đâu, cũng không biết Lệ Khuynh Thành vô tình hay cố ý mà nàng dập tan luôn cái ý niệm chối từ của Tần Lạc, nói, lời quảng cáo đã có rồi, ngày mai sẽ đi tìm Kim Nước Thụy để chuẩn bị, ngày kia quay luôn hai người đã từng hợp tác với nhau rồi, cũng có chút kinh nghiệm, vì vậy mà chắc chắn là chỉ cần một vài lần là sẽ ổn cả thôi. Còn những thứ về sau thì anh không phải lo đâu, cứ để đó cho bọn em làm là được rồi. Tiếp đó nàng lại cười hô hố, nói, cái quảng cáo này quá tuyệt, em thực sự là không muốn người đàn ông khác đến diễn. Mình cũng có cảm giác như vậy đấy, Trần Tư Tuyền nói. Chỉ có anh Tần của cậu tặng quà cho cậu thì cậu mới vui lòng phải không? Bị cậu đoán trúng rồi. Sau khi nghe hai người bọn họ cười đùa công kích nhau một hồi, rồi lại bàn bạc thêm với họ về những chi tiết cụ thể và những việc sau khi kết thúc quay quảng cáo thì cũng đã là 3 giờ sáng rồi. Trần Tư Tuyền ngáp dài một cái rồi nói, em mệt rồi, đi ngủ trước đây. Anh và Lệ Yêu Tinh muốn làm gì thì cứ làm đi. Nói rồi, nàng liền đứng thẳng người dậy rồi mơ mơ màng màng tiến đến bên chiếc giường. Anh không về nữa chứ? Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc với đôi mắt long lanh mọng nước. Tần Lạc giả bộ rút di động ra xem giờ, rồi nói, cũng hơn 3 giờ sáng rồi, không về nữa. Bây giờ mà về thì cũng chi làm phiền người khác nghỉ ngơi thôi. Anh chỉ lo là quấy rầy chị ấy ngủ, thế không lo quấy rầy em ngủ à? Chúng ta có thể không ngủ mà. Tần Lạc tủm tỉm nhìn Lệ Khuynh Thành với ánh mắt dâm đãng nói. Lâu lắm rồi không có hoạt động trên giường gì với Lệ Khuynh Thành rồi, quả là rất nhớ sự phóng túng, buông thả, điên cuồng đến khác người và không biết đến bao giờ mới chịu hết của nàng. Đau nhưng mà vui, mệt nhưng mà sướng. Không ngủ thì chúng ta làm gì? Lệ Khuynh Thành liếm đôi môi mình một cái, sau đó đưa tay ra vẽ thành đường lên đùi của Tần Lạc. Em muốn làm gì? Toàn thân Tần Lạc bắt đầu nóng lên từng đợt. Người phụ nữ này lại bắt đầu quyến rũ người ta rồi. Em muốn, Lệ Khuynh Thành cắn môi nói. Tần Lạc bắt đầu cảm thấy xúc động đến mức không làm chủ được mình. Toàn thân nóng bừng như sắp đốt cháy lên vậy. Đi tắm đi, Lệ Khuynh Thành nhỏ giọng nói. Tần Lạc nhìn Trần Tư Tuyền đang nằm ngủ trên giường nói, ở đây không tốt lắm thì phải. Ai bảo là ở đây chứ? Thế thì ở đâu? Đồ ngốc, anh tắm xong đi rồi em nói cho anh biết. Lệ Khuynh Thành nói, đợi sau khi Tần Lạc chui vào trong nhà vệ sinh, thì Lệ Khuynh Thành liền bò lên chiếc giường mà Trần Tư Tuyền đang ngủ. Cưng yêu, tối nay cưng phải nằm một mình một giường rồi. Lệ Khuynh Thành ôm lấy eo của Trần Tư Tuyền nói, đi đi, hai người đi cho xa vào nhé, đừng có mà đánh thức mình dậy đấy. Trần Tư Tuyền đẩy Lệ Khuynh Thành ra, cười nói, cậu thực sự là không muốn sao, có cần đại gia sướng rồi thì vứt cho cậu nghịch chút không? Mình thèm vào, mình buồn ngủ lắm rồi, không có hơi sức đâu mà chơi đùa với hai người. Trần Tư Tuyền nói, hai người không phải là định làm luôn trong phòng này đấy chứ. Cậu có muốn nghe không? Không. Thế thì mình sẽ dẫn anh ấy qua phòng bên rồi làm thịt. Tần Lạc hào hứng đi tắm cho sạch sẽ, rồi mặc bộ đồ ngủ mà Lệ Khuynh Thành đã chuẩn bị cho từ trước, sau đó thì bước theo chân của Lệ Khuynh Ti Thành sang phòng VIP bên cạnh một cách ngoan ngoãn như thể hắn là con thỏ con đi theo sự dẫn dắt của sói vậy. Phòng VIP nạp được dùng làm phòng thẩm mỹ cho hội viên, có một chiếc giường và một phòng tắm riêng. Mặc dù điều kiện có phần đơn sơ, nhưng đủ để cho đôi nam nữ người đang nóng bừng bừng này muốn làm việc mà họ muốn. Một trận phong ba bão táp cuối cùng cũng qua đi, hiện giờ trong căn phòng này được bao trùm bởi một lớp mùi dày đặc của hormone. Lệ Khuynh Thành nằm áp đầu lên ngực Tần Lạc, dịu dàng nói, lần đi Thụy Điển nạp có nguy hiểm không? Không đâu, Tần Lạc nói, Philip mời đến mà, có chuyện gì thì anh ta nên giúp anh xử lý chứ tất nhiên là nếu anh ta mà biết quan hệ giữa em và anh lại thân mật như vậy thì có lẽ anh ta sẽ tìm sát thủ giết anh cũng nên. Philip thích Lệ Khuynh Thành thì ai cũng biết, vì vậy mà Tần Lạc mới lấy cái này ra để đùa nàng. Có cần em đi cùng anh? Không, Lệ Khuynh Thành nói. Em có thời gian không? Tần Lạc hỏi lại. Lệ Khuynh Thành nghĩ một lát rồi nói, đúng là không có thật. Thời gian sau này sẽ rất bận, cố gắng đánh một trận thắng tiếp trong năm nay, như thế thì việc chúng ta mua lại PNG sẽ chẳng còn gì là xa lắm nữa. Thế thì em cứ bận việc của em đi, anh là trường đoàn đoàn đại biểu, vì vậy mà sẽ chọn một đội tinh anh đi cùng anh. Tần Lạc ôm chặt lấy Lệ Khuynh Thành nói, đây là một bảo bối mà ông trời ban tặng cho hắn. Không đem theo người phụ nữ nào đi cùng sao? Lệ Khuynh Thành giả bộ không đếm xỉa gì hỏi.
Tần Lạc biết là những việc như thế nạp sẽ không giấu nổi nàng, chưa biết chừng đến lúc nào đó giới báo chí cũng sẽ đăng tải, vì vậy mà hắn liền thành thật nói, anh sẽ đem theo Tô Từ, em gặp cô ấy rồi chứ? Gặp rồi, Lệ Khuynh Thành đáp lại, sau đó bỏ dậy cắn vào cái đó của Tần Lạc một cái. Á, đau, Tần Lạc hít một hơi thật sâu, gào lên. Người ta bắn một chỗ thì đổi một nơi khác, Lệ Khuynh Thành lại bò lên người Tần Lạc, bộ tóc dài đen óng buông xuống lồng ngực hắn, nói, anh thì bắn một pháo đổi một người phụ nữ. Chương 755, Long tức nhị đương ra. Ngày trước Long Vương sáng nào cũng thức dậy từ sớm chống gậy đi liền mấp vòng luyện cảm giác ở tay, đồng thời luyện luôn chi giác nửa thân thể bên dưới của ông nữa. Nhưng từ khi Tần Lạc tặng ông bản chép tay dấu bé đạo ra thập nhị đoạn cẩm dấu lớn, thì ông liền thay đổi luôn phương thức luyện tập của mình. Hiện giờ ông đang luyện đến đoạn cẩm thứ 6, bế khí trà sát cho tay nóng lên. Hít một hơi thật sâu, sau đó ngưng lại, không thở ngay ra, đồng thời hai tay trà sát vào nhau cho nóng lên, sau đó nhanh chóng trà sát vào, tinh môn, ở phía sau lưng, vừa trà sát vừa thở ra. Cứ luyện tập như vậy liên tục trong 62 lần. Làm xong thì thu tay nắm chặt lại. Chiếc cổng gỗ của tiểu viện được người ta đẩy ra mà không phát lên một tiếng động nào. Một người mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới đứng bên cạnh Long Vương mà không nói câu gì. Long Vương sau khi luyện xong toàn bộ rồi thì mở mắt ra nhìn Ly nói, lại có chuyện gì xảy ra vậy? Vì ông biết rằng, nếu không có chuyện gì xảy ra thì sẽ chẳng có ai dám đến đây làm phiền ông luyện tập vào lúc này. Trong lúc ông luyện công thì cũng là lúc những thành viên khác trong Long Tức đang luyện tập, nếu trong lúc này mà bọn họ đến lượn lờ trước mặt ông thì không phải đã chứng minh rằng bọn họ đang lười biếng đó sao? Đây là việc mà Long Vương không thể chịu đựng được nhất. Có người từ bộ quân đội tới, Ly nói. Là do việc Tần Lạc dẫn tên danh đó về đây à? Con không rõ, Ly nói, anh ta muốn gặp cha. Người đến đây là ai? Liễu Ngôn Trung, Ly nói ra một cái tên mà Long Vương vô cùng quen thuộc. Thì ra là cậu ta, Long Vương cười lớn nói. Tần Dã Hầu quả là một lão hồ ly, biết ta ưa nhu mà không ưa cương, thế là ông ta liền bảo tên này đến. Bảo cậu ta vào đây. Ly quay người đi ra ngoài. Chỉ một lát sau nàng đã dẫn theo một người đàn ông to cao lực lưỡng, khôi ngôi tuấn tú đi vào bên trong. Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, mắt to mày rậm, miệng rộng, mặt chữ điền, thoạt nhìn là biết đây là một nhân vật rắn giỏi hơn người. Anh ta mặc trên người một bộ đồ rằn di, đi ủng cao cổ, trên người không có thêm bất kể một thứ đồ trang sức gì khác để có thể biết được cấp bậc của anh ta trong quân đội. Người đàn ông trung niên bước thẳng đến trước mặt Long Vương, rồi chào ông đúng theo nghi lễ trong quân đội. Long Vương nhìn ông ta cười hề hề nói, đến đúng lúc lắm. Ăn sáng với tôi nhé. Thưa, vâng, Liêu Ngôn Trung đáp lại một cách sảng khoái. Anh ta nhìn vào mắt Long Vương với lòng tôn kính và ngưỡng mộ. Cô y tá bày ra một chiếc bàn gỗ nhỏ dưới mái hiên, trên bàn đã có sẵn cháo trắng, màn thầu cùng với những đồ ăn khác nữa. Liễu Ngôn Trung đẩy chiếc xe lăn của Long Vương đi ra đó. Sau đó mới quay ra nói với Ly, Tiêu sư muội cùng ngồi xuống ăn đi. Tôi đã ăn rồi, nói dứt lời, Ly liền quay người rời đi. Ha ha, tính tình vẫn vậy, Liêu Ngôn Trung cười lớn. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Long Vương cười hề hề nói. Ngôn Trung năm nay lại có thể bước thêm một bước nữa rồi phải không? Chỉ là có hướng như vậy, nhưng vị trí đó có khá nhiều người cạnh tranh, cuối cùng thuộc về ai vẫn còn chưa rõ nữa. Liễu Ngôn Trung thẳng thắn nói, vì anh ta biết, ở trước mặt ông già này. Anh ta chẳng cần phải khách sáo làm gì, lại chẳng cần thiết phải nói dối. Vì bọn họ là người một nhà. Nếu cậu vẫn thấy ông già này còn có tác dụng thì tôi sẽ gọi điện cho lão Hách nói giúp cậu một câu. Cậu thấy thế nào? Long Vương hỏi. Cảm ơn thủ trưởng, Liễu Ngôn Trung cảm kích nói. Lão Hách là người cầm đầu trong quân đội, có quyền quyết định trực tiếp trong việc bổ nhiệm nhân sự trong quân đội. Nếu Long Vương mà đồng ý gọi điện thoại cho ông ấy thì cơ hội thành công của việc này gần như là 80% rồi. Trong hệ thống quân đội, chẳng có ai dám vuốt mặt mà không nể mũi Long Vương. Long Vương phất tay nói, không phải tôi giúp cậu cướp quyền đoạt lợi. Năng lực của một người càng lớn, thì trách nhiệm cũng càng lớn. Cậu đứng càng cao, nhìn xa hơn thì những việc phải làm lại càng nhiều. Cậu có hiểu ý của tôi muốn nói không? Vâng, nhất định sẽ không phụ lòng thủ trưởng. Liêu Ngôn Trung bảo đảm nói. Long Vương cười lên vì vui sướng. Ông khá là tin tưởng đổi với một cánh tay đắc lực mà mình một tay nâng đỡ lên này. Long Vương tung hoành thiên hạ,
Chẳng lẽ chỉ là một người lúc nào cũng cậy quyền cậy thế hay sao? Nói đi, lần này đến viện điều dưỡng là có chuyện gì? Long Vương vừa bưng bát cháo trắng lên húp một miếng vừa cầm đũa gắp thêm một cái màn thầu rồi cho vào miệng nhai, nói. Liễu Ngôn Trung thực ra trước khi đến đây đã ăn sáng rồi, nhưng anh ta chưa bao giờ từ chối việc mà Long Vương bảo anh ta làm. Vì vậy mà cũng đưa tay bưng bát cháo lên húp sùng sụp. Có phải tiểu sư muội đã đem một tên họ Tần về đây không ạ? Liễu Ngôn Trung sau khi thấy Long Vương hỏi vậy thì lên tiếng nói. Không sai, Long Vương gật đầu nói. Bọn họ tìm cậu đến đây để nói giúp à? Vâng, Liễu Ngôn Trung nói, bọn họ biết chỗ ở của em, nên đã tìm đến chỗ em. Long Vương nuốt ngụm cháo đánh ực một cái nói. Tần Dã Hồ vẫn không muốn trở mặt với tôi, nên đã tìm một người trung gian là cậu đến đây làm hòa hoãn tình huống xuống, vừa có thể đưa người đi. Lại chẳng đắc tội với ai cả, ông ta quả là cẩn thận thật. Ý trong bộ của cậu thế nào? Cho dù không tán thưởng phong cách làm việc của Tần Dã Hồ, nhưng Long Vương lại rất khâm phục tính nhẫn nhịn của ông ta. Hôm qua đã đích thân đến đây xin gặp bị từ chối, vậy mà ông ta không những không nổi giận lôi đình hay có bất kể thái độ. Hành vi gì quá khích, mà còn tìm một thủ hạ thân mật của mình đến đây để đòi người nữa. Liễu Ngôn Trung được coi như là nửa người của Long Tức. Ngày trước là thành viên trong đội dự bị, trong đợt sát hạch để trở thành viên của Long Tức thì vì lý do thân thủ nên đã bị loại. Nhưng Long Vương lại xem trọng khả năng chỉ huy tại chỗ và cái nhìn đại cục của anh ta, nên đã tiến cử anh ta cho bên quân đội. Vì năng lực của anh ta xuất chúng, lại có người đứng sau là Long Vương, nên rất nhanh đã có thể thăng quan tiến chức, hiện giờ đã là tướng lĩnh cấp trung trong quân đội rồi. Ý của vạn phó bộ là nếu điều tra mà không như sự thật thì hãy thả tên danh đó ra. Liễu Ngôn Trung nói, cái này thì tôi vẫn chưa thể đồng ý với cậu được. Long Vương nói. Liễu Ngôn Trung chẳng cảm thấy lạ gì với việc này, vì nếu bên bộ quân đội nói gì mà Long Vương liền nghe ngay thì ông ta đã không phải là Long Vương rồi. Con rồng lớn này, đôi khi cố chấp đền độ khiến người ta phải dậm chân dậm tay vì giận dữ, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Ai bảo ông là Long Vương cơ chứ? Ai bảo ông là thần trong quân đội chứ? Ai bảo ông ta là thần giữ nhà của Trung Quốc chứ? Anh ta rút một miếng giấy trong túi mình ra, nói. Đây là tờ đơn loạt thiết bị kỹ thuật mà Tần Dã Hồ tặng cho viện điều dưỡng, hơn nữa ông ta còn hứa rằng, phí tu dưỡng cả năm nay của viện điều dưỡng sẽ do tập đoàn Tần Thị chịu trách nhiệm hết. Long Vương không giơ tay ra tiếp lấy tờ giấy đó mà chỉ liếc mắt nhìn lên đó cái rồi nói, một khoản tiền khá lớn đấy. Ý của Long Vương là, tôi chẳng có ý gì. Long Vương nói, đi tìm tiểu sư muội của cậu đi, việc này là do mấy người chúng nó làm, đi hỏi xem ý của nó là gì đi. Tiểu sư muội, Liễu Ngôn Trung cười khổ, anh ta thà nói chuyện với Long Vương, cũng không muốn tiếp xúc với cô tiểu sư muội tính tình kỳ quái này. Bị nàng cãi cho vài câu là chẳng ai chịu nổi rồi. Nhưng hiện giờ phải nhờ đến người ta, không thể không đi. Vậy để em thử đi xem sao, nếu không được thì xin thủ trưởng hãy nói giúp vài câu. Long Vương cười đáp lại, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nó cũng chẳng dám có quyết định gì đâu. Việc này vẫn phải hỏi ý kiến của tên tiểu tử Tần Lạc kia mới được. Tất nhiên là Long Vương sẽ không nói những lời này ra. Vì ông không muốn người bên ngoài biết rằng có những việc ở Long Tức vẫn phải dựa vào một thành viên không chính thức của Long Tức đưa ra quyết định. Vì tối hôm qua mà không phải, đáng lẽ ra là sáng sớm hôm nay Tần Lạc và Lệ Khuynh thành chiến với nhau đến mấy hiệp lận. Lượng vận động quá lớn, nên khi tỉnh dập thì mặt trời đã lên cao ngất ngưởng từ lâu rồi. Sau khi kéo chiếc rèm cửa sổ dày cộp ra thì ánh sáng từ bên ngoài lập tức đổ tràn vào bên trong, chiếu lên người Tần Lạc khiến cho hắn nóng bừng hết lên. Và cũng khiến cho những vết cắn trên vai, ngực hay ở cánh tay của hắn rõ ràng trông thấy. Hắn bị cú gọi của Ly làm cho tỉnh giấc, nói rằng bên bộ quân đội có người đến đây muốn đưa Tần Tung Hoành đi từ sớm, hỏi xem Tần Lạc định xử lý thế nào. Tần Lạc cười thầm, cứ như là mình là người phụ trách của Long Tức vậy. Mấy người có ý kiến gì? Tần Lạc hỏi. Chúng tôi chẳng có ý kiến gì cả. Ly thờ ơ nói. Tần Lạc cùng quen với thái độ của nàng đổi với hắn, bèn nói, thế thì thả anh ta ra đi. Chắc chắn. Chắc chắn, Tần Lạc nói, bên bộ quán đội từ sáng sớm đã có người đến để đòi người, điều đó chứng minh rằng nhà họ Tần đã làm xong công tác qua lại với các nhân vật lớn rồi. Hơn nữa nhà họ Tần còn là nhà đi lên từ Trinh Trị. Quan hệ trong ngoài vô cùng thâm hậu. Nếu không có bằng chứng gì xác thực thì ngay đến cả một người như Long Vương cũng chẳng thể giữ một tên có chỗ dựa vững chắc thế này ở lại cả.
Tít tít. Từ đầu dây bên kia truyền lại tiếng tít kéo dài, Ly chẳng thêm chào hỏi câu gì đã cúp máy rồi. Tần Lạc cũng không để ý gì đến việc này, sau khi cất điện thoại đi rồi thì hắn mới phát hiện ra thân hình mỹ miều gợi cảm của Lệ Khuynh Thành đã không còn trên chiếc giường thẩm mỹ tự lúc nào rồi. Từ trong nhà tắm truyền ra ngoài tiếng nước xối xả, rõ ràng là Lệ Yêu Tinh đã đi thu dọn vết tích mà cuộc chiến đêm qua để lại. Tần Lạc nhìn vào chỗ đó đã khô không khốc như vảy cá của mình thì tiện tay đẩy luôn chiếc cửa kính bước vào trong cùng. Thân hình trần trùng trục của Lệ Khuynh Thành lõa lồ trước mặt Tần Lạc. Mái tóc dài buông xõa sau lưng, bầu ngực phồng phao, bờ eo thon gọn, cặp mông ướt át. Những giọt nước dội ào ào lên thân thể của nàng, như thể đội vào một chiếc gương có tính đàn hồi vậy, phát ra những âm thanh vui tai. Chỉ với một bóng hình như vậy thôi cũng đủ làm cho toàn thân Tần Lạc nóng như lửa đốt. Lệ Khuynh Thành sau khi nghe thấp có tiếng gì đó phát ra từ đằng sau mình thì quay lại kéo Tần Lạc đứng dưới vòi nước, sau khi giúp hắn làm ướt toàn thân rồi thì nàng bắt đầu bôi sữa tắm lên người cho hắn. Tần Lạc rên lên từng hồi vì dễ chịu, hắn lại bắt đầu có tư tưởng bậy bạ. Liền giơ tay lấy sữa tắm định giúp nàng mát xa toàn thân. Lệ Khuynh Thành đang giúp hắn rửa đến đùi thì phát hiện ra hắn lại bắt đầu nghĩ bậy bạ, thì đưa tay vỗ luôn lên cậu nhỏ đang cứng đờ của Tần Lạc nói, nếu vẫn còn không thật thà một chút, thì em sẽ cắn nó đi đấy. Cái! Tần Lạc lại nóng hết cả người lên, thiếu chút nữa thì lại muốn nàng dí sát mình vào tường để dâm dê lần nữa. Người phụ nữ này còn muốn cho người khác sống hay không đây? Bọn em hôm nay chuẩn bị làm những việc gì vậy? Tần Lạc hỏi. Tất nhiên là phương án tuyên truyền rồi. Ăn cơm xong em sẽ gọi cho Kim Đức Thụy, bảo ông ta đến đây thương lượng một chút, xem liệu có thể quay ngay trước khi anh đi Thụy Điển hay không, đừng có động đậy, mau tắm cho nhanh đi, Tư Tuyển chắc là dậy rồi đấy. Lệ Khuynh Thành vừa mới dứt lời thì từ ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc. Chương 756, sự khác biệt giữa người đẹp và giai nhân. Khi Tần Lạc mặc xong quần áo rồi ra mở cửa thì Trần Tư Tuyền đã không còn ở đó nữa. Cô ấy đi rồi, Tần Lạc quay vào nói với Lệ Khuynh Thành. Chắc là về phòng rồi, chúng ta cũng mau qua đó xem sao. Nhân viên cũng sắp đi làm rồi, Lệ Khuynh Thành nói, sau đó nàng dùng một chiếc khăn sạch bao đầu mình lại. Rồi cứ mặc mỗi bộ đồ ngủ đó quay trở lại phòng làm việc kiêm phòng ngủ của mình. Thân hình uyển chuyển cùng cặp mông đầy đặn của nàng lắc lư theo nhịp bước đi, quyến rũ vô cùng. Tần Lạc đột nhiên thấy mình thật là may mắn, may mà mình không phải ngày nào cũng sống bên cạnh nàng, nếu không thì e rằng chắc sẽ giống với vị hoàng đế phong lưu, từ giờ trở đi không lên triều nữa rồi. Trần Tư Tuyền đang ngồi ở bàn làm việc và dùng máy vi tính của Lệ Khuynh Thanh chơi điện tử. Thấy hai người bước vào phòng thì cố ý làm ra vẻ tức giận, nói, hai người thật là quá đáng quá đấy, không để cho người ta ngủ à. Đêm hôm khuya khoắt mà còn nghe thấy hai con mèo hoang kêu điếc hết cả tai. Mặc dù Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành mây mưa với nhau ở ngay phòng kế bên, nhưng hiệu quả cách âm của căn phòng này vô cùng tốt, hơn nữa Lệ Khuynh Thành còn cố kìm nén tiếng kêu của mình lại, vì vậy mà Trần Tư Tuyền không thể nghe thấy gì được mà cho dù có kêu lên thì cũng không đến mức điếc hết cả tai, như nàng nói. Tần Lạc còn đang nghĩ xem dùng lý do gì để giải thích, thì Lệ Khuynh Thành đã phản kích lại rồi, nguyên nhân mà cậu không ngủ được không phải vì bọn mình ồn quá, mà là vì một con mèo cái như cậu đang đến thời kỳ hồi xuân mà lại không có con mèo được nào nằm bên cạnh phải không? Nàng đẩy Tần Lạc một cái rồi nói với Trần Tư Tuyền, những lời tối qua mình nói với cậu vẫn có hiệu nghiệm đó. Nếu cậu muốn thì mình cho cậu mượn dùng đấy. Trần Tư Tuyền nhìn Tần Lạc tủm tỉm cười. Giảo hoạt nói, anh ấy mệt cả đêm rồi còn dùng được nữa không? Tần Lạc rất muốn gào lên rằng, anh có thể, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì hắn đúng là cũng có phần oải thật rồi. Thấy điệu bộ bối rối của Tần Lạc thì hai người phụ nữ liền nhìn nhau rồi phá lên cười. Chẳng có việc gì nhục nhã hơn việc bị phụ nữ cho rằng mình không thể. Tần Lạc có cảm giác xấu hổ đến độ không thể ngẩng đầu lên nổi nữa. Mau thu xếp đi, chúng ta đi ăn cơm, Tần Lạc nói. Đúng rồi đấy. Mau đi ăn cơm thôi, Miri đói muốn chết rồi đây này. Nếu không thì mình cũng chẳng chạy đến làm phiền hai người đâu. Thật là đáng ghét, Trần Tư Tuyền nói. Bên cạnh thẩm mỹ viện không xa có một nhà hàng đậu tương Vĩnh Hòa, ba người liền tiến thẳng về phía đó. Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành chiến với nhau cả đêm, còn Trần Tư Tuyền thì tự lực cánh sinh cả đêm liền, nên ai nấy trong bọn họ đều đói lã người. Trải qua một đêm tình ái, Lệ Khuynh Thành vốn dĩ đã đẹp thướt tha. Giờ đây lại càng trở nên diễm lệ hơn, mặt mày rạng rỡ, môi đỏ hồng hào, quả đúng là một nữ yêu tinh khiêu gợi, động lòng người.
Trần Tư Tuyền thầm thở dài một tiếng, hỏi, khi nào thì gọi điện cho đạo diễn Kim thế? Bây giờ đây, Lệ Khuynh Thành nói xong liền rút di động trong túi ra gọi cho Kim Đức Thụy, nói là Tần Lạc đã nghĩ ra phương án quảng cáo cho đợt tuyên truyền bột dưỡng Kim Dũng rồi. Báo ông ta mau đến đây thương lượng bàn bạc về chuyện quay phim chụp hình. Kim Đức Thụy nghe nói Tần Lạc là người nghĩ ra phương án mới thì lập tức đòi Lệ Khuynh Thành tiết lộ cho một chút nội dung, nhưng Lệ Khuynh Thành không chịu, đòi ông phải đến rồi mới chịu nói cho nghe. Kim Đức Thụy vội vàng cúp điện thoại, có lẽ là đã trên đường đến thẩm mỹ viện rồi. Khi mấy người Tần Lạc ăn sáng xong quay về, thì thấp chiếc Mercedes-Benz của đạo diễn Kim Đức Thục cũng vừa mới dừng lại ở trước cổng của viện thẩm mỹ. Người đàn ông sắc mặt hồng hào đẩy cửa ra bước nhanh về phía này nói, là sáng kiến gì vậy? Mau nói cho tôi biết đi. Đạo diễn Kim làm sao mà vội vàng thế chứ? Lệ Khuynh Thành cười đùa nói. Điều này chẳng giống với phong cách của một người đạo diễn cấp quốc tế như anh chút nào. Cho dù có xúc động đến đâu, mong mỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải giả bộ như chưa có gì chứ. Hề hề, mọi người đều là người một nhà mà, tôi cũng không cần phải chịu đựng một cách đau khổ như thế chứ. Tôi lập nghiệp thế nào? Mọi người không phải là rõ hơn ai hết đó sao? Lần trước của Tần Lạc đã khiến cho tôi đạt được giải thưởng lớn về sáng ý quảng cáo toàn cầu, nổi danh khắp thế giới. Nhưng về sau mặc dù quay rất nhiều quảng cáo lớn nhỏ, nhưng chẳng có cái nào có thể đạt tới cao độ như vậy. Người bên ngoài nói nọ nói kia cũng không ít, nói tôi may mắn này. Nói là mèo mù vớ được cá rán, v.v. Kim Đức Thục vỗ vào ngực mình bồm bồm nói, bây giờ tôi cũng mong mỏi lắm, chỉ mong lần này hợp tác với mấy người, kinh điển lại một lần nữa được lặp lại thôi. Nhất định sẽ không làm anh phải thất vọng đâu, Trần Tư Tuyền cười khanh khách nói. Thật vậy sao? Kim Đức Thụy xúc động hỏi lại. Lên lầu xem kịch bản đi, Lệ Khuynh Thành dứt khoát nói. Khi Kim Đức Thục cầm lấy tập văn kiện rồi đọc lại thì cuối cùng cũng đập vào tập văn kiện đánh bộp một cái, lớn tiếng nói, tốt quá rồi. Quá là quá tốt, lần quảng cáo này mà không hot thì không còn gì gọi là thiên lý nữa. Anh cũng thấy hay à? Tần Lạc cười nói, dù gì cũng là tác phẩm mà mình làm ra, có thể được một người chuyên nghiệp như vậy tán thành, xem trọng thì hắn cũng cảm thấy hãnh diện vô cùng. Cậu phải tin vào độ chuyên nghiệp của tôi chứ? Kim Đức Thụy mắt sáng như sao nói, ông ta nhìn Tần Lạc mà cứ như đang nhìn một kho vàng phát sáng lấp lánh vậy. Mặc dù tôi không thể viết ra những từ hàm xúc, cảm động như vậy, nhưng tôi biết rõ những kịch bản thế nào thì khi quay xong sẽ hot, đây không phải là quảng cáo mà là những lời tình tứ nói với người yêu mà. Tần huynh đệ, tôi cảm thấy trên thế giới này chẳng có ai hiểu được tâm tình phụ nữ bằng cậu đâu. Lệ Khuynh Thanh nhìn Tần Lạc cười hì hì, đùa nói, đạo diễn Kim, nếu anh mà cũng tìm cho mình mười mấy, hai mấp hồng nhan chi kỷ như anh ấy, thì anh cũng có thể viết được ra những kịch bản cảm động như vậy rồi. Tôi không thể làm được điều đó đâu. Không thể làm được, đạo diễn Kim lắc đầu nói. Phụ nữ bên cạnh tôi cũng không ít, chưa biết chừng còn nhiều hơn cả Tần huynh đệ một chút nữa cơ, nhưng chất lượng thì không ra làm sao cả. Tôi chẳng có cách nào để có thể quen biết những người đẹp cấp bậc như Lệ Tổng Giám Đốc hay Trần Tư Tuyền tiểu thư đây. Trần Tư Tuyền được ông ta khen thì phồng hết cả mũi, nói, anh là đạo diễn, bên cạnh lúc nào chẳng có người đẹp vây xung quanh, muốn có gì mà không được chứ. Ai, cũng không thể nói như thế được chứ. Kim Đức Thụy nói, trong cái làng giải trí này thì thiếu gì người đẹp, nhưng lại thiếu giai nhân. Người đẹp với giai nhân thì khác gì nhau, chỉ cần ngũ quan đẹp mắt, thân hình thon gọn, phồng phao là được gọi là người đẹp. Nhưng trong cả nghìn người đẹp thì chưa chắc đã tìm được một giai nhân, đó chính là vấn đề tu dưỡng và khí chất của từng người. Đạo diễn Kim có học vấn thật đấy. Nếu anh không nói thì chúng tôi cũng chẳng biết đâu. Lệ Khuynh Thành cười hơ hớ nói. Nàng tất nhiên là biết sự khác biệt giữa người đẹp và giai nhân như thế nào. Nàng nói vậy cũng chỉ là muốn đả kích hành vi không lành mạnh, tham thú mới mé của mấy tay đạo diễn thôi. Hề hề, người có học vấn thực sự thì vẫn là Tần huynh đệ. Người ta toàn nhìn được giai nhân thôi, chẳng có ai là người đẹp cả, thế mới là lợi hại thực sự. Ông ta sớm nhìn ra quan hệ mập mờ giữa Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành, vì thế mà câu nói này chính là thầm ca ngợi Lệ Khuynh Thành. Cổ nhiên, Lệ Khuynh Thành chỉ cười mà không nói gì cả. Phụ nữ dù có thông minh đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể kháng lại được những lời xu nịnh, châu báu ngọc ngà hay dụ dỗ. Tần Lạc bảo mọi người tiến hành sửa đổi phương án này của hắn. Nhưng mọi người đều thấy rằng chẳng thể sửa thêm được nữa. Có cảm giác như thể thêm một chữ thì dài quá, còn giảm đi một chữ thì lại ngắn quá vậy, vì vậy mà mọi người liền quyết định dùng luôn phương án quảng cáo này.
sau khi quyết định xong những vấn đề như nam nữ nhân vật trinh và thời gian quay, địa điểm quay, thiết kế thời trang, v.v. thì cũng đã đến thời gian ăn trưa rồi. Buổi trưa Kim Đức Thụy đòi mời mọi người một bữa hải sản bằng được, xem ra ông vô cùng tự tin về lần quảng cáo lần này. Ăn cơm xong, Kim Đức Thụy liền quay về chuẩn bị công tác quay chụp cho ngày hôm sau. Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền phải quay về tập đoàn để họp, Tần Lạc sau khi chia tay bọn họ xong thì bảo Đại Đầu lái xe đến Đại học Nhân dân Trung Quốc. Đại Đầu và Jesu đều không rõ vì sao lại chạy xe đến trước cổng trường thế này, Đại Đầu thì chẳng bao giờ hỏi. Vì cậu ta lúc nào cũng chỉ tuân thủ mệnh lệnh của Tần Lạc. Còn Jesu thì lại rất hứng thú với những cô thiếu nữ lượn qua lượn lại ở trước cổng trường. Tần Lạc cảm thấy với một sát thủ uy danh hiển hách như anh ta thì hành vi của anh ta quả là làm mất thể diện cho cái nghề này của anh ta. Làm gì có tên sát thủ nào suốt ngày thích ngắm nghía người đẹp như anh ta thế này chứ? Dĩ nhiên là cũng không biết anh ta ngày trước vốn dĩ như vậy hay là sau khi đi theo mình xong thì thành như thế nữa. Tần Lạc không dám nghiên cứu sâu về vấn đề này, vì sợ rằng mình làm hư người khác. Tần Lạc nghĩ ngợi một lúc, đứng mãi ở đây ôm cây đợi thỏ cũng không phải là biện pháp hay. Liền quay ra nói với Đại Đầu và Jesu, đi thôi, chúng ta vào bên trong trường dạo vài vòng. Ồ, tôi thích trường học, Jesu hào hứng nói, từ lúc nào anh ta đã đứng chỉnh sửa xong quần áo trên người mình rồi. Tôi nghĩ rằng những người có giáo dục cao như thế kia chắc chắn sẽ bước vào vòng tay của Chúa Jesu. Tần Lạc cười hỏi, anh đến Trung Quốc lâu như vậy rồi, đã thêm được giáo đồ nào chưa? Chúng tôi không quan tâm đến kết quả, chỉ quan tâm quá trình. Bất kể là có người vào hội hay không, nhưng Chúa có thể cảm nhận được tấm lòng của tôi với Chúa. Tần Lạc thực sự không còn biết nói gì nữa. Lời của những tên tin quỷ thần này đúng là không thể tin được, bọn họ bất luận là nói gì thì đều có mặt chính diện hay phản diện, thậm chí là có rất nhiều mặt nữa là khác. Có lẽ bọn họ không phải là thần đồ, nhưng bọn họ nhất định là những tư tưởng gia hợp cách. Tần Lạc tìm đến đúng địa chỉ mà Ngô Sương đưa cho hắn, hắn tìm đến lầu giáo học khoa chính trị học quốc tế, ngăn một nam sinh lại hỏi, xin hỏi bạn có biết bạn Ngô Song Song học ở phòng học nào không? Cũng không biết cha mẹ nàng nghĩ gì mà đặt tên con gái lớn là Ngô Sương, còn con gái nhỏ là Ngô Song. Để phản biệt rõ ràng hơn thì họ liền thêm vào tên con gái nhỏ của mình một chữ song nữa thành Ngô Song Song. Tần Lạc đến trường này là để tìm Ngô Song Song, xem có thể tìm được tin gì có tác dụng từ miệng của nàng không. Có thể giải quyết chuyện cổ vương trước khi rời Yến Kinh đi Thụy Điển là tâm nguyện lớn nhất của Tần Lạc. Bạn tìm cô ấy có việc gì? Nam sinh nhìn Tần Lạc với ánh mắt cảnh giác hỏi. Mình là anh họ cô ấy, tìm cô ấy có chút việc. Tần Lạc giải thích, vì sợ cậu nam sinh này nổi cơn ghen nên hắn liền nói mình là anh họ của nàng. Vì dù gì thì họ hàng cũng không thể kết hôn với nhau được mà. Ồ, nam sinh lúc này mới thoải mái nói, hôm nay cô ấy học môn chính ở phòng 207 ấy. Anh đến đó mà tìm cô ấy. Chương 757, bản thân một người phụ nữ đẹp đã là lời nói dối. Sợ mình không tìm ra được, nên Tần Lạc liền bảo cậu nam sinh tên Hoàng Sở giúp hắn dẫn đường. Nhưng khi bọn họ vừa mới đến phòng học 207 theo như Hoàng Sở nói, thì chuông vào học cũng vừa lúc vang lên, bên trong phòng học ngồi chật ních học sinh, người nào đi học muộn thì đều liếc nhìn bọn họ với ánh mắt nghi hoặc, sau đó thì vội vội vàng vàng luồn vào từ cửa sau. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc hiện ra ngay trước mắt mình thì Tần Lạc bỗng nhiên cảm thấy thương cảm vô cùng, những ngày tháng mà hắn làm thầy giáo ở trường Đại học Y khoa Thủ đô là quãng thời gian dễ chịu nhất trong cuộc sống của hắn sau khi đến Yến Kinh. Hoàng Sở đứng bên ngoài cửa sổ nhìn lướt vào bên trong hết lượt nọ đến lượt kia. Sau đó còn tìm một người bạn ra để hỏi rồi mới nói với Tần Lạc với giọng đáng tiếc, Ngô Song Song hôm nay không lên lớp. Không lên lớp, phản ứng đầu tiên của Tần Lạc đó là Ngô Song Song đã xảy ra chuyện rồi. Ngô Sương nói là chìa khóa căn biệt thự nằm trong tay của Ngô Song Song, vậy thì rất nhiều khả năng, người cầm chìa khóa đã hạ thủ trên người của Ngô Song Song cũng chưa biết chừng nhưng nếu là như thế thì Hòa Thượng phải liên lạc với hắn rồi mới đúng chứ, ọ. Tần Lạc sau khi bắt giữ Tần Tung Hoành, thì hắn còn bố trí thêm một đầu mối nữa. Hắn sau khi đổi được nguồn tin tức từ chỗ Ngô Sương, thì hắn không hề đi tìm em gái của Ngô Sương là Ngô Song Song để hỏi han ngay lập tức, mà bảo người đứng bên ngoài theo dõi nàng đã. Xem có ai định động thủ với nàng không? Ai là người động thủ với Ngô Song Song thì người đó chính là kẻ chủ mưu đứng sau lưng làm mọi việc. Đây chính là phương pháp phân biệt hung thủ một cách rõ ràng nhất. Nhưng Hòa Thượng lại không phát động hệ thống báo động. Điều đó chứng minh rằng Ngô Song Song vẫn rất an toàn. Vâng,
Bạn em nói không trông thấy cô ấy. Hoàng Sở nói. Tần Lạc khẽ nhíu đôi lông mày lại, hỏi, thế cậu có biết cô ấy đi đâu không? Thư viện, Hoàng Sở đáp lại một cách chắc chắn. Thư viện ư? Vâng, cuộc sống của cô ấy đơn giản lắm. Quanh quanh cũng chỉ có lớp học, nhà ăn và thư viện. Ba điểm trên một tuyến đường, ai cũng bỉa điều này mà. Mọi người đều bỉa cả ư? Hai mắt Hoàng Sở liếc ngang liếc dọc, ngại ngùng nói, vì Ngô Song Song xinh đẹp, nên có không ít nam sinh đều thích cô ấy. Vì vậy mà cô ấy thích đi đâu, làm gì thì hầu hết mọi người đều biết cả. Bấp giờ thì Tần Lạc mới hiểu được vì sao mà khi này hắn gọi cậu nam sinh này lại hỏi Ngô Song Song thì cậu ta lại nhìn mình với ánh mắt cảnh giác như vậy rồi. Hóa ra vẻ ngoài anh Tuấn, khí chất hơn người của mình đã tạo cho cậu ta một áp lực to lớn. Cậu ta giúp đỡ mình nhiệt tình như vậy, chắc là vì muốn lấy lòng một người anh họ già như mình cùng nên. Không thể khó nói rằng, tâm hồn học sinh vẫn rất vô tư, trong sáng, không khó đối phó như với những con quái vật như Tần Tung Hoành hay Bạch Phá Cục kia. Mỗi khi làm gì hay nói gì thì đều phải nghĩ trước tính sau thật cẩn thận, nếu không thì sẽ bị vào trong lúc nào không biết. Em đưa các anh qua đó nhé. Hoàng Sở cười hề hề nói. Cô ấy thích ngồi ở trong góc sau cùng của tòa thư viện số 3. Sách ở chỗ đó có phần cũ, nên ngày thường cũng ít người đến đó. Vì vậy mà ở đó khá là yên tĩnh. Cảm ơn cậu, Tần Lạc vỗ mạnh vào vai của Hoàng Sở. Cười hề hề nói, cố lên, tôi thấy cậu cũng khá được đấy. Hoàng Sở xúc động đến độ rùng mình, bất luận cậu ta có cố gắng kiềm chế thế nào thì cũng không thể che giấu nổi nụ cười thỏa mãn trên mặt cậu ta. Nhưng ngoài miệng thì vẫn phủ nhận nói, em không có ý đó đâu Ngô Song Song kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ không thích em đâu. Vừa câu trước nói là không có ý đó, vậy mà cậu sau đã lộ đuôi hồ ly ra rồi. Tần Lạc rất thích nói chuyện với học sinh. Sau khi gặp được Ngô Song Song thì Tần Lạc mới hiểu được vì sao cậu ta lại nói nàng sẽ không thích cậu ta rồi. Nàng là một người con gái xinh đẹp, duyên dáng, trong trắng, tinh khôi, đẹp như tranh vẽ, rung động lòng người. Nàng giống như bán vẽ sống của Ngò Sương khi còn trẻ vậy. Bên dưới khóe mắt trái cũng có một nốt ruồi màu tím. Nốt ruồi này không hề ảnh hưởng đến mỹ quan của nàng chút nào. Không những thế nó còn khiến cho nàng nhìn có vẻ thông minh, diễm lệ hơn. Có người gọi nó là nốt ruồi của người đẹp, nói rằng người nào mà có nốt ruồi như vậy ở trên mặt thì đều là người đẹp. Nhưng lại có người gọi đó là, nốt ruồi khóc, nói rằng người nào mà có nốt ruồi mọc ở đó thì cả đời này đều phải đổ lệ không ngớt. Nàng mặc một chiếc váy liền màu trắng, tóc ngắn xõa ngang vai, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng đá màu xanh, nhìn không hề rẻ tiền chút nào. Ngoài ra thì không còn bất kể vật trang sức nào khác. Không thể không công nhận một điều, nàng quả là một cô gái đẹp từ trong thai đẹp ra. Đáng tiếc là Tần Lạc đến không đúng lúc chút nào. Hoặc từ góc độ khác mà nói thì Tần Lạc đến rất đúng lúc vì người đẹp gặp tai họa. Đúng vào thời điểm anh hùng nên xuất hiện. Mọi người luôn luôn gắn, hồng nhan, với, tai họa đi liền với nhau, vì khởi nguồn của mọi rắc rối đều xuất phát từ những người phụ nữ đẹp mà ra. Lúc này đây, đứng trước mặt Ngô Song Song là một người đàn ông cao gầy. Đầu đinh giống như những nhân vật nam chính trong các bộ truyện tranh Nhật Bản vậy, cậu ta nhìn Ngô Song Song, dịu dàng nói, Song Song. Đọc nghìn quyển sách cũng không bằng đi nghìn dặm đường, không nên ngày nào cũng vùi đầu vào đống tri thức đó. Có thời gian thì nên đi ra ngoài nhiều hơn nữa. Ngô Song Song ngẩng đầu lên nhìn nam sinh một cá rồi hỏi, cậu thường xuyên đi chơi à? Nam sinh nghe thấy Ngô Song Song hỏi lại như vậy thì cho rằng chắc nàng sẽ nhận lời hẹn hò với mình rồi đây, liền vui mừng đáp lại. Thường xuyên đi đá bóng với bạn, đi shopping, xem phim à còn đi du lịch nữa. Đức và Pháp phải trải qua bao nhiêu cuộc đại chiến, những trận chiến chính diễn ra ở đâu và vào khi nào? Tướng của hai bên là ai? Ngô Song Song không thèm để ý đến nam sinh nọ tự khoe khoang mình hay ho. Liền hỏi tiếp, cái gì cơ, nam sinh ngẩn hết cả người ra. Tư tưởng chủ đạo của Michel de Montaigne là gì? Chủ nghĩa Plato là gì? Nam sinh luống cuống với vẻ mặt khó xử, những câu hỏi này cậu ta chẳng thể trả lời bất kỳ câu nào. Lại cười nói tiếp, Song Song, những cái này đều là kiến thức trong sách mà. Em mờ ình biết chứ, cậu không phải nói là đọc hàng nghìn quyển sách cũng không bằng đi nghìn dặm đường đó sao? Nhưng cậu đi nhiều thế rồi mà những kiến thức như vậy lại chẳng bịa gì hết. Xin lỗi nhé, mình muốn học thêm chút gì đó. Không lãng phí thời gian chơi đùa với cậu nữa. Cậu nam sinh xấu hổ quá, hoảng sợ chạy mất tăm.
Việc này làm cho ý đồ của Tần Lạc cho gọi hai cao thủ là Giê-xu và Đại Đầu xuất hiện giải cứu cho người đẹp bị phá sản một cách thảm hại, người ta tự thân giải cứu được mình mà. Ồ, tuyệt thật, Giê-xu ca ngợi hết lời. Tôi thích cô ấy, Tần, anh thì sao? Cũng bình thường thôi, Tần Lạc cưỡi đáp lại. Hắn chẳng thể thích ngay nàng trong lần gặp đầu tiên được, chỉ là hắn tán thưởng cách mà nàng dùng để từ chối những nam sinh khác đến gần mình. Cũng bình thường là ý gì? Là thích hay không thích đây? Giê-xu truy hỏi đến cùng. Anh ta rất quan tâm đến suy nghĩ của Tần Lạc, vì anh ta biết rất rõ một điều, đó là nếu Tần Lạc mà thích ai thì dường như sẽ chẳng có liên quan gì tới anh ta nữa. Là một người phương Tây có quan niệm về tình yêu tương đối nhiệt huyết, phóng khoáng, anh ta thực sự là đã bị đả kích một cách thảm hại mà không biết phải làm sao. Nếu anh có thể theo đuổi cô ấy thì cứ làm đi. Tần Lạc cổ vũ nói. Hả, anh cũng thích cô ấy à? Hoàng Sở hối hận đến xanh mặt. Sớm biết thế này thì đã không dẫn bọn họ đi tìm Ngô Song Song rồi. Mặc dù người mặc áo hường bào này là anh họ của Ngô Song Song, nên anh ta không thể theo đuổi Song Song được, nhưng còn hai người đi theo sau anh ta thì thừa tư cái trơn nữa, tên này còn là người nước ngoài nữa. Chỉ có trời mới biết người nước ngoài được các nữ sinh trong trường hoan nghênh thế nào. Cho dù đó có là một anh chàng đến từ châu Phi đi chăng nữa, thì những nữ sinh cũng đổ xô vào. Cứ như là ôm một người đàn ông có màu da khác thì nở mày nở mặt lắm ấy. Lẽ nào lại không được sao? Giê-xu hỏi lại, đây là quyền lợi mà Thượng Đế thưởng cho tôi. Đi thôi, cô ấy đang nhìn chúng ta rồi kia kia, Tần Lạc nói. Tần Lạc dẫn theo hai vệ sĩ là Đại Đầu và Giê-xu theo bên người, một ta một tây, một người trông đần như khúc gỗ còn một người lại đẹp trai ngời ngời, bước đến chỗ đối diện của Ngô Song Song rồi ngồi xuống, nói, là Ngô Song Song phải không? Vâng, Ngô Song Song thản nhiên nhìn Tần Lạc đáp, nàng chẳng hề có chút gì gọi là cảm thấy kỳ lạ cả. Chị tôi đã gọi điện thoại cho tôi nói là anh sẽ đến đây rồi. Cô biết tôi là ai ư? Tần Lạc kinh ngạc hỏi lại. Tần Lạc, một bác sĩ nổi tiếng của Trung Quốc, Ngô Song Song nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc nói, tôi đã xem qua mấy video clip về anh rồi. Thì ra là vậy, Tần Lạc gật đầu nói, chỉ là hắn cảm thấy có phần hụt hẫng. Sao nàng không có lấy một chút xúc động hay vui mừng khi nhìn thấy thần tượng của mình chứ? Chìa khóa đúng là tôi cầm, nhưng người sống ở đó không phải là tôi mà là một người bạn của tôi. Có thể cho tôi biết tên bạn của cô không? Tần Lạc hỏi. Chắc là anh quen đấy. Là ai vậy? Tần giật. Cậu ta ở đâu? Tôi không rõ. Cô có số điện thoại của cậu ta không? Có thể gọi giúp tôi được không? Được, Ngô Song Song tỏ ra phối hợp hề sức có thể. Nàng rút điện thoại từ chiếc túi đặt ở bàn bên cạnh ra rồi bấm số gọi. Rất nhanh đã có người bắt máy, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông. Mặc dù âm thanh trong điện thoại có phần thay một chút, nhưng Tần Lạc vẫn nhận ra được đây chính là giọng nói của Tần Giật. Ở đâu thế? Ngô Song Song hỏi gọn lỏn. Trường đua ngựa Hoa Điền. Thế nào, người đẹp Song Song muốn đến đây sao? Có người muốn gặp cậu đấy. Ngô Song Song nói. Ai thế? Tần Lạc. Không gặp, Tần Giật rõ ràng là không ưa Tần Lạc tí nào. Vừa mới nghe đến cái tên Tần Lạc là dập máy luôn. Mấy người đều nghe thấy tồi đấy. Cậu ta không chịu gặp, Ngô Song Song nói. Nghe thấy rồi, Tần Lạc gật đầu nói. Đây chỉ là suy nghĩ của cậu ta. Hôm nay tôi phải gặp cậu ta bằng được mới thôi. Việc chẳng liên quan gì đến mình thì chẳng việc gì mà phải để ý. Ngô Song Song liền thờ ơ nói, thế thì anh thử đến đó xem sao. Vừa nói dứt lời nàng liền cúi gầm đầu xuống đọc tiếp cuốn sách mang tên Dấu Bé Âu Châu Trinh Triển Sử Dấu Lớn. Vẫn còn một thỉnh cầu nữa. Tần Lạc cười nói, phiền tiểu thư Ngô đi cùng tôi đến đó một chuyến. Như thế thì chúng ta cũng có thể ba mặt một lời nói rõ tình trạng với nhau. Anh thứ lỗi, tôi không có thời gian, Ngô Song Song từ chối nói. Là một người bị hiềm nghi, cô buộc phải tỉa sạch những hiềm nghi phạm tội của mình bây giờ. Chắc là cô có thời gian rồi chứ. Tần Lạc gặp giúp Ngô Song Song cuốn sách lại, sau đó kéo tay Ngô Song Song ra ngoài vừa đi vừa nói. Ngô Song Song không ngờ Tần Lạc lại làm tới như thế. Liền rằng co nói, buông tay ra, nếu khóng thì tôi kêu lên đấy. Cô là phụ nữ mà còn không thèm để ý đến danh tiếng của mình, thì một người đàn ông như tôi thì sợ cái gì chứ? Tần Lạc cười nói, tôi không hề có ác ý gì, cô chỉ cần đi cùng tôi một chuyến. Sau khi đối chất trực tiếp với Tần Giật thì tôi sẽ đưa cô về, tôi không muốn bị một người phụ nữ lừa gạt mình, lại càng không muốn chạy đến đây để tìm cô thêm lần nữa. Tần Lạc khóng tin vào lời của Ngô Song Song,
vì hắn đã phát hiện ra một điều đó là, người phụ nữ này không những có dung mạo diễm lệ hơn người, mà trí tuệ của nàng cũng cao không kém. Phụ nữ đẹp thường đều thích nói dối. Bản thân một người phụ nữ đẹp đã là lời nói dối rồi. Chương 758, sức mạnh của thần tượng là vô bờ bến. Tần Lạc còn lâu mới vì bị người đẹp chửi mắng một hai câu mà bỏ cuộc. Hơn nữa, đến cả một người đẹp như Văn Nhân Mục Nguyệt mà hắn vẫn còn từ hôn được, do vậy mà hắn đã có thể miễn dịch được với sự quyến rũ của rất nhiều người đẹp khách có lễ. Đây chính là thu hoạch lớn nhất và cũng là duy nhất của hắn khi hắn đến cái đất Hiến Kinh để từ hôn này. Ngô Song Song giãy giụa một lúc mới phát hiện ra Tần Lạc không phải hạng người thương hoa tiếc ngọc, do vậy nên nàng đành im lặng không làm gì nữa. Cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn nghe lời ta thôi. Tần Lạc thầm nghĩ trong bụng, từ cổ chí kim, nam nữ đấu tranh, với nhau thì chẳng có chị em nào giành được phần thắng cả, bất luận là ở trên giường hay dưới đất. Tần Lạc sau đó kéo luôn Ngô Song Song ra khỏi thư viện, thi thoảng có vài cặp mắt kinh ngạc dõi theo bọn họ. Ngô Song Song lúc nạp ngoan ngoãn đi bên cạnh Tần Lạc, hai người đi gần nhau trông như đôi tình nhân vậy. Tần Lạc trông thấp cặp mắt kinh ngạc của các cô cậu sinh viên đang nhìn mình chăm chú thì thầm nghĩ, xem ra Ngô Song Song cũng nổi tiếng trong trường đấy chứ. Rất nhiều người quen nàng thì phải. Khi đi ra cổng trường thì bọn họ có đi qua một sân bóng rổ, tuy bây giờ đã tan học. Nhưng vẫn còn rất nhiều người đang chơi bóng. Bọn họ trông thấy Tần Lạc và Ngô Song Song đi ngang qua liền huýt sáo lên kêu inh ỏi. Cũng có không ít người hằn học nhìn thẳng vào gương mặt lạ hoắc của Tần Lạc. Thực ra, nếu như bọn họ để ý kỹ một chút thì chỉ thấy tay của Tần Lạc đang nắm vào cổ tay của Ngô Song Song, chứ không hề nắm vào bàn tay của nàng. Đây là một sự khác biệt rõ ràng, bởi cầm tay kiểu này thể hiện một sự cưỡng ép. Còn tay trong tay thì là tự nguyện. Đang trong lúc mọi người đi xuyên qua chỗ này, thì Ngô Song Song đột nhiên cào vào mặt Tần Lạc, không ngừng hướng về đám nam sinh đang đánh bóng rổ kêu lên thất thanh, cứu tôi với, bọn chúng định bắt cóc tôi. Tuy Tần Lạc phản ứng rất nhanh điểm vào huyệt câm sau lưng nàng, nhưng hắn vẫn không đủ nhanh để kịp bịt được cái miệng của nàng, đám nam sinh kia cũng nhận rõ ra được sự thất thường trong vụ việc. Làm Tần Lạc chán nản hơn nữa là hắn phát hiện ra anh chàng sinh viên tên Hoàng Sở lúc nãy dẫn đường cho hắn ban nãy cứ lẽo đẽo đi sau lưng hắn, khi hắn phát hiện ra Hoàng Sở thì cậu ta đã chạy nhanh xuống chỗ đám thanh niên đang đánh bóng rổ rồi chỉ về phía hắn nói cái gì đó. Hỏng bét rồi, cậu ta chắc chắn nghĩ mình là người xấu rồi. Tần Lạc thầm nghĩ, vừa khi nãy đang định nói lời cảm ơn thì đã không trông thấy cậu ta đâu nữa rồi, khi đó hắn cũng không để ý. Thì ra cậu ta sau khi nghe thấy câu chuyện giữa hắn với Ngô Song Song thì cảm thấy có vấn đề nên đã sinh nghi rồi âm thầm bám theo hắn. Một cậu nam sinh lúc này liền quẳng luôn quả bóng rổ trên tay mình xuống rồi chạy tới chỗ Tần Lạc, các nam sinh khác thấy vậy cũng hùa theo, ai nấy mặt mũi đều vô cùng kích động. Bất luận là chơi bóng rổ, hay đánh người, thì đều là những hoạt động hấp dẫn bọn họ. Tần Lạc nắm chặt lấy tay của Ngô Song Song đứng im tại chỗ. Còn Giê-xu và Đại Đầu thì tiến trước hai bước che Tần Lạc phía sau. Tần Lạc phát hiện ra cậu thanh niên chạy đầu tiên về phía hắn chính là anh chàng bị Ngô Song Song hỏi cho mấy câu về lịch sử châu Âu bỏ chạy mất dạng. Khi nãy thấy cậu ta mặc bộ quần áo nai màu trắng trông khá giống hoàng tử cưỡi bạch mã, thế mà nhoáng một cái bây giờ đã mặc bộ quần áo màu đỏ trong đội Rocket của NBA rồi. Nam sinh kia chạy tới trước mặt Giê-xu ngập ngừng một hồi rồi nhìn chằm chằm vào mặt Tần Lạc nói, buông cô ấy ra. Bộ mặt hung dữ của cậu ta đỏ lựng lên như có thể phun ra lửa vậy. Hiển nhiên là cậu ta cho rằng giữa Tần Lạc và Ngô Song Song có một chuyện gì đó phải giấu giếm với nhau không muốn cho ai biết vậy. Trong thời kỳ học đại học các nam sinh viên thường rất thuần khiết, có người tình nguyện nửa đêm chạy ra siêu thị chỉ để mua một gói snack cho cô bạn gái mình ăn, có người nhịn đói nhịn khát để dành tiền mua cho bạn gái mình những bó hoa đắt tiền hay những con thú nhồi bông vô dụng. Dĩ nhiên, bọn họ còn vì người con gái mình yêu mà uống rượu đánh nhau nữa. Cậu nam sinh đứng trước mặt Tần Lạc dĩ nhiên cũng là một người như vậy. Tôi là anh họ bên bố của cô ấy. Tôi có chuyện phải đưa cô ấy đi. Tần Lạc cười hình hệch giải thích, hắn lại định dùng chiêu này tiếp để lừa dối qua mặt nam sinh này. Anh ớ ủy nói dối, Hoàng Sở đứng trong đám nam sinh viên hét lên nói, khi nãy mình đã trông thấy Ngô Song Song rõ ràng không muốn đi cùng anh ta. Hơn nữa khi nãy anh ta nói là anh ta là anh họ bên mẹ của Song Song, sao giờ lại thành anh họ bên bố của Song Song được? Chính là anh ta giở trò với cô ấy, ép cô ấy phải đi. Tần Lạc lúc này mới thấy hắn đã phạm sai lầm khi không để ý tới cậu nam sinh tên Hoàng Sở này. Cậu ta nghe nhầm cũng nên, Tần Lạc nói, tôi là anh họ bên bố, còn anh chàng này mới anh họ bên mẹ của Song Song.
Tần Lạc nói xong liền chỉ vào Giê-xu nói, anh ta cũng là anh họ của Song Song mà. Không thể thế được, anh họ của cô ấy sao lại là người nước ngoài được? Một nam sinh trong lên tiếng phản đối. Bởi vì bác của Song Song lấy một cô vợ người Pháp, do vậy mà anh ta có dáng dấp giống người nước ngoài. Tần Lạc lại cười hình hệch nói. Chúng tôi không tin, trừ phi chính miệng của Song Song nói ra là cô ấy tự nguyện đi theo mấy người, chúng tôi mới tin. Một nam sinh khác nói. Tần Lạc sao dám đồng ý yêu cầu này của đám sinh viên cơ chứ? Chỉ cần Ngô Song Song mở miệng ra một cái là mọi chuyện hỏng bét hết. Đến lúc đó có khi hắn và đám sinh viên này phải đập nhau một trận thừa sống thiếu chết mất thôi. Nhưng nếu Ngô Song Song không mở miệng nói ra, thì đám sinh viên này sao dễ dàng bỏ qua cho hắn được. Việc từ chối hợp tác của Ngô Song Song khiến cho Tần Lạc lúc càng nghi ngờ những lời nói ban nãy của nàng. Nếu như không làm việc gì khuất tất, thì Ngô Song Song sao lại từ chối đi cùng hắn tới gặp Tần Giật cơ chứ? Tần Lạc lúc này quay sang Ngô Song Song mỉm cười nói, Song Song, cho dù em có không thích anh chàng anh họ tóc vàng mắt xanh này đi chăng nữa, thì em cũng không thể phủ nhận quan hệ huyết thống của hai người được chứ. Thôi thì nể mặt anh ta mà nói một câu với anh ta đi. Ngô Song Song hai mắt như hòn lửa, nhưng lại không thốt được lên lời. Đấy các cậu xem, cô ấy không chịu nói. Tần Lạc cười cười, thật xin lỗi quá, chúng tôi đang rất vội. Chúng tôi phải về ngay bây giờ. Nếu về muộn thì mẹ của Song Song sẽ chửi tôi chết mất. Đứng lại, cậu sinh viên mặc quần áo đội Rocket chặn trước mặt Tần Lạc nói, buông Song Song ra. Cậu ta vừa có hành động này một cái thì đám sinh viên kia cũng hùa theo sau đứng chặn hết ngả đường của Tần Lạc lại. Xem ra anh chàng sinh viên nạp cũng khá có uy tín trong đám nam sinh ở đây. Hơn nữa đám nam sinh này ai cũng cao lớn vạm vỡ, thậm chí còn có những anh chàng vai u thịt bắp, trông rất dữ dằn. Sau lưng Tần Lạc là Đại Đầu và Giê-xu, cho dù không có hai người này thì bản thân hắn cũng đủ giải quyết đám nam sinh nãy, nhưng vấn đề là đám nam sinh này cậy thế đông, cậy thân hình cao to hơn, và hơn nữa bọn họ vô cùng tự tin với chính bản thân mình. Tần Lạc không muốn đánh nhau, hắn không muốn đả thương đám nam sinh này. Đám nam sinh này đã bị Ngô Song Song lợi dụng, bọn họ xông tới đấp có phần ngu ngốc nhưng lại bảo tồn được cái gì đó trong sáng, thánh thiện trong lương tâm của họ. Ít ra, so với đám người ở ngoài xã hội trông thấy người già bị ngã trên đường cũng không dám đi tới đỡ lên. Trông thấy người khác bị móc túi trên xe bus cũng giả vờ như mù kia thì sự ngu ngốc của đám nam sinh này lại có một cái gì đó rất đàn ông. Tôi đúng là anh họ của Ngô Song Song, tôi họ Tần tên Tần Lạc. Các cậu đã nghe qua tên tôi chưa? Khi nói Tần Lạc liền móc chứng minh thư trong người ra đưa cho mấy cậu nam sinh này xem. Không tin thì các cậu cứ nhìn vào giấy chứng minh thư của tôi. Tần Lạc nói xong liền chỉ vào tấm chứng minh của mình rồi đưa nó cho cậu nam sinh mặc quần áo đỏ kia xem. Cậu nam sinh này nhận lấy tấm thẻ chứng minh thư của Tần Lạc, nhìn ngắm một hồi rồi im lặng ngẫm nghĩ một lúc lâu. Sau đó ngẩng đầu lên nói, anh là bác sĩ phải không? Đúng rồi, Tần Lạc mở cờ trong bụng, thằng danh này trúng kế rồi, tôi là bác sĩ trung y. Anh đúng là Tần Lạc, cậu nam sinh kia xúc động nói, chính là bác sĩ hạ gục y sĩ Hàn Quốc. Ha ha, chỉ là một cuộc so tài nhỏ thôi mà. Tần Lạc khiêm tốn một cách vô sỉ nói. Cái gì, anh ấy là Tần Lạc sao? Thật không vậy, Tần Lạc là thần tượng của mình đấy, công tử mặc trường bào, đẹp trai như. Tần Lạc là ai thế? Đồ ngốc, đến thần tượng của mình mà cậu không biết à? Anh ấy là bác sĩ trung y lợi hại nhất, là người đã hạ nhục đám trung y Hàn Quốc đó, khi anh ấy từ Hàn về mình còn đi ra sân bay đón anh ấy nữa cơ. Thật không đấy, các cậu khi đó nói gì thế? Mình nói, thần tượng ơi, em ủng hộ anh. Anh ấy trả lời thế nào? Người đông quá, do vậy mà anh ấy chắc không nghe thấy. Người nổi danh cũng có lợi, cậu nam sinh mặc quần áo màu đỏ nhận ra Tần Lạc thì mọi chuyện sẽ giải quyết êm thấm ngay thôi. Dưới ánh hào quang của thần tượng, đám sinh viên này đã đánh mất khả năng suy xét thông thường nhất. Ánh mắt bọn họ nhìn Tần Lạc một cách sùng bái rồi sau đó có người còn xin chữ ký. Rồi còn muốn chụp ảnh với hắn nữa. Thậm chí bọn họ còn quên mất Ngô Song Song đang đứng bên cạnh nhìn bọn họ với ánh mắt như muốn giết người đến nơi. Tần Lạc cũng tỏ ra vô cùng vui vẻ, hắn hết ký tên rồi lại chụp hình với đám nam sinh này. Không những vậy hắn còn kéo Ngô Song Song vào chụp ảnh chung nữa. Sau khi thỏa mãn hết nhu cầu xong rồi, Tần Lạc mới lấy làm tiếc nói, thành thật xin lỗi. Đúng là tôi phải đi rồi, cha của Song Song bị bệnh nặng lắm.
mẹ của cô ấy bắt tôi tới đây đưa cô ấy đi thăm mấy hôm trước cô ấy có cãi với cha mấy câu. Do vậy mà bây giờ không chịu quay về. Em hiểu rồi, cậu nam sinh mặc quần áo đó kia còn quay sang nói giúp cho Tần Lạc, song song. Cha với con thì làm gì thù nhau lâu thế đâu. Cha cậu cũng bệnh rồi, cậu phải về thăm chứ đúng không? Đúng đấy song song, cậu không đi thì nhỡ cha cậu có mệnh hệ nào thì cậu có hối hận cùng không kịp nữa đâu. Thầy giáo Tần, anh cứ đưa cô ấy về đi. Đừng mất thời gian ở đây nữa, có thời gian anh lại tới đây với chúng em. Bọn em hay chơi bóng rổ ở đây, anh cứ tới đây là có thể trông thấy chúng em ngay. Tần Lạc Mùi Mẫn gật gật đầu, sau đó hắn lại lấy cớ người bệnh đang rất nguy cấp không tiện đưa mấy nam sinh đi tới viện cùng, sau đó mới ngang nhiên cầm tay Ngô Song Song rời khỏi đây. Mãi cho tới lúc vào trong xe rồi Tần Lạc mới giải huyệt câm cho Ngô Song Song. Anh đúng là một tên khốn, Ngô Song Song tức giận hét lên. Cô cũng chỉ có vẻ bề ngoài thục nữ mà thôi, Tần Lạc phản kích lại. Chương 759, khu săn thú Hoa Điền. Là một người có tiền, nhưng cũng có lúc phải buồn chán mà ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi kia. Vì bọn họ quá nhiều tiền, nên những cánh cửa lớn trong các nhà hàng lúc nào cũng rộng mở đối với họ. Họ thích làm gì thì làm. Cái quá trình này quá là dễ dàng, đồng thời cùng dễ khiến cho người ta có cảm giác chán ghét và nhàm chán. Hội những người công tử nhà giàu ở Yến Kinh hiện giờ đang thịnh hành những trò chơi như đua xe, đua ngựa, chơi đá quý, chơi cung nỏ, đua xe ở núi Thanh Sơn, đua ngựa ở Hoa Điền, chơi đá quý ở Phi Vân Điền, đến Thần Nông Gía để chơi cung nỏ. Vì đường đến Thần Nông Gía khá là xa, lại không an toàn, nên một số trường đua ngựa cùng với những câu lạc bộ đấm bốc ngoài trời đã đưa vào loại trò chơi vừa mới mẻ lại đậm vẻ nguyên sơ này. Khi Tần Lạc dẫn theo Ngô Song Song đến trường đua ngựa Hoa Điền, thì thấy Tần Giật đang cùng đám bạn của cậu ta chơi trò này. Đây là một vùng đất trống rộng vô bờ bến, cỏ dại mọc thành lùm, bụi gai chằng chịt, một đám đàn ông con trai mặc đồ rằn di đeo cung dài trên lưng đang đi lại ở bên trong. Nếu mà chẳng may gặp phải một con gà rừng, thỏ rừng hoặc những con mồi khác thì bọn họ sẽ lập tức giương cung bắn chết ngay tại trận. Thỉnh thoảng những người này sẽ cá độ cái gì đó cho thêm phần kích thích, một chiếc xe hoặc đêm đầu tiên của một thiếu nữ, tất nhiên là còn những thứ khác nữa. Bên nào săn được những con mồi có cấp bậc cao nhất thì sẽ thắng. Ví dụ những con như thỏ rừng, gà rừng thì chỉ được coi là những con mồi có cấp bậc đơn giản, sói rừng hoặc linh dương đều là những con mồi có cấp bậc cao. Hoặc những con to lớn như lợn rừng, gấu, v.v. cũng đều là những con vật có cấp bậc cao, nhưng những con nạp vô cùng hiếm thấy. Vì những con vật này đều không phải là những động vật hoang dã, mà là được người ta bắt về rồi thả vào trong này để làm trò vui cho người ta. Vì vậy mà mỗi lần tham gia một cuộc tranh tài như thế này thì tốn không ít tiền chút nào. Anh ấy ở trong đó đó. Cô quản lý xinh đẹp dẫn mấy người Tần Lạc đến đây rồi chỉ vào rừng cây nói. Tần Lạc dõi mắt nhìn qua bên đó. Chỗ đó đã chẳng còn một bóng hình của ai cả. Bọn họ đều chui hết cả vào trong rừng cây để bắt đầu một cuộc tranh tài mới rồi. Một lượt đua thế này mất bao nhiêu thời gian? Tần Lạc hỏi. Người phụ nữ cười tươi nói, cũng có thể là nửa giờ đồng hồ, nhưng cũng có thể là một giờ đồng hồ hoặc hai giờ đồng hồ. Cái này phải xem thời gian mà họ định ra trước khi diễn ra cuộc đua là bao nhiêu. Tần Lạc không có thời gian một hai giờ đồng hồ cho cái nơi vô bổ này. Liền nói với người phụ nữ, chúng tôi vào bên trong tìm người, không có vấn đề gì chứ. Cô quản lý xinh đẹp nhìn Ngô Song Song một cái rồi nói, không vấn đề gì. Ông chủ của chúng tôi gọi điện đến bảo tôi là phải thỏa mãn mọi yêu cầu của Tần tiên sinh. Trong lúc nói, người phụ nữ vẫn không quên việc phải kéo áo cao lên cho khỏi lộ bầu ngực săn chắc kia ra, điều này khiến cho Tần Lạc hoài nghi rằng nếu mình có đưa ra những yêu cầu không thỏa đáng thì liệu nàng ta có thỏa mãn mình không đây? Quản lý Lữ vì sao không muốn nói cho tôi biết họ tên của ông chủ cô thế? Tần Lạc nheo mắt lại hỏi. Tần tiên sinh nói thế thì thật oan uổng cho người ta quá. Không phải là tôi không muốn, mà là ông chủ tôi đã dặn tôi là không được nói ra. Nói rằng nếu hai người có duyên thì tự khắc sẽ gặp nhau thôi, người phụ nữ nói với vẻ mặt tủi thân đến tội nghiệp. Nếu người ta đã không muốn nói thì Tần Lạc cũng không ép nữa làm gì. Mạng lưới liên lạc ở cái đất Yến Kinh này vô cùng rắc rối, phức tạp, không phải ai cũng muốn xua TC đầu lộ diện. Tần Lạc cười cười rồi quay sang nói với đại đầu, cậu vào trong đưa cậu ta ra đây đi. Đại đầu đáp lại một tiếng, sau đó thì bước nhanh vào trong rừng cây. Thân hình chỉ trong nháy mắt đã biến mất tăm mất tích rồi, làm cho hai người đẹp là Ngô Song Song và Lữ Hàm Yên nhìn mà hoa hết cả mắt.
Bọn họ quay lại nhìn vào mắt Tần Lạc thì lại càng cảm thấy khó hiểu hơn, người đàn ông này rốt cuộc là người có lai lịch thế nào vậy? Bề ngoài là một bác sĩ, nhưng vì sao lại có thể có một vệ sĩ thực lực hơn người như vậy? Vận may của Tần Giật ngày hôm nay không được tốt cho lắm, lượn lờ cả nửa ngày mà vẫn không tìm ra được con mồi nào cả. Khó khăn lắm mới gặp được một con thỏ rừng, hắn bắn hết sức cẩn thận, vậy mà vẫn bị trạch không thể không nói rằng, những anh chàng công tử nhà giàu này hoàn toàn là nghiệp dư trong những trò chơi như thế này. Đừng nói là thiện xạ như thần, bách phát bách trúng, mà đi cả chục lần mà bắn trúng được mục tiêu thì cùng còn hạnh phúc chán cũng vì nó khó như vậy nên lại càng làm cho họ mê mẩn hơn. Cảm giác bắn đâm xuyên thân con vật trong giây lát cũng khiến cho bọn họ kích thích đến phát cuồng. Nếu mà vẫn không có thu hoạch gì thì hắn sẽ bị thua mất một chiếc xe đua hãng Mercedes-Benz màu bạc rồi. Không phải là sợ thua mất chiếc xe mà là mấy lần chơi trước hắn đều thua cả, nếu mà cứ thua mãi thế này thì sẽ bị người ta cười cho thối mũi. Bọn họ đều là những người chẳng phải lo ăn, cũng chẳng phải lo mặc. Sống cũng chỉ là vì cái thể diện mà thôi. Linh Dương, hai mắt Tần Giật sáng quắc khi nhìn thấy con vật ở trước mắt mình. Nếu có thể săn được con Linh Dương này thì cho dù không thắng được cuộc tranh tài này thì cũng không đứng ở thế thất bại. Nghĩ vậy, hắn liền rút mũi tên từ ống tên đằng sau lưng mình ra chuẩn bị giết chết con mồi trước mặt mình. Tần Giật, đang trong lúc gay cấn thì một bóng người đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn. Bỗng dưng nghe thấy có tiếng người ở đâu vọng đến làm Tần Giật giật mình đánh thót. Vì động tác quá mạnh nên đã dẫm dập mấy cành cây, vì vậy mà đã làm động đến con Linh Dương ở cách đó không xa. Nó quay lại phía này nhìn một cái rồi thoát một cái nó đã chạy mất hút rồi. Tần Giật quay đầu lại nhìn cho rõ người đứng sau mình là ai rồi thì tức giận quát tháo, nhà mày chứ? Mày mù rồi à? Không thấy ông mày đang bận à? Mày gọi tên ai thế? Mày là đứa nào? Ông mày quen mày à? Bị tổn thất mất con mồi, lại còn bị giật mình kinh hãi ở ngay trong khu rừng rậm ghê rợn này nữa thì khiến cho Tần Giật vừa bị tổn thất về tiền bạc, lại còn mất mặt nữa. Lửa giận trong lòng bừng bừng lên chỉ muốn phát tiết ngay lập tức. Hắn nhận ra được người đứng trước mặt hắn là vệ sĩ của Tần Lạc, mặc dù hắn có phần lo ngại đối với Tần Lạc. Nhưng cũng không nhát gan đến nỗi e ngại cả tên vệ sĩ của hắn ta chứ. Đại đầu như thể chẳng nhìn ra được hắn ta đang tức giận vậy, vẫn bình thản nói, đi với tôi một chuyến. Đại đầu nói ra câu này thì chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Tần Giật tức đến nổ đom đóm mắt, nhìn đại đầu với ánh mắt khinh khỉnh, nói. Mặc bị thần kinh à? Mày là ai chứ? Mày dựa vào đâu mà bảo ông mày đi cùng mày? Mày bảo ông mày đi thì ông mày phải đi à? Mày là gì của tao thế? Anh bắt buộc phải đi cùng tôi một chuyến. Đại đầu vẫn bình tĩnh nói. Cậu ta không cần biết thái độ của đối phương thế nào mà chỉ cần làm việc mà mình phải làm là được rồi. Cút, Tần Giật tức điên người nói. Sau đó hắn nhặt cung và tên ở dưới đất lên. Đầu mũi tên nhằm thẳng vào đại đầu nói. Ông Mặc đếm đến ba. Nếu mày không lập tức biến mất trước mặt ông mày thì ông mày sẽ bắn chết mày. Anh không dám đâu, đại đầu nhìn vào bước chân nhẹ tững và cánh tay run rẩy khi kéo cung của Tần Giật thì nói tiếp, và anh cũng không thể làm được. Khinh thường. Một sự khinh thường trắng trợn. Tần Giật bị Tần Lạc trừng trị, làm nhục đã không nói làm gì rồi, không ngờ một tên vệ sĩ oát con của hắn ta mà cũng dám làm thế đối với mình. Nhớ đến cảnh Tần Lạc bôi cái thứ quỷ quái đó lên người làm cho mình sống không bằng chết. Nhớ đến cảnh tượng mình khóc giấm dứt. Nhớ đến cảnh mình quỳ trước xe của hắn ta để cầu xin tha thứ những nỗi khổ nhục mà cả đời này hắn phải chịu cộng lại cũng không nhiều bằng ngày hôm đó. Sự công kích của tất cả người trên thế giới này cộng lại cũng không nhiều bằng một mình Tần Lạc dành cho hắn. Chủ nhân bắt nạt người khác, đến cả cầu nô tài mà cũng có mắt như mù. Tần Giật cũng không thèm để ý đến nỗi sợ hãi đối với Tần Lạc nữa. Cánh tay phải đang kéo cung bỗng buông lỏng ra, mũi tên xuyên gió bay thẳng về phía trước ngực của đại đầu. Khi cánh tay phải của hắn buông ra thì trong nháy mắt hắn có một cảm giác thoải mái. Dễ chịu vô cùng, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác khó mà biết nó là gì chợt nảy sinh trong lòng ngắn còn chưa kịp lĩnh hội hết mọi vấn đề thì bỗng cảm thấy ngực mình đau ê ẩm. Toàn thân hắn được nhấc bổng lên trong không trung. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tên là do mình bắn ra, sao người bị đau ngực lại là mình cơ chứ? Những tiếng răng rắc được truyền lại giòn tan. Đó là tiếng gãy của những cành cây khi cơ thể Tần Giật hạ xuống ép vào mà có. Bịch. Khi âm thanh này vang lên thì toàn thân Tần Giật mới có được sự tiếp xúc thân mật với mặt đất. May, Tần Giật cố gượng người đậy định chửi bới một hồi. Nhưng đột nhiên cảm thấy cổ họng tanh tanh mùi máu, bèn phun ra một ngụm máu tươi.
nếu không phải anh ấy muốn gặp anh thì anh đã chết từ lâu rồi. Đại đầu đứng trước mặt hắn, lạnh lùng nói. Mũi tên mà Tần Dật bắn ra cắm thẳng vào một cành cây khô. Những chiếc lông chim ở trên đó còn tung bay trong gió nữa, điều đó chứng tỏ tài bắn cung của hắn cũng không đến nỗi bi đát cho lắm. Vẫn bắn trúng được mục tiêu, sau đó đại đầu ngồi xổm xuống, nhấc bổng toàn thân bị trọng thương của Tần Dật lên vai mình rồi bước nhanh ra khỏi khu săn bắt này. Bước chân của cậu ta nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, luôn tránh được những lùm cây gai góc ở bên đường, ôm trên người thân hình một người đàn ông to cao lực lưỡng còn hơn cả mình mà chẳng có vẻ gì là tốn sức cả. Dưới mái hiên của ngôi nhà gỗ, Lữ Hàm Yên vừa rồi mới nấu xong một ấm nước, nàng còn chưa kịp biểu diễn nghệ thuật pha trà đỉnh cao của mình cho mọi người xem, thì đại đầu đã đưa Tần Dật quay về đây rồi. Tần Lạc thật không ngờ đại đầu lại mời Tần Dật về đây như thế này, hắn không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ vết thương của hắn ta mà nói thì chắc chắn là hắn ta đã phản kháng rất ác liệt. Lữ Hàm Yên không ngờ vệ sĩ của Tần Lạc vừa mới ra tay đã đả thương người khác, hơn nữa người mà cậu ta đánh lại còn là khách VIP của bọn họ nữa. Nên nàng có phần bối rối, luống cuống kéo một chiếc ghế lại để cho Tần Dật ngồi lên đó rồi nói, Tần tiên sinh, sao mấy người lại ra tay đả thương người như vậy chứ? Tần Dật là khách VIP của trường đua ngựa hoa điển này của bọn họ. Lại bị thương ngay ở nơi săn thú. Hơn nữa người đả thương hắn ta lại còn là người mà mình cho vào trong đó nữa chứ. Lữ Hàm Yên sợ mình sẽ bị xử phạt nên lo lắng nói. Yên tâm đi, Tần Lạc an ủi nói. Nếu ông chủ của cô đúng là quen tôi thật thì cô cứ nói là người bạn đại đầu của tôi đã làm thương cậu ấy, như thế thì cô sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào nữa. Thấy vẻ mặt đầy tự tin của Tần Lạc, thì dường như hắn chẳng có gì là lo lắng về việc vệ sĩ của mình đả thương người khác cả. Trong lòng nàng thầm nghĩ, có lẽ anh ta đúng là có chỗ dựa vững chắc ở đằng sau rồi cũng nên, rồi lại nghĩ đến cú gọi điện của ông chủ thì quyết định không nói thêm câu nào nữa. Bị thương nặng lắm à? Tần Lạc nhìn đại đầu hỏi. Giả chết, đại đầu bước lại gần rồi động nhẹ vào cánh tay hắn ta một cái thì Tần Dật vừa rồi còn giả bộ ngủ say lập tức dậy lên. Tần Lạc, anh làm thế đã đủ chưa? Ngô Song Song thấy Tần Lạc lại bắt đầu ra tay trên người Tần Dật. Là một người bạn của Tần Dật, nàng không thể không lên tiếng. Điều đó phải xem cậu ta có chịu hợp tác hay không. Tần Lạc cười nói, hắn kéo một chiếc ghế rồi ngồi ngay đối diện Tần Dật. Nói, chúng ta cũng được coi như những người bạn cũ rồi. Lần này tôi tìm đến cậu chẳng hề có chút ác ý nào cả, cậu chỉ cần trả lời tôi một câu hỏi là được. Câu hỏi gì? Nghĩ đến thủ đoạn của Tần Lạc thì Tần Dật có phần sợ hãi. Cậu đưa chìa khóa cho ai rồi? Tần Lạc hỏi, hẳn chỉ vào Ngô Song Song nói. Cô ấy nói là cô ấy đưa chìa khóa cho cậu. Vậy cậu đã đưa cho ai thế? Chương 760, cô là người tình của Tần Tung Hoành. Tần Dật nhìn Ngô Song Song một cái, rồi lau đi vệt máu trên khóe miệng của mình, nói, không biết. Không biết ý là gì? Tần Lạc cười hỏi, bất luận thế nào, sự việc đã điều tra đến bước này rồi, chìa khóa cũng được truyền vào tay của hắn ta, nếu hắn ta vẫn không chịu nói thì Tần Lạc đành phải mời hắn về Long Tức uống trà rồi. Mất rồi, Tần Dật nói, tôi tìm Ngô Song Song để lấy chìa khóa của căn biệt thự số 6 Hương Sơn. Vốn là để cho bạn gái tôi ở đó. Cô ấy tên là Lý Diệu Trinh, đến từ Mỹ nhưng bạn gái tôi có việc đột xuất nên đã không đến nữa, vì vậy mà căn biệt thự cứ để trống như thế mãi. Vì mất hôm đó tôi bận nên quên không trả chìa khóa lại cho Song Song. Không ngờ nó lại bị mất. Chìa khóa bị mất ở đâu? Tần Lạc hỏi, những lời nói dối này quả thực là hạ cấp, ngu ngốc hết chỗ nói. Không biết là do Tần Dật tự biên tự diễn hay là do sau lưng có cao nhân chỉ điểm đây. Nhưng nếu hắn vạch mặt lời nói dối này của Tần Dật thì được cái gì chứ? Chẳng lẽ lại để Tần Dật thanh toán giúp cổ vương cho mấy lần ám sát hay sao? Tần Lạc bĩu môi thầm nghĩ, hắn ta có xứng không? Ở trong xe, Tần Dật nghĩ một lát rồi nói. Ở trong chiếc xe Porsche màu đen của tôi nhớ là tôi làm mất ở trong đó. Có ai làm chứng cho cậu không? Tần Lạc hỏi. Tần Dật nghĩ ngợi một lát rồi nói, trong di động của tôi có số của Diệu Trinh, anh có thể gọi điện cho cô ấy. Thế nếu đây là khẩu cung mà mấy người đã thương lượng sẵn từ trước thì sao? Tần Lạc chẳng có ý gọi cho người phụ nữ đó để hỏi thăm tình hình chút nào. Người ám sát anh chẳng có gì là liên quan đến tôi cả. Tần Dật tức giận nói, tôi biết vì sao anh lại điều tra về căn biệt thự số 6 ở Hương Sơn. Nhưng tôi căn bản là không quen người phụ nữ đó, tôi làm mất chìa khóa ở trong xe. Căn bản là chẳng nghĩ tới điều gì khác cả. Ngày nào tôi cũng đi gặp bạn bè rồi uống rượu,
rồi chở những người phụ nữ khác nhau về nhà. Tôi thực sự là không biết ai đã lấy chiếc chìa khóa đó đi, nếu không phải có chuyện này xảy ra thì tôi thực sự còn không biết cả việc mình đã đánh mất chìa khóa nữa. Thời gian tôi mượn chìa khóa căn biệt thự còn chưa đến một tuần. Không đến một tuần, Tần Lạc dùng mình hỏi lại, cậu lấy chìa khóa từ tay Ngô Song Song từ khi nào? Đúng vậy, đúng là một tuần, Tần Giật nói, tôi lấy chìa khóa trong tay Song Song từ thứ ba tuần trước. Đúng vậy, Ngô Song Song gật đầu nói. Tần Lạc trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Đối thủ vô cùng giàu hoạt, bầy binh bố trận cũng rất chu đáo. Liên tục thay đổi chỗ ở cho cổ vương. Nếu là như vậy thì có thể nói lên một điều, đó là khi cổ vương vừa mới ở trong căn biệt thự số 6 Hương Sơn thì bị bắt. Như vậy thì trước đó nàng ta ở đâu? Phải biết rằng, Tần Lạc đã sớm phát hiện ra hành tung của cổ vương, hơn nữa hai người cũng không phải lần đầu tiên giao đấu với nhau. Nếu nói là gần đây cổ vương mới tới Yến Kinh thì nói thế nào Tần Lạc cũng không thể tin vào điều đó được. Có thể khẳng định rằng, luôn có người đứng đằng sau yểm trợ cho cổ vương, lo việc ăn ở đi lại và đồng thời còn cung cấp tin tức tình báo cho nàng nữa. Một người có khả năng để che chở cho nàng ta mà lại hận mình tới tận xương tủy. Thì ở cái đất Yến Kinh này liệu có mấy người như thế đây? Là Tần gia, người mà âm hồn bất tán, làm việc gì cũng có liên quan đến mình, hay là người muốn đổ tội lên đầu Tần gia đây? Có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Tần Lạc cảm thấy dường như mình đã nắm bắt được thứ gì đó. Khi hắn quay lại nhìn Tần Giật, thì ánh mắt của hắn bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, những lời mà hắn nói ra lại vẫn tuyệt tình như thế, trước khi có chứng cứ chứng minh cậu không liên quan đến việc này. Thì cậu vẫn là người đáng hiểm nghi nhất trong vụ này. Phiền cậu đi với chúng tôi một chuyến. Tôi đã nói là tôi chẳng liên quan gì đến chuyện này hết. Tần Giật nổi điên nói, chỉ cần là một nhân vật có máu mặt thì chẳng có ai muốn bị Tần Lạc đem đi cả. Không phải ai là không có bất kỳ một phản kháng nào từ đầu đến cuối như Tần Tung Hoành, chỉ ít thì Tần Giật không có được cái định lực đó. Tôi không tin, Tần Lạc cười nói. Tần Lạc uống cạn ly trà mà Lữ Hàm Yên đưa lại cho hắn, sau khi uống xong thì hắn nói tiếp. Hôm nay chúng tôi đến đây làm phiền thật hổ thẹn quá. Giúp tôi gửi lời cảm ơn đến ông chủ của cô nhé. Nếu có cơ hội thì tôi nhất định sẽ mời ông ấy uống trà. Nhất định sẽ có cơ hội thôi. Lữ Hàm Yên nở một nụ cười tươi rồi, nhưng cũng vô cùng kỳ lạ. Cáo từ, Tần Lạc đứng lên nói. Tần tiên sinh, xin chờ cho một lát. Lữ Hàm Yên nói, nàng vẫy tay một cái thì có một người đàn ông mặc một bộ vest đen nhanh chân bước tới. Trên tay còn bưng một chiếc khay. Chiếc khay được đậy bằng một tấm lụa màu đỏ, không biết bên trong là vật gì nữa. Lữ Hàm Yên kéo tấm lụa ra rồi cầm lấy một tấm cát nhỏ như một tấm cát thẻ tín dụng vậy, trên đó có in một bức tranh sơn thủy một cách tinh xảo đưa cho Tần Lạc, nói, đây là món quà mà ông chủ tôi tặng anh. Đây là một tấm thẻ VIP cấp cao của trường đua ngựa Hoa Điền. Với tấm cát này, anh sẽ được hưởng mọi phục vụ của công ty chúng tôi, bao gồm cưỡi ngựa, bắn cung, casino và những phục vụ đặc biệt khác nữa. Tần tiên sinh có một phòng để đồ biệt lập, ở trong phòng để đồ đó. Chúng tôi đã chuẩn bị cho chiếc thẻ VTP đặc biệt này hai bộ đồ đi săn, một bộ đồ đua ngựa, một đôi giày đua ngựa, một chiếc cung cao cấp. Phòng đó là phòng số 6, chỉ cần dùng tấm cát này quẹt một cái là có thể mở ra. Xin được chúc Tần tiên sinh có một buổi vui chơi thoải mái ở Hoa Điền. Tần Lạc còn chưa kịp có phản ứng gì thì người ngồi trên ghế là Tần Giật đã mắt chữ O miệng chữ A lên. Tần Giật cũng là VIP của Hoa Điền, chỉ có điều hắn chỉ là thẻ vàng hội viên thôi. Mỗi lần bọn họ muốn đi săn ở câu lạc bộ này thì phải chi đến cả 30.000 đến 50.000 nhân gián tệ, nếu không thì ai mà lại đồng ý đi bắt bao nhiêu là động vật đến đây cho bọn họ săn giết chứ. Hai bộ đồ đi săn, một bộ đồ đua ngựa, một đôi giày đua ngựa, những thứ này cũng phải có giá chừng 50.000 nhân dân tệ rồi, đã thế còn thêm một chiếc cung cao cấp nữa, thứ này được làm từ chất liệu đặc biệt. Giá ước chừng từ 50.000 đến 100.000 nhân dân tệ rồi. Đã thế lại còn cả đòi được hưởng mọi phục vụ nữa chứ ông chủ nơi này có quan hệ thế nào với Tần Lạc vây? Vì sao mà vừa mới gặp đã tặng một món quà lớn như thế chứ? Đúng là càng so sánh thì càng hậm hực, Tần Giật nhìn vào Tần Lạc với ánh mắt đố kỵ đến cùng cực. Tần Lạc không đưa tay ra nhận mà nói, tôi còn chưa biết ông chủ của cô là ai mà lại nhận một món quà lớn như vậy thì không được hay cho lắm thì phải. Lữ Hàm Yên thản nhiên cười nói, ông chủ chúng tôi biết anh chắc chắn sẽ từ chối, vì vậy mà ông chủ tôi muốn gửi đến anh một câu nói, chẳng lẽ anh lại không dám nhận sao? Chẳng lẽ anh lại không dám nhận sao?
Tần Lạc nghĩ ngợi một hồi xem trong những người mình quen thì ai sẽ đùa với mình như thế này. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chẳng có được bất cứ thu hoạch gì. Hắn nhận luôn tấm các một cách sảng khoái, nói, cô gửi lời cảm ơn đến ông chủ mấy người lần nữa nhé. Sau khi từ biệt người phụ nữ xinh đẹp, hào phóng lại trang nhã là Lữ Hàm Yên, thì Tần Lạc dẫn theo đại đầu, Giê-xu, Ngô Song Song và Tần Giật rời khỏi trường đua ngựa Hoa Điền. Xe chạy lòng vòng quanh sườn núi, những suy nghĩ của Tần Lạc cùng vòng tới vòng lui theo. Chắc chắn là Tần Giật sẽ bị đưa tới Long Tức, hắn đóng một vai vô cùng quan trọng trong kế hoạch sau này của Tần Lạc. Còn về phần Ngô Song Song thì, trong khi Tần Lạc còn đang nghĩ xem nên đối phó với nàng ra sao, thì cô gái này lại tự mở miệng nói trước. Anh muốn đưa cậu ấy đi, nàng dùng ánh mắt xinh đẹp đến mê hồn của mình nhìn vào Tần Lạc nói. Nhưng người mà nàng nhắc đến ở đây lại là Tần Giật. Cô có ý kiến gì sao? Tần Lạc hỏi ngược lại. Chẳng có ý kiến gì, Ngô Song Song nói, bây giờ thì tôi đã có thể chứng minh rằng tôi không có gì liên quan đến việc này rồi chứ. Anh có phải là nên đưa tôi về hay không đây? Tần Lạc không đáp lại lời của Ngô Song Song, mà nheo mắt lại nhìn nàng như đang suy tính một điều gì đó vậy. Chúng ta giao kèo với nhau một chuyến nhé. Cô thấy sao? Tần Lạc cười hỏi. Giao kèo cái gì? Đưa cho tôi thuốc giải, thì việc này coi như xí xóa. Chẳng liên quan gì đến cô nữa. Tôi cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô nữa. Tần Lạc nói. Thuốc giải gì? Ngô Song Song cắn môi nhìn thẳng vào Tần Lạc với ánh mắt oan ức nói, mặt đỏ ửng lên vì tức giận. Còn nữa, tôi nói lại một lần nữa. Tôi không có liên quan gì tới vụ việc này cả, vì vậy mà tôi cũng chẳng cần phải giao kèo cái gì với anh hết. Ồ, vậy sao? Tần Lạc cười nhạt nói. Tần Giật lấy chìa khóa từ trong tay cô là vào hôm thứ ba tuần trước, nhưng sao chúng tôi lại tìm thấy nhãn bình sữa chua đã quá hạn từ trước cả hai tuần trước ở căn biệt thự số 6 Hương Sơn đó chứ? Cổ Vương có một đặc điểm là mỗi lần uống sữa chua thì đều thích xé rách cái nhãn xuống trước. Khi Tần Lạc dẫn theo người của Long Tức đột nhập vào bên trong thì tìm thấy một tấm nhãn sữa chua ở dưới chân ghế salon. Sữa chua là một loại đồ uống có kỳ bảo quản rất ngắn, dựa theo ngày tháng trên tấm nhãn đó, thì bình sữa chua này nên uống hết từ hai tuần trước, nếu không thì sẽ bị biến chất. Nói theo cách khác đó là Cổ Vương đã ở trong căn biệt thự đó từ hai tuần trước rồi. Lúc đó Tần Giật vẫn chưa nhận chìa khóa, vậy thì người cầm chìa khóa là ai đây? Mặt Ngô Song Song biến sắc rõ rệt, sự sợ hãi trong mắt nàng vừa xuất hiện đã biến đâu mất tăm, ương ngạnh cãi, chỉ một tấm nhãn sữa chua quá hạn thì liên quan gì đến tôi? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Cô là một người thông minh hơn cả chị gái cô, vì vậy mà đừng có giả bộ hồ đồ như thế làm gì. Tần Lạc cười nói, vốn dĩ Ngô gia nhà mấy người có họ hàng xa với Tần gia. Nhưng Tần Tung Hoành lại vô cùng xem trọng mấy người, nâng đỡ cho chị em cô có được một công ty với lãi suất hàng trăm triệu nhân dân tệ mỗi năm. Điều này có thể là không liên quan đến chị cô nhưng lại có liên quan mật thiết đến cô phải không? Tôi không hiểu ý anh là gì. Ngô Song Song nhắc lại một lần nữa. Khi người phụ nữ cố gắng trốn tránh một việc gì đó, thì chứng tỏ là có tật giật mình. Tần Lạc cười nói, đây là kiến thức mà tôi học được trong quyển đó. Vẫn ghi nhớ mãi. Nụ cười trên môi Tần Lạc đã tắt hẳn, hắn xa sầm nét mặt lại nói, cô có quan hệ gì với Tần Tung Hoành? Người tình, chiến hữu, bạn làm ăn hợp tác với nhau, hay là một quan hệ nào khác nữa? Ngô Song Song nhìn chằm chằm vào mắt Tần Lạc mà không nói câu gì. Người đàn ông này không ngu như mình tưởng chút nào. Chương 761, thuận tay giải thoát thiếu nữ ngu dại. Ngô Song Song có một bề ngoài xinh đẹp, tóc đen dài buông thõng trên vai. Hai mắt to tròn trong sáng, tinh khiết như hai giọt nước. Trông nàng nho nhã, thanh tú, rất có khí chất của một sinh viên có học thức, phong cách của nàng rất giống với khí chất của Ninh Toái Toái. Nhưng Tần Lạc sau khi tận hưởng được các chiêu thức của nàng, nhất là lúc đi qua chỗ sân bóng rổ kia thì đã bắt đầu cảm thấy mình nên cảnh giác với cô nàng đáo để này hơn nữa. Vì vừa mới moi được một số tin tức từ miệng Tần Giật, nên Tần Lạc lại một lần nữa suy diễn tình hình. Và mọi sự nghi ngờ đều bắt đầu đổ dồn hết lên người Ngô Song Song. Không muốn nói hay là không dám nói. Tần Lạc nheo mắt nhìn Ngô Song Song nói, bất luận là cô nói hay không thì việc cô có liên quan tới tòa biệt thự số 6 trên núi Hương Sơn kia là không thể không có được. Hơn nữa, tôi nghi ngờ việc Cổ Vương nhận được hỗ trợ từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại và tin tức ở cái đất Yến Kinh này đều do cô cung cấp hết. Tôi suy đoán như vậy cô không cảm thấy ngạc nhiên đúng không? Có gì đáng ngạc nhiên cơ chứ?
anh muốn gán ghép tội lỗi cho tôi thì thiếu gì lý do. Sau lưng anh có một sư phụ thượng hạng như vậy, muốn bắt ai mà chẳng được, muốn tác oai gì mà chẳng xong. Anh đến cả Tần Tung Hoành cũng bắt được, huống hồ là tôi. Cùng lắm là tôi bị các anh bắt về ngồi không mấy ngày. Tôi không tin anh có thể bắt tôi biến mất khỏi trái đất này một cách dễ dàng như thế được. Ngô Song Song vẫn tỏ ra vô cùng cứng miệng, hơn nữa tư duy của nàng cũng rất nhanh nhạy, nàng không hề dễ mắc lừa trước mấy câu nói của Tần Lạc. Mà ngược lại còn dựa vào cách làm việc có phần quá đáng của hắn mà chỉ trách hắn. Tiếc rằng nàng không biết rằng sau khi nghe nàng nói vậy Tần Lạc càng chắn chắn suy đoán của hắn là đúng. Nếu như nàng chỉ là một cô nàng sinh viên thông thường thì làm sao nàng lại có thể biết được nhiều chuyện như vậy chứ? Thậm chí đến cả sư phụ của mình là ai nàng cũng biết, đến cả việc Tần Tung Hoành bị bắt lần thứ hai nàng cũng biết rất rõ nữa. Cô giải thích thế nào về việc nhãn hiệu sử dụng trên bình sữa chua đây? Tần Lạc cười lạnh nói, Lý Đằng Huy không đến đó nửa năm rồi, chị của cô là Ngô Sương cùng chưa từng tới đó, chìa khóa thì lại ở trong tay của cô là đối tượng đáng bị nghi ngờ nhất. Một cái mác trên bình sữa chua thì nói lên điều gì chứ? Nếu như đây là bình sữa mà cổ vương thích uống nhất, thì nó sẽ được mua ở cùng một nơi. Thậm chí đến cái mác của nó cũng có vân tay của cổ vương, cô nói những điều này đều chỉ là trùng hợp hay sao? Tần Lạc bắt đầu mở một cuộc tấn công mới. Ngô Song Song khẽ thở dài một cái, sau đó liền nhìn Tần Lạc với vẻ đã có ý muốn hợp tác nói, anh muốn giao kèo cái gì? Anh muốn thuốc giải gì? Hy Dung và Hy Vũ bị trúng độc, tôi cần thuốc giải cho hai cô ấy. Tần Lạc chớp chớp mắt nhìn Ngô Song Song, để ý đến từng đường vân trên khóe mắt của nàng xem có thay đổi gì không. Tại sao anh lại đoán là tôi chứ? Ngô Song Song hỏi. Trương Mẫn Chi là người tình của Lý Đằng Huy, căn bản không thể nào chen chân vào các chuyện tranh giành lợi ích. Thậm chí có rất nhiều người còn không biết sự tồn tại của bà ta. Do vậy có động cơ hạ thủ với bà ta chỉ có hai người, ngày trước tôi nghi ngờ Ngô Sương, vì đố kỵ mà không ăn được thì đạp đổ. Nhưng sau khi tiếp xúc với Ngô Sương mấy lần, tôi phát hiện Ngô Sương không phải là người có lòng dạ hẹp hòi như tôi nghĩ, hơn nữa tôi nhắc tới hai cái tên Hy Dung và Ết Vi Vũ ở trước mặt chị ấy, nhưng Ngô Sương chẳng tỏ ra căm ghét gì hai cái tên này cả. Và còn một lý do nữa là, Ngô Sương rất muốn có con và rất yêu thích trẻ con. Một người yêu thích trẻ con thì thường không có những hành động ác độc. Cho dù đó có là con của tình địch đi chăng nữa thì cũng không nỡ lòng ra tay mà sát hại. Vậy tại sao không phải là người khác? Tại sao lại cứ phải là tôi? Tần Tung Hoành cho dù rất thông cảm cho chị của cô, nhưng cũng không thể vì chị của cô mà mạo hiểm đánh mất danh tiếng của mình vì chuyện này đúng không? Tôi quá hiểu anh ta rồi, nếu như không chạm vào lợi ích của anh ta thì anh ta còn lâu mới chịu đi giúp người khác. Tần Ạt dĩ nhiên cũng thuộc vào dạng tình nghi. Không phải tôi, chuyện này chẳng có gì liên quan tới tôi cả. Tôi căn bản là không hiểu các người đang nói về chuyện gì. Tần giật sợ hãi xua tay thanh minh cho mình nói. Tần Lạc mỉm cười nói, cô nghĩ cậu ta có làm được những chuyện đó không? Cô căm hận Lý Đằng Huy đã phản bội, càng căm hận hơn khi nghe tới chị cô mòn mỏi vì mong chờ có con. Thế là cô đã động tâm muốn giết người. Ngô Song Song bất giác thầm khâm phục khả năng suy đoán của Tần Lạc. Liền cười nói, có một chuyện mà dường như anh chưa biết thì phải. Hy Dung và Hy Vũ năm nay 18 tuổi, tôi cũng vừa vặn 20. Tôi và bọn họ cũng gọi là ngang ngang tuổi nhau, khi bọn họ gặp chuyện thì tôi mới mấy tuổi. Lẽ nào từng đó tuổi tôi đã làm được những chuyện tày trời được hay sao? Cô không phải 20 tuổi, Tần Lạc cười nói, cô bây giờ 24 hoặc 25 tuổi rồi. Lẽ nào tuổi của tôi cũng làm giả được hay sao? Ngô Song Song có phần lo lắng nói. Tính cách có thể làm giả được thì còn cái gì không làm giả được cơ chứ? Tần Lạc phản kích nói, cô mấy tuổi đi học thế? Năm. Không, cô 8 tuổi mới đi học, gia đình của cô giấu tuổi hộ cho cô. Tần Lạc nói, cô đừng có cãi cố nữa, cũng không cần phải lo là tôi không có chứng cứ. Rất tiếc phải nói cho cô biết rằng, dưới tay sư phụ của tôi có rất nhiều nhân tài, bọn họ đã điều tra hết tư liệu về cô rồi, tuy tôi không biết người nhà của cô tại sao lại che giấu tuổi của cô đi. Nhưng việc này lại tạo điều kiện cho cô, còn có thân phận nào tốt hơn thân phận của một sinh viên cơ chứ? Làm cái gì cùng không bị người khác nghi ngờ. Phải vậy không, điều này làm cho tất cả mọi người đều có thể bỏ qua, không ai nghi ngờ cô cả. Anh biết được khá nhiều chuyện đấy chứ, Ngô Song Song tỏ ra bất cần nói. Thằng khốn này biết quá nhiều chuyện rồi, bây giờ muốn cãi cố cũng chẳng biết cãi kiểu gì nữa. Còn nữa, chuyện xảy ra bất thường thì ắt là có chuyện mờ ám. Tần Lạc cười nói, tôi quen biết rất nhiều các cô cậu nhà giàu,
tuy trong số bọn họ cũng có một số ít người học hành chăm chỉ, nhưng bọn họ đều biết lúc nào chơi, lúc nào học. Nhưng tôi nghe các bạn học của cô nói cô có một cuộc sống khá là vô vị nhàm chán, điều này làm cho người khác có phần cảm thấy là lạ. Cô căn bản là không cần phải kéo cầy hùng hục như trâu như bò như vậy. Nếu như cốp làm vậy thì ắt phải có nguyên do của nó. Bấp giờ tôi biết nguyên do đó là gì rồi, đó là cô muốn tạo vỏ bọc cho bản thân mình. Nhưng dường như vỏ bọc này chẳng có tác dụng với anh chút nào cả. Ngô Song Song đanh mặt lại nói. Không, không, nó có tác dụng đấy. Tần Lạc nói, trước khi tới đây, tôi vẫn chưa hề liên tưởng các chuyện kia với cô lại với nhau. Tôi chỉ cảm thấy cô có tâm địa, nhưng cũng không đến nỗi xấu xa cho lắm, nhưng sau đó tôi mới hiểu ra được mọi chuyện nên mới vạch mặt được cô. Tôi cũng suýt chút nữa bị cái vẻ ngoài sinh viên của cô lừa rồi. Nếu như tôi cho anh thuốc giải thì anh thả tôi ra chứ? Ngô Song Song hỏi. Tần Lạc nhìn Ngô Song Song đầy hàm ý rồi mỉm cười nói, cô suy nghĩ đơn giản thật đấy. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Cô làm bao nhiêu chuyện thất đức như thế? Tôi lại tha cho một cách rẻ mạt như vậy sao? Tôi làm thế thì còn mặt mũi nào nhìn Hy Dung và Hy Vũ nữa? Nếu mà rẻ mạt như vậy, thì cái mạng của tôi sau mấy lần truy sát kia cũng chẳng đáng đồng tiền bát gạo hay sao? Thế anh muốn gì? Ngô Song Song căm hận nói. Cô đưa tôi thuốc giải, tôi sẽ không giết cô. Không, cô không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Tần Lạc vô cùng tự tin nói. Tần Lạc cầm trong tay một lọ thủy tinh trong suốt, bên trong đó có một chất dịch màu đỏ. Tần Lạc cẩn thận lắc lắc nó lên cho đều, tránh cho nó kết tủa xuống dưới đáy. Lý Đằng Huy và Trương Mẫn đứng ở bên cạnh chăm chú theo dõi không hề chớp mắt. Đến cả hơi thở cũng dường như nín hẳn lại. Người chị em của Trương Mẫn cũng đứng ở bên cạnh, dùng dõi mắt theo dõi từng động tác của Tần Lạc. Nàng nhìn vào cử chỉ của Tần Lạc mà cảm giác như thân thể mình tan chảy ra. Có lẽ nếu như lúc này mà Tần Lạc đưa tay lên sờ vào đùi nàng một cái thì chắc là bàn tay hắn sẽ ướt sũng vì nước ra quá nhiều mất. Hy Dung và Hy Vũ cùng ngồi ở trên giường, bốn mắt ngơ ngác nhìn vào chiếc lọ thủy tinh trong tay Tần Lạc. Hy Dung, Hy Dung, trong tay anh chồng của chị cầm cái lọ gì thế? Không biết, có lẽ là nước đường đấy. Hy Dung lắc lắc đầu đáp, dường như nàng cũng đã quen với việc cô em song sinh của mình gọi Tần Lạc như vậy rồi. Không đúng. Mẹ đút cho chúng ta uống nước đường không giống thế này. Hy Vũ phản bác nói. Đó là mẹ đút cho chúng ta, còn đây là anh ấy đút cho chúng ta uống. Dĩ nhiên là không giống nhau rồi. Hứ, chỉ giỏi cãi thôi. Không uống thì thôi, để chị uống hết. Em cũng muốn uống. Không cho uống. Em muốn uống. Không cho. Em muốn uống. Tần Lạc nhìn vào chất dịch bên trong lọ thủy tinh chờ cho kết tủa trong đó được hòa tan với thuốc rồi mới lấy ra một lọ thủy tinh khác đổ đều sang đó cho thành hai phần bằng nhau. Sau khi đổ hai phần bằng nhau rồi hắn liền đưa cho Hy Dung và Hy Vũ mỗi người một lọ để uống. Bác sĩ Tần Trương Mẫn lo lắng nói. Tần Lạc thấy bà lo lắng như vậy liền lên tiếng an ủi nói, không phải lo đâu. Cô ta chẳng có lý do gì lừa dối tôi cả. Cũng chẳng cần thiết phải lừa hắn. Bởi vì Ngô Song Song lúc này đang ngồi chơi sơi nước tại Long Tức. Nếu như có chuyện gì thì cô nàng sẽ chịu mọi hậu quả. Thật phiền cậu quá, Trương Mẫn cảm kích nói. Thần kinh của bà lúc này đang căng hết lên. Đôi tay nắm lấy bả vai của Lý Đằng Huy không ngừng run lên bần bật. Trương Mẫn lo lắng quá. Thành công hay thất bại, thiên đường hay địa ngục, rất nhanh sẽ có kết quả. Hy Dung, em uống nước đường đi. Tần Lạc như một người anh cả cẩn thận đưa một lọ thủy tinh vào tay nàng nói. Đáng ghét, em mới là Hy Dung. Đến cả tên em còn gọi nhầm nữa, em không uống đâu. Tần Lạc nghe mà thầm kêu khổ trong bụng, nhưng hắn vẫn cố nói, được rồi. Hy Dung em uống nước đường đi. Ha ha, anh bị lừa rồi nhé. Em là Hy Vũ, anh đúng là tên ngốc. Hy Vũ ngồi trên giường chỉ tay vào mặt Tần Lạc cười khanh khách. Tần Lạc thấy vậy cũng chỉ biết thầm cười khổ trong bụng. Trong nhà có hai nữ ma đầu này đúng là khổ thật. Lý Đằng Huy đang định lên tiếng quát thì bị Trương Mẫn ngăn lại. Tần Lạc cũng không còn nhẹ nhàng nữa. Hắn tóm lấy một trong hai người, sau đó kẹp lấy họng của nàng rồi banh miệng ra. Tần Lạc cầm luôn lọ thủy tinh dốc thẳng thuốc vào miệng cô gái, sau đó giật ngửa cổ nàng lên bắt nàng nuốt hết nước vào trong. Cô gái còn lại ngồi bên cạnh thấp vợ ủy định chạy trốn thì lại bị Tần Lạc chụp lấy. Rồi cùng rồng cô gái kia. Tần Lạc dốc hết thuốc vào miệng cô gái này. Phì phì phì, chồng của chị lừa chị em mình rồi. Đây không phải nước đường, đắng quá. Chị lại thấy nó ngọt lịm như mật ong. Hy Dung e thẹn nhìn Tần Lạc nói.
Chương 762, kẻ thua người thắng. Sau khi dốc hết thuốc vào miệng hai cô nhóc kia xong đâu đấy rồi, thì bây giờ mọi người chỉ cần ngồi chờ xem kết quả ra sao mà thôi. Thuốc giải là do Ngô Song Song đưa cho. Cô ta đưa cho Tần Lạc một địa chỉ, Tần Lạc liền bảo đại đầu tới đó lấy thuốc. Đại đầu còn phải làm theo đúng những gì Ngô Song Song đã dặn để tới lấy thuốc về. Lúc này, Tần Lạc đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nếu như Ngô Song Song đưa cho hắn không phải là thuốc giải mà là thuốc khác thì làm thế nào? Tần Lạc cũng đã kiểm tra rồi, biết loại thuốc này không làm người ta bị chết được. Nhưng nếu nó kết hợp với thuốc độc trong người Hy Dung và Hy Vũ làm cho chất độc bị biến dị đi thì làm sao? Nhưng Ngô Song Song bây giờ đang ở trong tay hắn. Lẽ nào cô ta lại dám mạo hiểm như vậy sao? Mệt mỏi cả ngày rồi để tôi xoa bóp giúp anh nhé. Vương Viên thấy những giọt mồ hôi trên trán Tần Lạc thì trong bụng mừng thầm, vội lấy một chiếc khăn tay ra lau mồ hôi cho Tần Lạc. Cảm ơn chị, Tần Lạc nói, sau đó hắn lui lại một bước khẽ tránh khỏi động tác có phần thân mật này của Vương Viên. Tuy Vương Viên là một mỹ nữ, nhưng nói cho cùng thì nàng cũng là người đẹp của người khác rồi. Anh sợ tôi ăn thịt anh hay sao? Vương Viên tức giận nói. Sau đó liền dúi chiếc khăn tay vào tay Tần Lạc giận dỗi, anh tự đi mà lau lấy. Thật xin lỗi làm phiền chị quá. Tần Lạc mỉm cười rồi đưa chiếc khăn tay lên lau mồ hôi. Sau khi lau xong thì hắn cũng không biết nên xử lý với cái khăn này thế nào nữa. Trả lại cho người ta chiếc khăn toàn mồ hôi của mình cũng không phải, nhưng không trả cho người ta thì lại không được phải phép cho lắm. Anh không trả lại khăn cho tôi hả? Vương Viên nhìn ra được thái độ khó xử của Tần Lạc liền cười nói. Không phải, tôi định giặt nó xong rồi trả lại cho chị, như thế có được không? Tần Lạc thành thật nói. Không cần đâu, tự tôi mang nó về giặt được rồi. Vương Viên nói xong liền đưa tay ra giặt luôn chiếc khăn tay lại. Còn lâu mình mới giặt nó đi, mình phải cất giữ cho cẩn thận mới được. Tần Lạc thấy vậy thì chỉ cười chứ không nói thêm câu nào nữa. Hắn bây giờ chỉ để ý tới tình hình của hai chị em Hy Dung và Hy Vũ hơn. Xem phản ứng của cả hai ra sao. Sao lại nóng thế nhỉ? Hy Dung nói. Đúng đấy, hay là chưa mở máy lạnh? Hy Vũ đưa tay lên định cởi luôn quần áo của mình ra. Trương Mẫn thấy vậy vội chạy tới nắm lấy tay con gái mình ngăn lại. Nếu để nó cứ tự tiện cởi quần áo trước mặt người khác thì về sau còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa chứ? Mở máy lạnh nhé, Lý Đằng Huy sốt ruột nói. Không cần đâu, Tần Lạc nói, để cho hai đứa ra mồ hôi đã. Hắn bịa rằng phàm là thuốc giải thì tất cả đều có công dụng bài trừ là chủ yếu. Ví dụ như nôn mửa, đi đại tiểu tiện đều có thể bài trừ chất độc ra khỏi cơ thể. Ra mồ hôi cũng là đẩy độc tố ra khỏi cơ thể qua đường lỗ chân lông. Hy Dung và Hy Vũ vừa mới uống thuốc giải vào trong người nên cảm thấy nóng có hiện tượng ra mồ hôi là lẽ đương nhiên. Nóng, nóng quá. Hy Dung bắt đầu xé bỏ quần áo trên người xuống. Vương Viên thấy vậy liền vội chạy tới ngăn chặn hành động này lại. Nóng, sao mà nóng thế này? Nóng chết mất thôi. Mẹ ơi, con muốn đi tắm. Trương Mẫn và Vương Viên mỗi người lần lượt cầm lấy tay của hai cô bé này, không để cho chúng xé quần xé áo ra. Lý Đằng Huy thì đứng bên cạnh đi đi lại lại mà không biết nên làm thế nào. Tuy nói rằng ông là cha của Hy Dung và Hy Vũ. Nhưng hai đứa con gái này của ông đều là hai thiếu nữ trưởng thành, ông mà chạy tới ôm lấy chúng nó thì cũng có phần không tiện cho lắm. Bác sĩ Tần, bây giờ phải làm thế nào đây? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Đằng Huy sốt ruột kéo tay Tần Lạc nói. Tần Lạc quan sát kỹ lưỡng nét mặt của hai cô gái này, hắn phát hiện ra mới đầu da của hai cô gái này màu trắng, bây giờ nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ tím. Cứ như người ta nướng thịt trên lò nướng vậy, trong bụng Tần Lạc thầm kinh hãi. Hắn không ngờ hiệu lực của loại thuốc này lại mạnh đến thế. Quẹ! Đột nhiên, Hy Vũ há miệng ra nôn thốc nôn tháo, Trương Mẫn không kịp né tránh bị con gái mình nôn đẩy ra tay. Một mùi tanh nồng bốc lên khắp trong phòng, nhưng Trương Mẫn dường như không cảm thấy có gì là ghê tởm cả. Mẹ không chê con bẩn, cũng không chê con thối, đây chính là tình mẹ. Tần Lạc, đây là phản ứng bình thường đúng không? Trương Mẫn vội lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu nói. Cả hai cùng nôn ra những thứ có mùi tanh nồng khó chịu như thế này thì chứng tỏ là thuốc có tác dụng. Những vật mà hai cô gái kia nôn ra đều có màu đen. Nó mà cứ ở trong cơ thể con người thì đúng là độc thật. Nóng quá, mẹ ơi con nóng chết mất. Mẹ ơi, mẹ muốn bọn con nóng chết à? Bọn con chết rồi mẹ làm gì còn con gái nữa đâu mẹ cho con đi tắm đi. Hai cô gái không ngừng kêu gào.
vừa kêu vừa nôn, toàn bộ thân thể của cả hai người 7 giờ toát mồ hôi đầm đìa cứ như vừa từ dưới nước bước lên vậy. Trong phòng lúc này đã bị một mùi hôi thối bao trùm lấy tất cả. Không được Tần Lạc cho phép thì cả Trương Mẫn lẫn Vương Viên đều không buông tay ra. Một bên thì không ngừng giãy giụa, một bên thì lấy hết sức bình sinh khống chế lại. Bốn người phụ nữ thở hổn hển, còn hai người đàn ông đứng bên cạnh chỉ biết trơ mắt ếch ra nhìn. Hay là châm cho chúng nó một châm, Lý Đằng Huy lên tiếng nói. Ông ta lo sợ Trương Mẫn và Vương Viên đều sức cùng lực kiệt mà vẫn không khống chế nổi hai đứa con gái của mình thì biết làm sao. Không được, Tần Lạc lắc đầu nói, nếu như có thể, thì lúc nãy tôi đã làm cho cả hai bất tỉnh rồi mới cho uống thuốc rồi. Bọn họ bây giờ phải dùng thuốc trong trạng thái tỉnh táo. Ôi, oan nghiệt, Lý Đằng Huy thở dài nói, song song sao cô ta lại làm chuyện ác độc thế này. Đang trong lúc vật lộn với con gái của mình, Trương Mẫn đột nhiên ngẩng đầu dậy gầm lên. Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi. Lý Đằng Huy thấy vẻ mặt hung hãn của Trương Mẫn liền ngậm miệng lại không dám ho he thêm câu nào nữa. Hai đứa con thông minh, xinh đẹp thế này mà đưa đi bao nhiêu bệnh viện cũng không thể nào chữa trị nổi. Bao nhiêu năm nay, cuộc sống của bà cứ như trong địa ngục trần gian vậy. Bà căm hận Ngô Song Song là lẽ đương nhiên. Cứ như vậy nửa tiếng đồng hồ sau, Trương Mẫn và Vương Viên dường như không còn sức lực nữa. Bọn họ cũng mồ hôi nhễ nhại. Quần áo ướt sũng hết cả. Đặc biệt là Vương Viên, nàng mặc một chiếc váy ngắn màu đen. Cùng với một chiếc áo lụa trắng, bây giờ toàn thân ướt hết làm lộ ra cả chiếc áo lót màu đen bên trong. Thân hình của nàng lúc này đúng là nhìn vô cùng bốc lửa. Hy Dung và Hy Vũ sau một hồi lăn lội, nôn ọe cũng xong, thì sắc mặt từ đỏ tím cũng dần dần trở nên bình thường, hai mắt nhắm nghiền lại nằm xuống bất động. Tần Lạc lúc này mới bước tới, đưa tay lên bắt mạch cho Hy Dung và Hy Vũ. 2 phút sau, Tần Lạc mới đặt tay của cả hai xuống mỉm cười nói, tất cả đã ổn rồi. Hả, bác sĩ Tần, Hy Dung và Hy Vũ lẽ nào đã khỏi rồi sao? Trương Mẫn xúc động nói. Bác sĩ Tần, anh lợi hại thật đấy. Tôi biết không bệnh gì là anh không chữa được cả. Vương Viên cũng tỏ ra vô cùng xúc động vồ tới chỗ Tần Lạc hôn lấy hôn để. Bệnh tình của cả hai ra sao? Tạm thời lúc này không rõ được. Tần Lạc nói, chúng ta phải xem xét tình hình đã. Vậy thì chúng ta vất vả suốt từ nãy đến giờ không có tác dụng gì sao? Lý Đằng Huy lo lắng nói. Không phải không có tác dụng, không chữa bệnh thì làm sao biết được nó có tác dụng hay không? Tần Lạc nói, nhưng cả hai đều bị bệnh về thần kinh, không phải uống một lần thuốc là khỏi ngay được. Cái này phải xem tình trạng hồi phục của cả hai ra sao. Hơn nữa, cho dù có hồi phục lại cũng không thể nào một chốc một lát là khỏi ngay được. Cái này tôi nghĩ là anh nên chuẩn bị tâm lý trước. Bác sĩ có trọng trách cho người bệnh niềm tin, nhưng cũng không thể nói toàn điều tốt được, nếu không 3-4 ngày sau con gái của họ lại trở lại tình, chẳng như xưa, thì Tần Lạc chẳng khác nào là kẻ lừa đảo cả. Cảm ơn anh, hy vọng mọi chuyện rồi sẽ qua. Trương Mẫn hai mắt đỏ hoe cảm tạ nói, nghĩ tới việc con gái mình có cơ hội phục hồi thì bà cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Chị cứ yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Tần Lạc mỉm cười nói, đây không phải là thuốc độc. Vậy thì nó đúng là thuốc giải rồi. Ngô Song Song là người thông minh, e rằng sẽ không vì hai cô nhóc này mà bị nhuốm chàm nếu như đây đúng là thuốc giải, thì hai chị em song sinh này sẽ có hy vọng phục hồi thôi. Nhưng, lần chữa bệnh này không phải dựa vào y thuật của Tần Lạc mà thành công, mà là dựa vào trí tuệ của hắn lấy được thuốc giải. Điều này làm cho hắn có phần cảm thấy đáng. Nếu như có thể lựa chọn thì hắn hy vọng hắn dùng tài năng y thuật của hắn giúp người bệnh phục hồi. Con người phải đối mặt với quá nhiều bệnh tật rồi, nếu như còn phải đối mặt với những con người thâm độc như Ngô Song Song nữa thì thật là đây là điều mà Tần Lạc không mong muốn nó xảy ra chút nào. Sau khi quay về từ viện điều dưỡng, Tần Tung Hoành liền ở lì bên trong Thiên Ba Phủ, không hề ló mặt ra ngoài nữa. Hắn không tới công ty, từ chối tất cả cuộc gặp mặt. Cứ như muốn đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài vậy. Chỉ có một người là ngoại lệ, hắn ta có thể xuất hiện bên cạnh Tần Tung Hoành mà không bị ngăn cản. Đây chính là vệ sĩ thần bí nhất, thân cận nhất của hắn. Điển Loa. Giống với thường ngày, Tần Tung Hoành ngồi đấu cờ với Điển Loa. Đánh cờ thì Điển Loa không phải là đối thủ của Tần Tung Hoành, nhưng lại có những nước đi rất kỳ dị chính vì vậy mà cho dù lần nào Tần Tung Hoành cũng là người thắng cuộc. Nhưng Tần Tung Hoành vẫn rất thích ngồi đánh cờ với Điển Loa. Bên ngoài có động tĩnh gì không? Tần Tung Hoành đặt một con cờ xuống, mặt không hề có cảm xúc nào hỏi. Ngô Song Song bị lộ rồi.
Tần Lạc tới Hoa Hồng Viên. Điền Loa vừa nói vừa nhìn bàn cờ. Hắn nhếch mép cười cười. Thế là ván cờ này hắn lại thua rồi. Tần Tung Hoành nghe vậy liền cầm quân cờ lên vứt sang một bên. Thở dài nói, lại mất thêm một quân cờ nữa rồi. Tôi cứ tưởng Ngô Song Song giấu mình kỹ lắm rồi đấy. Thằng danh đó đúng là thông minh ra rồi. Điền Loa cười nói, đại thiếu gia, lần này lẽ nào tôi lại thua tiếp rồi sao? Vẫn chưa đi hết cờ mà. Sao anh đã biết là mình thua? Tần Tung Hoành cười nói. Tôi nhìn ra rồi, cùng lắm là còn hai nước nữa thôi, tôi thua rồi. Điền Loa cười khổ nói. Nếu như tôi không đi nữa thì sao? Tần Tung Hoành nói. Ý của anh là gì? Điền Loa nói xong liền móc một điếu thuốc lên hít lấy hít để một cách tham lam. Nhưng lại không nở châm lửa lên đốt. Nếu như tôi không còn quân cờ nào, thì anh sẽ không thua nữa đúng không? Tần Tung Hoành hỏi. Điền Loa nghe vậy liền nhìn vào cốc đựng quân cờ của Tần Tung Hoành, cờ vây có rất nhiều quân cờ, nói, đạn của anh không phải vẫn khá là dồi dào đó sao? Đây mới là nguyên do vì sao anh lại thua tôi. Tần Tung Hoành xa sầm nét mặt nói, tìm người tới chỗ Bạch Tàn Phổ nhắc nhở anh ta một hai câu. Tỏi cho anh ta mượn danh tiếng của mình đi làm nhiều chuyện quá rồi. Nếu như anh ta không làm ăn ra gì, thì chúng ta không cần phải hợp tác nữa. Điền Loa gật đầu hiểu ý nói, ý của anh là người chết thì cho dù trong tay anh ta có nhiều quân cờ đến mấy thì cũng không làm được gì đúng không? Nếu như Tần Lạc chết rồi, thì tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết đúng không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.